cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. chương 841, bốn người chụp chung. Tiêu vũ đồng để cho nhân viên làm việc đi lấy một đống lớn đồ ăn vặt tới, rồi nói cung hút, cậu đem đồ ăn vặt ôm vào trong ngực, sau đó ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Mắt cung hút sáng lên nhìn chầm chầm một đống lớn đồ ăn vặt kia hỏi lại, tôi có thể ăn không? Diệp oản oản nâng tay đỡ chán, cô biết ngay mà. Tiêu vũ đồng bật cười, làm động tác ăn nhưng không phải thật sự ăn, chờ lát nữa chụp xong những thứ này có thể tặng cho cậu. Nói xong nhìn về hướng Diệp Oản Oản, nhưng có thể ăn được hay không tôi không làm chủ được. Cung Húc lập tức nhìn Diệp Oản Oản, đang muốn mở miệng làm núng, lạc thần ở bên cạnh vừa sửa lại cà vạt, một bên mặt không thay đổi mở miệng nhắc nhở, để tôi nhắc cậu một chút, tháng này trọng lượng cơ thể của cậu đã vượt chỉ tiêu 3 cân rồi đó. Miệng nó, tiểu ra mập thì sao, cậu có tư cách gì nói tôi mập, cậu mời tôi ăn cơm hay là uống canh, chỉ với một khối thịt thì tôi có nghĩa vụ nghe cậu nói hay sao? Cậu có mời tôi ăn thịt bò thịt dê chân giò hun khói xúc xích hay không? Có mời tôi ăn gà vịt tôm cua bào ngư vi cá chân gấu hay không? Có mời tôi ăn thịt nướng lẩu và bún cay hay không? Hay mời tôi ăn qua hoành thánh bún gạo chua cay chè sôi nước không? Diệp Oản Oản, thật là đủ lắm rồi đó nha. Tiêu Vũ Đồng đang cười, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng chụp lại hình ảnh lúc này. Cung Húc ôm lấy đồ ăn và tức giận bất bình hầm hầm nhìn Lạc Thần, Lạc Thần đứng ở một bên sửa sang lại cà vạt vẻ mặt xem thường. Rất nhanh, bộ ảnh chụp thứ hai cũng thuận lợi kết thúc. Diệp Oản Oản chuẩn bị ba chủ đề, thật ra nhiều nhất chỉ cần yêu cầu chụp hai bộ đã đủ rồi, nhưng bởi vì hiệu quả hai bộ chụp trước đều vô cùng tốt, cho nên Tiêu Vũ Đồng mãnh mẽ, mẽ đề nghị muốn chụp luôn bộ thứ ba. Bộ thứ ba cần chụp là ngoại cảnh, cho nên phải lựa chọn thời gian thích hợp. Dưới tình hình gần tới thời gian xuất bản, mà Tiêu Vũ Đồng vẫn cố ý muốn chụp bộ thứ ba, có thể thấy là đối với hai người quả thật rất hài lòng. Bộ thứ ba chúng ta ngày khác tiếp tục đi, rút ra một bộ làm ảnh bìa, cái khác có thể làm ở bên trong trang, tổng biên tập, đích ngon tinh com có thể giúp chúng tôi liên lạc cái cảnh trí, ngoại cảnh yêu cầu một khu rừng trúc. Có thể, cái này để tôi giải quyết cho. Sai Vĩnh Lê nhanh nhẹn mở miệng nói. Tiêu Vũ Đồng cười nói, không nghĩ tới hiệu quả chụp ảnh lại tốt như vậy, đột nhiên đối với ảnh bìa lần này rất có lòng tin, coi như ép không được, sắc đẹp, chất lượng cũng tuyệt đối là thượng thừa rồi. Nói xong, nhìn lướt qua hướng của Diệp Oản Oản và Diệp Mộ Phàm, thuận miệng hỏi, đúng rồi, sau khi rời khỏi quang diệu mọi người chuẩn bị đầu quân cho công ty khác sao? Hay là, chúng tôi chuẩn bị thành lập công ty của riêng mình? Diệp Oản Oản trả lời, à, là như vậy, tự mình tự thành lập công ty cũng không tệ đâu. Diệp tiên sinh tuổi trẻ tài cao, nhất định có thể thành công. Cảm ơn. Ánh mắt của tiêu vũ đồng như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Oản Oản đánh giá, không nhịn được đề nghị, thừa dịp còn có thời gian, không bằng tôi chụp cho bốn người một tấm để phục vụ cho công tác tuyên truyền được không? Diệp Oản Oản chần chờ, chuyện này có thể quá phiền toái hay không? Ánh mắt tiêu vũ đồng xưa nay chưa từng có sáng như vậy, lộ ra kích động, không kịp chờ đợi mở miệng nói, không phiền toái không phiền toái, thuận tay mà thôi. Diệp Oản Oản cười nói, một cái thuận tay này của cô, có thể làm bao nhiêu người đều cầu không được. Tiêu Vũ Đồng trong giới nhiếp ảnh rất nổi danh, sau khi, vi thất thế không ít tạp chí muốn đào cô ấy đi, bao gồm cả, sắc đẹp, nhưng cô ấy vì nhớ tới tình xưa, cho nên từ đầu đến cuối không nguyện ý rời đi. À à à, ảnh công tác, tôi muốn chụp tôi muốn chụp, tôi có thể cùng Diệp ca chụp chung không? Cung hút ở phía sau ồn ào. Diệp mộ phàm liếc cậu ta, nếu là ảnh công tác, dĩ nhiên là cả bốn người cùng nhau chụp. Dựa vào cái gì Diệp Bạch lại phải chụp riêng với cậu chứ? Muốn chụp riêng cũng phải là anh em bọn họ chụp chứ? Cung Úc bĩu môi một cái rồi nói cắt, không có ý nghĩa, hai người mà chụp chung sẽ kéo thấp giá trị nhan sắc của tôi và Diệp ca. chương 842, Cảnh đẹp ý vui. CMN, anh ta kéo thấp giá trị nhan sắc của người chụp chung sao? Diệp Mộ Phàm giận dữ nói, cậu chính là người kéo thấp chỉ số thông minh của ba người chúng tôi đấy. Trong lúc hai người tranh cãi, Diệp Oản Oản vội vàng đem hai người tách ra, được rồi được rồi, nhanh vào trong thay quần áo đi. Cung hút lầm bầm, tiến tới trước mặt Diệp Oản Oản, Diệp ca, hai chúng ta cùng thay đồ đi. Diệp Oản Oản không nói gì, cậu là học sinh tiểu học sao? Làm gì cũng muốn cùng nhau làm là sao? Trước khi Diệp Mộ Phàm nổi khùng lần nữa, Diệp Oản Oản vội nói, "Mọi người đi trước đi, tôi có việc muốn cùng Tổng Biên Xài trao đổi một chút." Cô làm sao có thể cùng bọn họ vào trong thay đồ được chứ? Một lát sau, bốn người cũng lần lượt thay quần áo xong đi ra. Khi bốn người đồng thời xuất hiện ở trước mắt mọi người, toàn bộ nhân viên làm việc trong phòng chụp ảnh không khỏi lên tiếng thán phục. "Trời ạ, à, chuyện này ai cũng quá đẹp đi. Quả nhiên, đàn ông lúc đẹp trai nhất vẫn là khi được ăn mặc chỉnh tề." hình tượng của diệp bạch và felix hoàn toàn không thua gì hai người nghệ sĩ bốn người đứng chung một chỗ khí chất mỗi người đều mang đặc sắc riêng của mình cung hút bướng bỉnh khoe khoang lạc thần trầm ổn nội liếng felix phong lưu mi người diệp bạch cao quý lười biếng bốn người ăn mặc như nhau thỏa đáng đứng chung một chỗ giống như một bức tranh quả thật là cảnh đẹp ý vui tiêu vũ đồng nhiệt huyết lại dâng lên cầm máy chụp hình hưng phấn không thôi mở miệng nói như vậy diệp tiên sinh anh ngồi ở chính giữa cung húc cậu đứng ở bên phải, lạc thần cậu bên trái, Felix phía sau một chút, Diệp tiên sinh vẻ mặt của anh không cần điều chỉnh, chỉ cần buông lòng, giữ vẻ mặt hờ hững này là thích hợp nhất, đúng đúng đúng, chính là như vậy, hoàn mỹ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, âm thanh không ngừng vang lên, tiêu vũ đồng hoàn toàn chuyên tâm trong công việc, vốn chỉ là nghĩ thuận tay giúp bọn họ chụp một tấm ảnh công tác giúp tuyên truyền, không nghĩ tới lại mất thời gian chụp như một bộ ảnh thật vậy. Tiêu vũ đồng cầm máy ảnh đến trước mặt tổng biên sai, hưng phấn nói: "Tổng biên, anh xem, hiệu quả như thế nào?" Sai Vĩnh Lê nhanh chóng xem ảnh chụp trong máy, trên mặt lộ ra ánh mắt vui mừng, lúc này đi tới trước mặt Diệp Oản Oản, rồi nói: "Diệp tiên sinh, những tấm hình này, chúng tôi có được chọn một chút hay không, để đem nó đặt ở bên trong lần phỏng vấn riêng này?" Diệp Oản Oản lúc này mở miệng nói: "Dĩ nhiên có thể." Lần này xem như tuyên truyền miễn phí cho công ty bọn họ trong tương lai rồi, cớ sao mà không làm. chấm sau đó trong khoảng thời gian này, Lạc Thần và Cung Húc đi theo tạp chí Vivi bay đi đến thành phố S chụp ngoại cảnh, ảnh bìa lần này chụp hoàn thành vô cùng thuận lợi. Diệp Oản Oản và Diệp Mộ Phàm đi đăng ký công ty xong xuôi, thuê một ngôi nhà để làm văn phòng làm việc, sau đó bắt đầu ở trên mạng tuyển nhân viên xây dựng đoàn phim. Cùng lúc đó, Quang Diệu truyền thông dường như muốn sử dụng những giá trị cuối cùng của Cung Húc và Lạc Thần cho nên dùng hết sức lực tiếp tục lợi dụng hai người. Đích ngon tinh con đồng thời từ mọi phương diện chèn ép bọn họ, ở trong nghề thả ra tiếng nói, để cho mỗi công ty không muốn hợp tác cùng bọn họ, càng không cho phép nghệ sĩ hoàn cầu và bọn họ có bất kỳ qua lại nào. Dù sao Hoàng Thiên trong giới giải trí nổi danh là công ty đầu rồng, phần lớn mọi người đều mua mặt mũi của nó, vì vậy công ty mới vừa thành lập của bọn họ liền lâm vào tình cảnh cực kỳ gian nan, đến nay không có nhận được công việc nào cả, duy nhất chỉ có một cái quảng cáo, là quảng cáo băng vệ sinh, Cung hút vùi ở trên ghế salon, run run chân, vẻ mặt không thèm để ý nói. Làm gì mà mặt mày ủ rột vậy? Không phải là có việc làm rồi sao? Quảng cáo băng vệ sinh thì sao á? Tôi tiếp. Ai nói chỉ có nữ nghệ sĩ mới có thể đóng quảng cáo băng vệ sinh cơ chứ? Lạc Thần nhìn Cung hút, tôi nhận. Cung hút lập tức chừng cậu ta đi sang một bên. Tiểu gia tôi ít nhất là có thể mua giúp bạn gái, còn cậu là một sử nam còn muốn quảng cáo băng vệ sinh. Cậu biết nó có hình dạng gì sao? Cậu đây là đang lừa dối người tiêu dùng đó có biết không? Chương 843, không còn vinh quang ngày xưa. Lạc Thần nghẹn lại. Diệp Oản oản nhìn về phía cung húc, cậu nhất định phải nhận. Thật ra thì cô cũng cảm thấy cái quảng cáo này có thể nhận được, mặc dù bây giờ không có thói quen này, nhưng trong tương lai vài năm nữa, để nam nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm chuyên dùng cho con gái thì còn nhiều hơn, hơn nữa hiệu quả rất không tệ, chẳng qua là bây giờ còn chưa có người nào thử mà thôi con người của cung húc chuyển động, cười hì hì mở miệng nói, tiếp a, à, bất quá, ông chủ, em lần này hy sinh lớn như vậy, ủy khuất như vậy, có phải được khen thưởng hay không? Diệp Oản Oản, thật là nhìn không ra cậu ta có nơi nào ủy khuất nha. Cậu muốn khen thưởng cái gì? Ngoại trừ đồ ăn vặt. Cung húc nghe mấy từ phía sau xong nhất thời tâm tình trùng xuống, không có đồ ăn vặt, em đây muốn ăn thịt. Diệp Oản Oản, lại không có yêu cầu nào khác sao? nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cung húc, Diệp Oản Oản cuối cùng vẫn mềm lòng nói có thể. Buổi tối, tiệc rượu ở một nơi nào đó. Bên trong phòng yến tiệc linh đình, những bóng dáng cao sang, các giới thời thượng nhân sĩ với minh tinh lớn tụ họp bên trong. Ngày trước bên cạnh xài vĩnh lê đều đầy ấp người, giờ phút này lẻ loi một mình, chỉ có nhiếp ảnh ra tiêu vũ đồng ở bên cạnh. Nếu so sánh lại, tổng giám lương sùng của tạp chí, sắc đẹp, lại như một minh tinh, được nhiều người quay quanh vào giữa chào hỏi lấy lòng, tạp chí, sắc đẹp, kỳ này còn chưa chính thức bán đã bùng nổ, giá trị bản thân của tổng biên lương sùng cũng như nước lên thì thuyền lên, tăng lên nhanh chóng. Chúc mừng tổng biên lương, xem ra tạp chí lần này lượng tiêu thụ lại phá kỷ lục. Hai năm qua tạp chí khó mà phát hành, sắc đẹp, có thể dự tính bán ra lại có thể bán được gần hai chục ngàn bản, ngoại trừ tổng biên lương, ai có thể làm được điều đó chứ? Lương Sùng cười nói, mọi người khách sáo, là nhờ vào mọi người cho lương mỗ mặt mũi mà thôi đúng rồi ảnh bìa vivi lần này thế nào rồi hình như là mời ảnh hậu vưu tư phi phải không có người hỏi nhiếp ảnh ra diêu duệ của tạp chí sắc đẹp cố ý nhìn về hướng xài vĩnh lê cách đó không xa ngay sau đó vẻ mặt ngạo nghễ mở miệng nói tư phi đã cùng bọn họ giải ước rồi tư phi chẳng qua chỉ là nghĩ đến mặt mũi ngày trước của bọn họ nên mới đáp ứng hỗ trợ chụp ảnh bìa Thế mà Sài Vĩnh Lê lại đưa ra đủ loại yêu cầu quá đáng, Tư Phi trong cơn tức giận thì không có chụp nữa, trước mắt mới vừa cùng tạp chí Sắc Đẹp chúng tôi ký hợp đồng một thời gian rồi. Ách, quá đáng như vậy sao? Xài Vĩnh Lê quản ký đã sớm lỗi thời, còn ra vẻ hiểu biết chỉ giáo Ảnh Hậu Vưu, đích ngon tinh com cũng khó trách người ta tức giận, Ảnh Hậu Vưu và Sắc Đẹp hợp tác, đúng là lựa chọn sáng suốt. Tiêu Vũ đồng mắt lạnh nhìn Lương Sùng cách đó không xa đang được mọi người vây quanh nghề này chính là như vậy, vĩnh viễn không có bạn bè, chỉ có lợi ích là mãi mãi mà thôi. Sai Vĩnh Lê chỉ nhìn lướt qua, đối với loại tình huống này đã sớm nhìn lâu thành quen, nhìn về phía Tiêu Vũ Đồng hỏi, dự tính bán ra kỳ này và tuyên truyền đã chuẩn bị xong chưa? Tiêu Vũ Đồng gật đầu, đã xếp đặt xong xuôi rồi, cuối cùng cũng làm xong, không có chuyên mục báo nào bị bỏ trống, nếu không, Vivi, lần này mới thật sự là mất hết mặt mũi chỉ tiếc, Phi Phi, Trung Quy đã hết thời, cũng không còn cách nào khôi phục lại vinh quang ngày xưa. Đang lúc này, Thái Dũng Thắng và Dương Lộ Thiến đi vào, danh tiếng của hai người đang cực thịnh, mọi người thấy hai người cũng là một hồi chào hỏi. Vẻ mặt Thái Dũng Thắng đầy nụ cười mang theo Dương Lộ Thiến đi tới, Tổng Biên Lương, chúc mừng, chúc mừng. Tâm tình Lương Sùng rất tốt nâng ly nói, Tổng Giám Thái, tôi mời anh một ly, dù sao lần này ký hợp đồng với Tổng Giám Thái, tạp chí của chúng tôi mới có thể bùng nổ lớn như vậy được, thiến thiến cũng là đại công thần ấy. chương 844, không biết trời cao đất rộng. Vẻ mặt Dương Lộ Thiến khiêm tốn nói, đâu có đâu, đều là công lao của Tổng Biên Lương và nhiếp ảnh ra. Thái Dũng Thắng được dịp đắc y nói, Tổng Biên Lương quá khách sáo rồi, hy vọng sau này chúng ta có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Lương Sùng vội nói, đó là điều đương nhiên rồi. Được hợp tác cùng với người đại diện chuyên nghiệp như tổng giám thái, đó là vinh hạnh của tôi. Trong lúc mọi người đang nâng ly cạn chén trò chuyện với nhau vui vẻ, trong chớp mắt không khí đột nhiên yên lặng. Ở ngoài cửa, bốn người Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm, Cung Húc, Lạc Thần cùng nhau đi vào. Lần này vào được đây là do Sài Vĩnh Lê giúp bọn họ lấy thư mời, nếu không phải là do thế lực hoàn cầu cản trở, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhờ đến sự giúp đỡ của người khác như thế này đâu. Tiêu Vũ Đồng phất phất tay gọi, "Diệp tiên sinh, bên này." Nhóm người Diệp Oản Oản đi tới, rồi nói, "Chị Vũ Đồng, hôm nay chị rất đẹp." Hai gò má Tiêu Vũ Đồng ửng đỏ, "Cảm ơn, bốn người các cậu mới là người đẹp, mọi ánh mắt đều bị sự xuất hiện của bốn người chọc cho mù mắt rồi." Nhìn thấy Diệp Oản Oản và Sài Vĩnh Lê đứng chung một chỗ, một nghệ sĩ nhỏ của Quang Diệu đang đứng bên cạnh Dương Lộ Thiến, "Hứ, lên tiếng, thật đúng là như tầm như mã tầm mã." Bây giờ Diệp Bạch cũng chỉ xứng cùng với loại công ty này lăn lộn cùng một chỗ mà thôi." Dương Lộ Thiến buông lời nói, "Đây cũng là chuyện không có cách nào khác a, à, không có hoàn cầu làm chỗ dựa, Diệp Bạch làm sao có thể tiếp cận với đẳng cấp tài nguyên giống như sắc đẹp được." Nhớ tới lúc trước chúng ta muốn chụp ảnh bìa hai người nam nữ, Diệp Bạch không chỉ không đồng ý, còn nói chuyện giật gân hậu quả gì tự chịu nữa chứ, nhưng còn bây giờ thì sao? Đây chính là cái anh ta gọi là hậu quả sao? Ha ha thật là quá nực cưới mà. Bên cạnh mấy người nghệ sĩ và thương nhân nghe vậy nhao nhao kinh ngạc mở miệng, còn có việc này sao? Không phải nghe nói ánh mắt của Diệp Bạch không tồi sao? Giao tiếp trong giới nghệ sĩ cũng là người đứng đầu cơ mà. Nghệ sĩ kia mở miệng nói, cho nên mới đem mình tạo thành bộ dáng rất trâu bò như vậy đó, nhưng trên thực tế thì chỉ có thanh danh vang dội thôi. Mặt Thái Dũng Thắng lộ vẻ khinh thường, tiểu tử kia cho là mình ngồi vào được chiếc ghế phó tổng là rất đáng gầm rồi, nhưng trên thực tế, đích ngon tinh com nếu không phải cậu tôi muốn làm Chu Văn Bân ra đi thì anh ta cho là anh ta có thể dễ dàng lên chức như vậy được sao? Tiểu tử kia chẳng qua chỉ là một thuộc hạ một con cờ của cậu tôi mà thôi, lại còn không xác định rõ thân phận của mình, tự cho mình là nhân vật chính nữa chứ. Lương sùng cười nói, người tuổi trẻ nha, khó tránh khỏi không biết trời cao đất rộng. Nói xong ánh mắt lóe lên, cười như không cười mở miệng nói, tôi còn nghe nói Diệp Bạch sau khi rời đi thì cùng với Vivi, hợp tác đúng không? Dương Lộ Thiến nghe vậy cười nhạo lên tiếng, đúng vậy đó, hơn nữa tạp chí đó cũng như chúng ta, cũng chụp ảnh bia, nhưng lại để cho Công Húc và Lạc Thần hai người đàn ông cùng nhau chụp, cho thấy là Diệp Bạch đã hết tuyệt chiêu rồi nên mới dùng đến hạ sách này đó. Lương Sùng lắc đầu thở dài nói, hát, nhớ lúc trước Vivi, dù gì cũng là tiền bối của chúng ta, là tạp chí lâu năm trong giới thời trang sự kiện quan trọng nào cũng có bài trong tạp chí của mình, không nghĩ tới bây giờ càng ngày càng không bằng ai, người nào cũng có thể hợp tác được. Thái Dũng Thắng nhất thời mở miệng nói, ha ha, ánh mắt cổ lỗ sĩ của Sài Vĩnh Lê kia sao có thể cùng Tổng Biên Lương như anh so sánh được chứ? Hiện tại ai mà không biết anh mới là nhân vật thủ lĩnh giới thời trang cơ chứ? Thái Dũng Thắng dựng một ngón tay cái lên. Lương Sùng được mọi người tâm bốc làm cho thể xác và tinh thần của anh ta vô cùng thoải mái, nói, đúng rồi, tạp chí số đặc biệt năm nay của chúng tôi, tôi đã xác định là Thiên Thiến. Vẻ mặt Thái Dũng thắng nhất thời đầy vui mừng kéo Dương Lộ Thiến bắt đầu mời rượu Lương Sùng, thật là rất cảm ơn anh. Thiên Thiến, còn không mau kính tổng biên lương một ly. Chấm, rất nhanh buổi tiệc kết thúc, ở ngoài cửa, nhóm người Diệp Oản Oản và Sài Vĩnh Lê đang muốn rời đi bên cạnh đột nhiên có người gọi xài vĩnh lê lại. Chỉ thấy đối phương trên người mặc quần áo đính hôn đắt giá, bên ngoài là một chiếc áo khoác da đỏ, trên mặt trang điểm tinh xảo, lúc ánh mắt ngạo nghễ nhìn về phía xài vĩnh lê lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. chương 845, không nhất định. Tổng biên xài, xin dừng bước, người mới lên tiếng nói chuyện chính là ảnh hậu Vưu Tư Phi. Vưu Tiểu Thư có chuyện gì sao? Xài vĩnh lê dừng chân lại, Vưu Tư Phi sâu xa nói, nghe nói tổng biên xài tung tin đồn ra khắp mọi nơi nói, tôi cầu dẫn anh, còn có vi phạm hợp đồng nữa, có đúng hay không? Xài Vĩnh Lê hơi nhíu mày, không có nói gì, anh ta cũng không muốn công khai cùng một nghệ sĩ tranh luận những chuyện này. Ánh mắt Tiêu Vũ đồng lạnh lùng ở bên cạnh mở miệng nói, mặc dù Vưu Tiểu Thư vi phạm hợp đồng là sự thật, nhưng Vi Vi, chúng tôi còn không có sở thích ở phía sau nói huyên tuyên gì cả, người khác nghĩ như thế nào? không phải là điều mà chúng tôi có thể quản hết được. Âm thanh cười lạnh của người đại diện Vưu Tư Phi đứng ở một bên vang lên, tiêu vũ đồng, bây giờ, Vi có hình dáng gì, mọi người trong lòng đều biết rõ, Tư Phi của chúng tôi chịu chụp ảnh bìa cho mấy người, đó là do Tư Phi trọng tình trọng nghĩa, nhớ lại tình cảm ngày xưa, thế mà mấy người lại còn dám ghét bỏ Tư Phi của chúng tôi. Tiêu vũ đồng và Sài vĩnh lê nghe vậy, sắc mặt đều có chút khó coi. Vưu Tư Phi đúng là đã đồng ý giúp bọn họ chụp ảnh bia, nhưng thái độ giống như đang bố thí cho ăn mày, những thứ này bọn họ đều có thể nhẫn nhịn, nhưng không có cách nào nhịn được là cách làm việc không chuyên nghiệp của cô ta. Không chỉ tới chế suốt một ngày, để cho tất cả nhân viên làm việc chờ đợi mình, sau khi đến cũng chỉ chụp 5 phút liền rời đi, cuối cùng thành phẩm tạo ra căn bản cũng không thể sử dụng được. Bọn họ luôn đưa ra lịch chụp từ ngày này sang khác, kết quả Vưu Tư Phi trực tiếp hủy không muốn chụp tiếp nữa. Người đại diện của Vưu Tư Phi tiếp tục nói, chúng tôi đã cho các người thể diện mà lại không cần, nếu vậy đừng trách chúng tôi không nể tình. Tổng biên xài đích ngon tinh con phiền anh mời nhân viên của anh đừng có không cần mặt mũi mà quấn lấy chúng tôi nữa, chúng tôi ghét nhất là loại rác dưới này đó. Thật là hạ thấp đẳng cấp tư phi của chúng tôi mà. Sau đó, đem một sấp tài liệu trực tiếp nện ở trước mặt của Sài Vĩnh Lê. Tài liệu Sài Vĩnh Lê chuẩn bị hơn mấy tháng qua vứt toán loạn đầy đất. Giờ phút này, ở cửa ra ra vào vào, nghệ sĩ đã vây đầy để xem náo nhiệt. Đệt, xài vĩnh lê này, quả là không biết cách làm người mà, lại có thể chọc cho ảnh hậu vưu nổi giận. Ai bảo đã cho anh ta thể diện mà anh ta lại không cần, ảnh hậu vưu đồng ý chụp ảnh bia cho bọn họ cũng thật là hạ thấp đẳng cấp của mình mà. Còn coi mình là người trong giới thời thượng nữa chứ, ánh mắt càng ngày càng kém, người tìm đến là người nào, mọi người có biết không? lần này anh ta lại có thể để cho hai người đàn ông cùng nhau chụp ảnh bìa thật là muốn cười rụng cả răng mà. Chấm chấm, tiêu vũ đồng nhìn những thứ bị ném xuống đất, bị người dẫm đạp bầy ra trước mặt mọi người, giận đến hốc mắt đỏ bừng, mấy tên khốn kiếp này. Diệp oản oản cúi người xuống, nhặt lên từng tờ từng tờ giấy dính đầy dấu chân. Tiêu vũ đồng cảm kích nhận lấy, cảm ơn. Trên mặt của Sài Vĩnh lê đầy vẻ chán nản, Vũ Đồng, quên đi, bọn họ nói không sai có lẽ tôi quả thật đã không thích hợp sinh tồn trong nghề này như vậy cô sớm một chút tìm đường lui đi đi với tôi sẽ ủy khuất cô mấy năm nay mấy nhân viên kỳ cựu của vivi có lẽ đã sắp bị sắc đẹp đào hết rồi tiêu vũ đồng gắt gao nắm chặt nắm tay tổng biên anh nói nhăng nói cuội gì đó tôi không có khả năng rời khỏi vivi đâu từ khi ra đời đến giờ cô đã đi theo sài vĩnh lê cùng nhau dốc sức làm lý tưởng của anh ta đối với thời thượng, đối với thái độ làm việc, đều thật sự làm cô khâm phục. Vẻ mặt tiêu vũ đồng đầy chán nản, mệt mỏi lầm bẩm chỉ tiếc, bây giờ giới giải trí đã không phải là nơi có thực lực thì có thể chứng minh được vị trí của mình rồi. Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn về hướng tiêu vũ đồng, lầm bẩm mở miệng, vậy cũng không nhất định là chính xác hoàn toàn. Nếu như thế giới đều đối địch với anh, vậy thì lớn mạnh hơn đi, đến lúc đó cho dù là cả thế giới cũng không cách nào ngăn trở đường đi của anh được. chương 846, xin trở về. Báo khẩn, cung húc, lạc thần ngàn dặm đuổi theo nữ thần. Giả dạ tiệc thời thượng không thể buông tha, ai sẽ ôm người đẹp về. Dương Lộ Thiến tham gia giả dạ tiệc thời thượng kinh diễm bốn phía. Quang Diệu Bộ Kinh tế Tổng giám nghệ sĩ Thái Dũng Thắng thảo luận hiện trạng giới giải trí. Chẳng qua chỉ tham gia một giả dạ tiệc thời thượng, qua một đêm, tin tức bát quái bay đầy trời, nhân tiện cũng nâng mình lên, quả nhiên là phong cách làm việc của Thái Dũng thắng. Công ty của Quang Diệu truyền thông tụ họp, quản lý cấp cao và nghệ sĩ tề tụ một chỗ. Đến đến đến, mọi người kính tổng giám thái một ly, tin tưởng tổng giám thái chắc chắn dẫn Quang Diệu chúng ta đi về phía huy hoàng. Cạn ly. Ha ha có tổng giám thái mọi người chúng ta mới biết cái gì là người đại diện chuyên nghiệp chân chính. Diệp Bạch tính là gì? lâu như vậy mới mang ra được một lạc thần tổng giám thái mới mấy ngày liền làm cho thiến nữ thần nóng như vậy đúng vậy đúng vậy thái dũng thắng uống đến đỏ mặt tía tai vẻ mặt đắc ý ha ha đừng đánh đồng tôi cùng với tên tiểu bạch kiểm đó anh ta có cái gì không còn hoàn cầu làm chỗ dựa tôi xem anh ta làm sao lăn lộn những người khác dối rít phụ họa tổng giám thái nói đúng nói đúng cung húc và lạc thần thật sự là quá hồ đồ rồi lần này bị diệp bạch lừa thật thảm hợp tác gần đây là những thứ gì? Một cái trang bìa tạp chí sắp sập tiệm, lại còn suy bại tới làm đại ngôn cho đồ dùng phụ nữ. Thời gian sẽ chứng minh tất cả nha, chung quy có một ngày cung húc và lạc thần sẽ thấy rõ ràng ai mới là người đại diện có năng lực thật sự, đến lúc đó nhất định sẽ xin trở về. Ngay khi Quang Diệu đang tổ chức tiệc ăn mừng cho Thái Dũng Thắng, là lúc sắc đẹp, phát huy tuyên bố lượng dự bán phá kỷ lục, tạp chí chính thức VV, lặng yên không tiếng động phát một huy bua, đưa ra ảnh trang bìa tạp chí kỳ này cùng với dự bán liên tiếp tăng. Thăng lạc thần cung húc VV đặc biệt thiết kế thăng, VV, trang bìa ma huyễn hoàn toàn mới cường thế đánh tới mảng lớn. Chính nghĩa và tả ác, quang minh và đêm tối, mang đến cho người xem cái nhìn hoàn toàn mới. VV kỳ hạm dự bán liên tiếp tăng, A còng lạc thần, A còng cung húc, A còng xài vĩnh lê, A còng nhiếp ảnh ra tiêu vũ đồng, A còng chuyên gia tạo hình Felix, A còng diệp bạch, A còng block chính thức truyền thông chư thần thời đại. Tiêu Vũ Đồng ngồi ở trước bàn máy tính, hít sâu một hơi, nhấn phím Enter, tổng biên, blog chính thức đã phát đi rồi. Sài Vĩnh Lê gật đầu, tốt. Tiêu Vũ Đồng nhìn hình ảnh trang bìa đã trải qua hậu kỳ xử lý xong, ảnh chụp càng thêm kinh diễm, tôi cảm thấy mọi người chắc hẳn sẽ thích đấy. Mặc dù Sài Vĩnh Lê cũng cho là như vậy, nhưng bởi vì thất bại nhiều lần, cũng không dám ôm hy vọng. Thông báo chừng mấy phút, phía dưới Weibo vẫn rất yên tĩnh, chỉ có một hai cái khen ngợi chấm chấm. Buổi tối, bốn người Diệp Oản Oản đang ở trong phòng làm việc xem kịch bản, âm thanh điện thoại di động nhắc nhở vang lên một cái, là bên VV, phát thông báo. Cung Húc, Lạc Thần, hai người đi chia sẻ đi. Diệp Oản Oản mở miệng. Ồ, oh, ok, được. Hai người giống ngày thường chia sẻ cái Weibo trang bìa kia, Diệp Oản Oản và Diệp Mộ Phàm cũng đi theo chia sẻ một chút. Diệp Mộ Phàm quét mắt nhìn hình ảnh trang bìa kia, không khỏi không thừa nhận, hai tiểu tử này chụp trang bìa quả thật rất đẹp trai, vô cùng có cảm giác, đích ngon tinh cong cộng thêm có nhóm người ái mộ cung hút và lạc thần ở đây, trang bìa kỳ này hẳn là sẽ không bổ nhào. Chẳng qua là, chụp ảnh trang bìa thật sự là không bao nhiêu tiền, căn bản không giải quyết được khẩn cấp, bọn họ còn phải nghĩ biện pháp mau mau kiếm tiền, nếu không đoàn phim không có biện pháp khởi động. Diệp Oản Oản liếc nhìn vào blog chính thức một cách tùy ý và nói, tốt rồi, đã trễ, đều trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi chương 847, phúc lợi của tôi. Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên, một ngày mới ở đế đô bắt đầu. Trong phòng giải khát của một văn phòng cao cấp nào đó. Hai cô gái ở cùng một chỗ dưới đất bàn bạc mở ám xoa xoa tay, trong tay siết chặt điện thoại di động, thỉnh thoảng phát ra tiếng la kích động không thể diễn tả. à, 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 à. quá đẹp trai quá đẹp trai rồi, làm sao có thể đẹp trai như vậy, tôi muốn bất tỉnh rồi chồng chúng ta quả thật là xứng đôi có được hay không ngũ ngũ. Hai cô gái ôm lấy nhau kích động đến khóc giống, một người là fan trung thành của Cung Húc, một người là fan trung thành của Lạc Thần, bởi vì quan hệ giữa hai người ác liệt, fan hai nhà cũng như nước với lửa. Phía sau mấy cô gái đi vào, nhìn thấy hai người này lại có thể ôm nhau thân mật như vậy, vẻ mặt khiếp sợ giống như thấy sao hỏa đụng trái đất. Ách, Judy, Alice, hai người là sao đây? Ha ha ha, đúng vậy, không phải hai người vừa thấy mặt là hận không thể cách xa nhau sao? Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Hai người nhìn thấy mấy đồng nghiệp sau lưng, nhất thời ánh mắt phát sáng như sói, giống như kẻ cướp lôi kéo mấy người vào, sau đó kích động không thôi cho các cô nhìn một bài Weibo trên điện thoại di động của mình. "Chị gái, xin mời ăn phúc lợi của tôi." "Đúng đúng đúng, tôi đảm bảo ăn là phải ngon." "Nhìn cái gì a, à? mấy cô gái sắp tới gần." Sau khi nhìn thấy trong Weibo hình ảnh hai người trên trang bìa tạp chí cùng với những ảnh chụp khác xong, đầu tiên là yên lặng một giây, sau đó cùng phát ra những tiếng la chói tai. A à, a, à, 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 à. trời ạ à, trời ạ, à, thật là đẹp trai, làm sao lại đẹp trai như vậy? Đây là vampire và thợ săn phải không? Quá rung động rồi. Cùng hút mặc quần áo ngủ lông hoạt hình thật là đáng yêu thật là đáng yêu, quả thật là đáng yêu chết được, Lạc Thần đeo mắt kiếng cũng quá xoái đi. Gào 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 khó trách các người mê đến như vậy tôi muốn chuyển phen chuyển phen chuyển phen á đây là tạp chí gì tôi muốn đi mua đến đây đi đến đây đi đến đây đi hoan nghênh gia nhập cùng chúng tôi tôi đã đặt trước lại nói từ trước cho tới bây giờ làm sao tôi cũng không có phát hiện ra cung húc và lạc thần lại có thể xứng đôi như vậy nhất là mấy tấm ảnh sinh hoạt ở nhà quả thật là bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó ha 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 đúng không đúng không lúc trước chúng ta vẫn cảm thấy cung húc và lạc thần bất hòa hiện tại phát hiện hai người này hoàn toàn là yêu nhau đánh nhau có tiết tấu đấy mấy người đang kích động ăn phúc lợi bỗng nhiên sau lưng truyền tới một tiếng phù phù bên cạnh một cô gái đột nhiên ôm lấy điện thoại di động hôn mê bất tỉnh miệng nó an 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 cô sao vậy cô gái ôm lấy điện thoại di động ung dung tỉnh lại trên mặt xẹt qua hai hàng nước mắt trong suốt tôi đây đời này đáng giá chớ khẩn trương chớ khẩn trương, An An là hủ nữ sao thâm niên, chỗ nào chịu được việc kích thích này, đoán chừng là kích động. Sao hủ nữ, là những đứa con gái nhìn thấy hai thằng con trai ở chung một chỗ còn kích động hơn cả có bạn trai mặt cười, tôi cũng là hủ nữ nè tương đương tương đương tương đương tới giao lưu kết bạn nào các nàng hủ tương đương tương đương. Ha 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 ha, không thể trách An An không chịu nổi. Tôi không phải là hủ nữ đều bị cảm hóa rồi có được không? Chấm chấm. Công ty, trường học, đoàn phim, phố lớn ngõ nhỏ, sáng sớm, tình cảnh tương tự như vậy vẫn đang không ngừng tái diễn. Người đi đường uống nước cũng điên cuồng hướng tới phúc lợi, chẳng qua chỉ là thời gian ngắn ngủi buổi sáng mà thôi, trang bìa lạc thần và cung hút của tạp chí, VV, kỳ mới nhất đã rầm rầm nổ tung toàn bộ Weibo và WeChat, lạc thần cung hút song song leo lên bảng hot search, thăng CP thần hút thăng để tài lượng xem phá vỡ 100 triệu, dự bán lượng tiêu thụ của tạp chí PV kỳ mới nhất đang theo xu hướng khủng bố điên cuồng tăng lên. Sắc đẹp là một tuần lễ bán ra hai chục ngàn bản, mà PV bên này chỉ trong thời gian một buổi sáng đã nhận được năm chục ngàn đơn đặt hàng, hơn nữa con số vẫn còn đang không ngừng leo lên với tốc độ chóng mặt. Chương 848, nhiệt độ bùng nổ. Bây giờ, bài Weibo đứng đầu cũng chỉ được mười mấy ngàn lượt chia sẻ, mà cái thông báo Weibo trang bìa kia của VV trong một đêm đã được 100 000 lượt chia sẻ, lượt yêu thích hơn 40 vạn, bên dưới là vô số bình luận kích động của bạn bè trên mạng. Weibo cá nhân của Tiêu Vũ Đồng, trước kia tuyên bố mấy cái bản gốc chụp ảnh ngoài lề, bạn bè không người hỏi han giờ cũng chia sẻ điên cuồng. Nghĩa miệ nó, miệng nó, miệng nó. Tôi thấy được cái gì? Sống lâu mới thấy, cung húc lạc thần cuối cùng cũng chụp chung với nhau rồi. Cái tin ngoài lề này cũng quá hấp dẫn đi thật sự muốn xem hai người bọn họ oán giận lẫn nhau chính thức phát kẹo a à. trời ạ à, trời ạ à, trời ạ à. tâm lão hủ nữ muốn nổ tung cầu xin hai người mau kết hôn đi cp thần hút một vạn năm ai nói tình hữu nghị nhất định phải hòa hợp khách khí ở bên ngoài cùng húc và lạc thần quen biết tới nay mặc dù vẫn luôn oán giận lẫn nhau nhưng cùng tiến cùng lui với gian khổ đây mới thực sự là tình anh em được không so với cái giới giải trí thì thứ tình cảm co giãn này tốt hơn nhiều hóa ra là vv fashion magazine nổi tiếng từ xưa lúc tôi lên trung học phổ thông đều đặt mua mỗi kỳ chấm công ty trong phòng làm việc cung húc vừa tỉnh ngủ rụi rụi con mắt mặt kinh ngạc nhìn số lượt chia sẻ và yêu thích đáng sợ kia ách tỉnh lại sau một giấc ngủ lại xảy ra cái gì đây diệp ca anh đầu quân sao cho tụi em rồi hả đầu quân cũng như là thủy quân vẻ mặt lạc thần cũng mê mang diệp oản oản một bên không ngừng đánh trả lời vào điện thoại một bên khẽ cười trả lời, tôi cũng không có tiền để đầu quân, những thứ này hệ thống cung cấp sẵn. Diệp mộ Phàm vừa xem thật nhanh tất cả tin tức liên quan, vẻ mặt đầy thán phục, tại sao có thể là thủy quân, lượng dự bán của tạp chí không làm giả được, đơn đặt hàng cũng đã mở bán năm chục ngàn bản, hơn nữa còn không ngừng tăng. Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên cung húc sù lông giống như mèo con bị dẫm đuôi, miệng nó. Vì cái gì tiểu ra là thụ, các người mới là thụ, cả nhà các người đều là thụ sao. Sao thụ, là người con trai nằm dưới đó, khụ khụ ta rất trong sáng nha, ta chỉ là nổi máu hủ thôi tương đương. Trọng điểm chú ý của cái tên này, thật sự là mãi mãi cũng không bình thường như vậy. Chấm. Cao ốc tạp chí, vi vi, giờ phút này tất cả mọi người đều đã bận rộn xoay vòng. Tiểu Giang, nhanh đóng đem trang đặt hàng đóng lại, không thể lại để cho bọn họ tiếp tục lên đơn, tồn kho không đủ. Mau mau nhanh nhanh. Kiều Kiều, nhanh đi nhà máy in một chuyến để in thêm, cái gì? Chỉ có thể in thêm 10 ngàn, cái này nhất định không đủ. Vậy thì đi tìm nhà khác hỏi một chút, có thể tìm bao nhiêu nhà liền tìm bấy nhiêu nhà. Ngịch, bộ ảnh chủ đề thứ ba sửa xong chưa? Còn có bộ ảnh bốn người chụp chung, nhanh một chút. Sáng sớm, Tiêu Vũ Đồng liên tục bận rộn đến ngụm nước cũng không kịp uống, điện thoại của toàn bộ tòa tạp chí cũng muốn cháy máy trong đó có không ít người của giới giải trí đã lâu không qua lại cố ý gọi điện thoại tới chúc mừng. Sai Vĩnh Lê nhìn nhân viên trong phòng làm việc bận rộn, có cảm giác giống như cách một đời. Anh ta không thể nghĩ tới, trang bìa kỳ này bởi vì bất đắc dĩ mới chụp, lại mang đến cho Vivi thay đổi lớn như vậy, để cho Vivi nhảy một cái trở về đỉnh cao. So với bên Vivi, vui mừng phấn khởi, giờ phút này trạng thái của tòa tạp chí, sắc đẹp, có thể tưởng tượng được âm, um, lương sùng dùng sức vỗ bàn một cái, vẻ mặt không cách nào tin tưởng, cái này là không thể nào. Đây là giả, mấy con số này tuyệt đối là giả. Bên cạnh trợ lý ở nơm nớp lo sợ nói, nhưng mà, tôi mới vừa hỏi thăm được, bên PV đã liên lạc mấy nhà máy in thêm rồi, nên không phải là giả. Hơn nữa cái nhiệt độ như che ngập trời trên mạng này cũng không làm giả được. Chết tiệt, Lương Sùng khẽ nguyền rủa một tiếng, lập tức gọi điện thoại cho Thái Dũng Thắng, nhưng bên kia vẫn không gọi được. Hiện tại, người sứt đầu mẻ chán sợ là Thái Dũng Thắng. Anh ta mới tỉnh dậy từ trên giường của Dương Lộ Thiến, điện thoại gần như muốn nổ luôn. chương 849, người thiết lập sụp đổ. Truyền thông quang diệu, Thái Dũng Thắng một đường đi xuyên qua khu vực nhân viên, tới phòng làm việc. Sau lưng tất cả các nhân viên đều vùi đầu, không dám thở mạnh một tiếng, chờ Thái Dũng Thắng tiến vào phòng làm việc, mới không nhẫn nại được sôi nổi nghị luận. Cung Húc và Lạc Thần trong một đêm bùng nổ internet, bọn họ coi như là người trong nghề, lấy được tin tức sớm hơn, tự nhiên không có khả năng không biết. Nghĩa nó, nói thật, đối với Diệp Bạch, tôi thực sự phục rồi. Thủ đoạn rất giỏi a. À? Còn không phải sao, không có tiền không người quen không có tài nguyên, chỉ bằng vào trang bìa tạp chí, để cho hai người Cung Húc và Lạc Thần một đêm phản kích ngược lại. Phó tổng giám Diệp của chúng ta vốn rất có thực lực lại bị tên Thái Dũng Thắng chen ngang phải rời đi, thật là quá đáng tiếc. Thái Dũng Thắng lần này sợ là gặp xui xẻo, các người biết không? Dương Lộ Thiến đã bị mắng rất thảm. Chấm. Trong phòng làm việc, Thái Dũng Thắng đang nổi trận lôi đình, cậu nói cái gì? Cái này là không thể nào. Loại trang bìa hoang đường này làm sao sẽ có nhiệt độ cao như vậy? Mà, Vi bất quá cũng chỉ là một cái tạp chí hết thời sắp đóng cửa mà thôi. Nhưng mà, cho dù chuyện này phát sinh có bao nhiêu người khó có thể tin, thì sự thật đã bày ở trước mắt. Trợ lý muốn đau cả đầu mở miệng nói, Tổng Giám Thái, gay gâu nhất không phải là cái này, là bên lộ thiến, hiện tại tất cả mọi người ở trên mạng đều đang mắng cô ấy, ngay cả công ty cũng bị dính líu. Cái gì, Thái Dũng thắng vội vàng mở máy vi tính ra xem tin tức giải trí. Cung húc lạc thần bị anh ta chèn ép không suốt đầu lộ diện đã lâu trong một đêm bùng nổ toàn bộ Internet, càng gay gâu hơn chính là trong một đêm chiều gió trên mạng trật chuyển, phía dưới Weibo của Dương Lộ Thiến là cả một trời tiếng mắng chửi. Tôi nhổ vào, cái gì CP lộ hút, si căng đan thần lộ, thì ra lạc thần và cung hút mới là một đôi. Ha 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 thím lộ có cái này có cái kia, hoàn toàn chính là một bên tình nguyện. Người ta một đôi chồng chồng rời khỏi công ty, đều mặc kệ cô ta. Ngay từ đầu trên mạng đều là lấy thái độ đùa dỡn bát quái, đến cuối cùng, không ít người dần dần đã phát hiện trong đó có cái gì không đúng, tiếng nói bị thủy quân của Thái Dũng Thắng chôn vùi cũng dần dần hiện lên. Các người chẳng lẽ không có phát hiện sao, từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, tất cả bát quái si căng đan của Cung Húc và Lạc Thần cùng Dương Lộ Thiến đều là tin đồn thất thiệt, một lần chứng thực cũng không có. Các người hiện tại mới phát hiện à, đây là bài trước sau như một của Dương Lộ Thiến, cọ nhiệt độ Nam Minh Tinh, tạo si căng đan Nam Minh Tinh mê luyến mình, thiết lập cho chính mình vạn người mê. Người phụ nữ này quá không biết xấu hổ, một mực cọ nhiệt độ với cung húc và lạc thần, ngay cả khi cung húc và lạc thần rời công ty cũng không buông tha. Tôi là nhân viên nội bộ của Quang Diệu, bất quá bây giờ đã nghỉ việc, bởi vì Tổng Giám Thái Dũng Thắng vừa tiến đến thì bắt đầu loại bỏ thân tính của Tổng Giám Diệp. Tôi đối với chuyện này lại quá là rõ ràng, chân tướng của sự thật là Thái Dũng Thắng vì để cho nghệ sĩ dưới tay mình lên cao, nhiều lần quá đáng kéo cung húc và lạc thần đồng thời vì Dương Lộ Thiến tạo thế, Cuối cùng cung hút và lạc thần bởi vì không nhịn được mới đi theo diệp bạch cùng rời đi, căn bản cũng không phải là cái gì tập thể phản bội công ty. Cũng không phải là bị những công ty khác đào góc tường. Trên chán thái dũng thắng đổ mồ hôi lạnh nhễ nhại, còn không mau an bài người xóa những thứ ngổn ngang này. Trợ lý vẻ mặt bất đắc dĩ, chuyện này chúng ta xóa, nhưng căn bản là xóa không xong. Internet thứ này, làm sao có thể chặn được? huống chi là dưới tình huống độ nóng của đối phương đáng sợ như vậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vết nhơ của Dương Lộ Thiến ở trên mạng không ngừng bị moi ra, phía dưới Weibo là tiếng mắng chửi ngập trời, bị fan của Cung Húc và Lạc Thần Cấu xé thương tích đầy mình. Cùng lúc đó, ở bên dưới tạp chí VV, Thiên Hô Vạn Hoán, bộ ảnh chụp chủ đề thứ ba được phát hành, cùng với giới thiệu phỏng vấn riêng công ty truyền thông chư thần thời đại. chương 850, tại sao điện thoại di động bẩn như vậy? bộ ảnh chụp chủ đề thứ ba là chụp ở một cảnh khu của thành phố s hai người mặc quần áo là nhãn hiệu nổi danh hoa quốc trong nước chụp ảnh là cảnh phục cổ thanh tịnh và đẹp trong rừng trúc tmd quần áo trên người lạc thần và cung húc là nhãn hiệu gì quá đẹp quá chọc người là đẳng cấp hoa quốc của chúng ta quần áo nữ cũng có giá cả không mắc lại đẹp so với những thứ hàng hiệu nước ngoài kia tốt hơn nhiều bối cảnh chụp ảnh cũng tốt đẹp phong cảnh quá đẹp thật sự muốn đi du lịch phải đi cùng nhau cùng nhau, tổ chức cả đoàn A. Bộ ảnh chụp này mới công bố, chứ cư dân trên mạng điên cuồng bình luận, bình phẩm quần áo trên người cung húc và lạc thần, cùng với toàn bộ cảnh khu bọn họ chụp đều đi theo phát hỏa một cái. Bất quá, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, bùng lên ảnh chụp sau cùng không phải là ảnh trang bìa, cũng không phải là bộ ảnh chủ đề thứ ba này, mà là trước đó tiêu vũ đồng thuận miệng đề nghị chụp ảnh công tác. Weibo tạp chí, VV, đặc biệt phỏng vấn riêng vừa mới ra, kèm theo một tấm ảnh công tác, đặc sắc hơn tất cả các kỳ của VV, truyền thông chư thần thời đại đang chờ bạn. Weibo này vô cùng đơn giản, một đoạn văn ngắn, cộng thêm một tấm hình. Bốn người trong hình, Diệp Oản oản ngồi ở trên ghế salon, một cái tay hơi hơi nghiêng chống chán, cặp mắt lười biếng thờ ơ tùy ý quét về phía ống kính, như ngôi sao sáng chói, Lạc Thần dáng người cao ngất, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở bên cạnh của cô, cùng hút coi như không ăn mặc nghiêm túc không thắt cà vạt, cổ áo cũng cởi ra hai nút áo, thần thái phấn chấn nhìn ống kính, Felix ở một bên trong tay cầm một cành hoa hồng, yêu nhã như thân sĩ. Tất cả cư dân mạng còn đang thèm khát nhìn ảnh chụp trong rừng trúc trên màn hình, sau khi nhìn thấy ảnh chụp này, họ gần như đều trợn tròn mắt. Khu làm việc của một công ty nào đó ở đế đô. Nghĩa nó, một nữ nhân viên đang trang trí hoa lỡ tay làm rơi cái ly xuống mặt bàn, nhưng ngay cả thu dọn cũng không để ý tới, nhanh chóng gửi tấm hình này vào trong group đồng nghiệp. Mọi người mau vào web chính của VV, con miệng nó biên tập lại thả đại chiêu. Cùng lúc đó, bình luận phía dưới bài viết Weibo này đang có chiều hướng tăng thêm. À, miệng nó, tôi thấy được cái gì? Tại sao điện thoại di động của tôi bẩn như vậy? VV, thật sự là quá biết tâm của lão rồi. Cái quái gì vậy ai có thể nói cho tôi biết đây là ảnh công tác à? Đây quả thực là thịnh yến giá trị nhan sắc, Thỉnh cầu đây là công ty gì công ty gì, tôi muốn đi làm. Tôi muốn đi làm, coi như quét sân cũng được a. À. Tôi đi quét nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ai cũng đừng cướp với tôi. Miệng nó lầu trên quá vô sỉ đi. Biên tập mau mau đưa ra nhiều ảnh chụp hơn đi a a a. Sao đồ không giết? Lượng chia sẻ, bình luận, lượt yêu thích của bài Weibo này đang điên cuồng tăng lên. Vô số nhóm người đang bắt đầu đi tìm tất cả tin tức liên quan đến công ty này, lượt theo dõi của Diệp Oản Oản và Diệp Mộ Phàm cũng bắt đầu tăng vọt. Tình hình Weibo của bốn người là, cùng hút là người nói nhiều, mỗi ngày đều phát vô số Weibo lung tung, Lạc Thần là một người điên cuồng làm việc, hầu như tất cả Weibo đều liên quan đến công tác, cùng với hợp tác quảng cáo, Weibo Diệp Mộ Phàm tất cả đều cầu tiền, rồi chia sẻ là kỹ thuật tạo hình chuyên nghiệp, Weibo của ba người ở trên đều có không ít ảnh riêng gần như tất cả phía dưới mỗi tấm hình đều bị đoàn người thay phiên nhau quét một vòng. Về phần Diệp Oản Oản, lúc trước cô ở Quang Diệu nên tất cả tin tức đều là dùng web truyền thông Quang Diệu, chính mình cũng không có đăng ký Weibo cá nhân, cái Weibo này là sau khi thành lập công ty mới đăng ký, nói đến ảnh, Weibo đều không có, chỉ có một cái web thông báo thành lập truyền thông chư thần thời đại. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 851, mãi mãi ở bên cạnh cậu. Những người hâm mộ gấp đến độ gào khóc, nhao nhao cầu ảnh chụp ở phía dưới Weibo, cầu lộ diện, thậm chí cầu xuất đạo. Bà nó dựa vào cái gì? Đây lại là ông chủ công ty bọn họ, mà không phải là nghệ sĩ. Giá trị nhan sắc của ông chủ lại cao như vậy. Anh trai cầu xuất đạo A, tôi còn miệng nó nhặt rác cũng muốn làm VIP cho anh. Trong phòng làm việc, Diệp Oản Oản nhìn bình luận phía dưới Weibo của mình, vẻ mặt có chút bất giác dĩ. Không chỉ tiêu vũ đồng và xài vĩnh lê, ngay cả Diệp Oản Oản cũng không nghĩ tới, tấm hình này lại có thể tạo thành hiệu quả bạo phát như thế. Cung hút ở bên cạnh cười đến thoải mái, ha 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 Diệp ca, em cảm thấy bọn họ nói thật có đạo lý, không bằng anh trực tiếp xuất đạo đi. Diệp Oản Oản liếc cậu ta, chỉ phụ trách cậu cũng đã đủ cho tôi bận rộn rồi. Nói xuất đạo cái gì, cô cũng không muốn bị biển giấm của người nào đó vùi lấp mũ mũ. Cùng lúc đó, cửa chính công ty truyền thông hoàn cầu. Từng tiếng từng tiếng thét chói tai của fan như muốn chọc thủng bầu trời, rất nhiều fan của Hàn Thiên Vũ cuồng nhiệt dơ bảng hiệu bị bảo an ngăn ở hai bên. A à, a à, a à, à, Thiên Vũ Thiên Vũ Thiên Vũ em yêu anh. Trông à, em sắp chết vì anh rồi. Thời gian trước Hàn Thiên Vũ ở nước ngoài liên tục tiến hành chụp khép kín, hôm nay mới vừa trở lại trong nước. Cửa xe bảo mẫu mở ra, Hàn Thiên Vũ đeo khẩu trang mang kính dâm theo trên xe bước xuống, lúc nhìn thấy những người hâm mộ ngoài cửa, tháo khẩu trang xuống, nở nụ cười thân thiết lên tiếng chào về phía mọi người. Những người hâm mộ nhất thời lại la hét chói tai kích động suýt hôn mê. Sau khi chào hỏi với người hâm mộ xong, Hàn Thiên Vũ tiếp tục xảy bước đi về phía cao ốc công ty, đích ngon tinh com nụ cười trên mặt từng chút từng chút rút đi, cả người trên dưới quanh quẩn một luồng tức giận lạnh lẽo. Người đại diện phí dương đi theo phía sau cẩn thận từng chút một lau mồ hôi giải thích, thiên vũ, thật xin lỗi, tôi thật không phải cố ý gạt cậu chuyện Diệp Bạch, lúc đó cậu đang chụp cảnh quan trọng, tôi cũng không muốn để cho cậu phân tâm. Hàn thiên vũ vừa lấy điện thoại ra, ánh mắt lạnh nhạt liếc phí dương. Phí dương bị nhìn chằm chằm có chút trột dạ, ho nhẹ một tiếng nói, được rồi được rồi, tôi còn không phải là biết cậu và Diệp Bạch quan hệ tốt, nhất thời sợ cậu xúc động không nhịn được làm ra cái gì lúc trước Diệp Bạch và công ty ồn ào thành như vậy, không ngừng mang cung húp Lạc Thần và Felix rời đi, tổng công ty Hoàn Cầu đã truyền lệnh, không cho phép bất kỳ nghệ sĩ nào của Hoàn Cầu qua lại với Diệp Bạch. Phí Dương bên này đang lo lắng nói chuyện, ánh mắt liếc xéo thấy ngón tay Hàn Thiên Vũ mở Weibo cá nhân của Diệp Bạch. Phí Dương kinh hãi đến biến sắc, ách, Thiên, Thiên Vũ, cậu muốn làm gì, đừng. Bên này còn chưa nói xong, hàn thiên vũ đã không chút do dự chia sẻ bài viết diệp bạch thành lập công ty hơn nữa nhanh chóng gõ một dòng chữ chúc mừng chư thần thời đại thành lập như hổ vào núi rừng rồng về biển cả cậu thuộc về thế giới rộng lớn hơn chỉ cần cậu yêu cầu tôi sẽ mãi mãi đứng ở bên cạnh cậu nhìn thấy bốn chữ thông báo thành công phí dương nhất thời che mặt nâng chán anh ta biết ngay sẽ như vậy hát thiên vũ chính là quá trọng tình nghĩa bất quá cũng không thể trách cậu ấy dù sao khi cậu ấy tuyệt vọng nhất, lúc bị công ty, fan, toàn thế giới vứt bỏ, là Diệp Bạch cứu cậu ấy. Nếu như lúc trước không phải Diệp Bạch đột nhiên xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, có lẽ bây giờ Hàn Thiên Vũ. Đến nay anh ta cũng không dám tưởng tượng, nếu như khi đó không có Diệp Bạch giải quyết nguy cơ, Thiên Vũ sẽ có kết quả gì? chương 852, đổi một tên ngu xuẩn. Phòng họp hoàn cầu. Trừ Hồng Quang, Thái Dũng Thắng, Quản lý cao tầng cùng tất cả các cổ đông đều có mặt, vẻ mặt mỗi người khác nhau, tất cả ánh mắt đều như có như không rơi vào trên người của trừ Hồng Quang. Trừ Đồng muốn đem quyền hành và công việc béo bở cho người trong nhà, cái này có thể lý giải, cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng có ai ngờ tới Thái Dũng Thắng lại có thể ngu xuẩn tới mức này, kiên quyết đem người tài năng như Diệp Bạch bước cho đi rồi. Bên ngoài mọi người cũng không biết tại sao Diệp Bạch tuổi còn trẻ không quyền không thế lại có thể nhảy dù vào hoàn cầu. Nhưng giờ phút này trong lòng mọi người ở tổng công ty lại rất rõ ràng. Lúc trước sự kiện Hàn Thiên Vũ dâm loạn bé gái, ảnh hưởng tồi tệ, thậm chí ngay cả công ty đều bị kéo xuống nước, dưới tình huống toàn bộ hoàn cầu đều bó tay không cách nào, là Diệp Bạch tự đề cử mình, hơn nữa giải quyết tốt đẹp nguy cơ lần đó, từ đó lấy được tư cách tiến vào hoàn cầu. Chỉ bằng vào thái dũng thắng người ngu ngốc chỉ có thể dựa vào quan hệ với Trừ Hồng Quang, cũng muốn cùng người ta đấu. Nếu như anh ta là người có tài có đức, đúng là có thể thu một thành viên thủ lĩnh, bất đắc dĩ Thái Dũng Thắng là một tên ngu xuẩn, kiên quyết đem chuyện làm tới mức độ bết bát nhất. Hiện tại không chỉ Diệp Bạch đi, còn mang đi hai nghệ sĩ đang hot và chuyên viên tạo hình của Quang Diệu. Thậm chí dưới tình huống toàn bộ hoàn cầu tiến hành, phong sát, với anh ta, mà Diệp Bạch này chỉ dựa vào trang bìa phá vỡ bao vây trùng điệp. Người hơi hơi chuyên nghiệp trong nghề một chút đều biết, nhìn như đơn giản là chụp một cái trang bìa, lại đã thực hiện được cả giới thời thượng, giới giải trí, du lịch vượt giới hạn kinh doanh, có thể nói là đảo ngược truyền thống kinh biển giới truyền thông. Dựa vào tin tức mới nhất, khu phong cảnh du lịch nổi danh quốc gia đã cùng công ty bọn họ đạt thành mục đích hợp tác, hơn nữa đã ký hợp đồng với Lạc Thần và Cung Húc làm hình tượng đại sứ du lịch, trang phục nổi tiếng Hoa Quốc cũng mời hai người làm phát ngôn. Đây là đẳng cấp tài nguyên ngay cả hoàn cầu cũng rất khó lấy được. Mặc dù tất cả mọi người đều biết vấn đề ở chỗ nào, nhưng vẫn phải cho trừ hồng quang mấy phần mặt mũi, ai cũng không có chủ động mở miệng nói rõ. Thái Dũng Thắng bị chỉnh suốt đầu mẻ chán cắn răng mở miệng, Diệp Bạch này, không chỉ mang nghệ sĩ của công ty đi, còn bôi đen cháu và nghệ sĩ dưới tay cháu, có tư tưởng xấu, trừ đồng, chuyện này. Cậu im miệng, giờ phút này trừ hồng quang đang tức sôi ruột, vừa nghe đến cháu của mình tính tình như cũ đến chết cũng không đổi, nhất thời càng thêm bực bội. Thái Dũng Thắng không có cách nào chỉ có thể cố nén tức giận. Chử Hồng Quang lướt mắt qua mọi người trong hội nghị, trầm giọng nói, các người có ý kiến gì? Mọi người chố mắt nhìn nhau, sau đó một cổ đông trung niên mặc Âu phục màu xám cho nói, ha ha, Chử Đồng, chúng tôi coi như cổ đông, dĩ nhiên là muốn làm sao kiếm được tiền, nếu Diệp Bạch đó quả thật có bản lĩnh, vậy không bằng mời cậu ta về. Sắc mặt của Thái Dũng Thắng nhất thời cứng đờ, đây tuyệt đối không được. Hiện tại mời Diệp Bạch về, mặt của anh ta phải đặt ở nơi nào? Quang Diệu còn có vị trí của anh ta sao? Lúc này, một người khác của công ty mở miệng nói, cái này sợ rằng không ổn, chúng ta dù sao cũng phải để ý đến hình tượng công ty một cái, cho dù như thế nào, Diệp Bạch mang theo nghệ sĩ rời công ty đi cũng là sự thật, nếu như dưới tình huống này chúng ta còn mời người về, há chẳng phải là dung túng loại tác phong không đúng đắn này. Thái Dũng Thắng lập tức phụ họa nói, đúng vậy, đúng vậy. Chính là đạo lý này, không chỉ không thể mời, còn phải cho anh ta biết một chút dạy dỗ, giết gà dọa khỉ. Thái Dũng Thắng vừa dứt lời, Hàn Thiên Vũ và Phí Dương cùng nhau bước vào phòng họp. Danh tiếng con người của Hàn Thiên Vũ trong giới khi làm việc là phải nói đến đầu tiên, từ sau sự kiện lần đó, càng là chiêu bài sống của Hoàn Cầu, bây giờ đã là một cổ đông trong Hoàn Cầu, cho nên có tư cách tham gia hội nghị. chương 853, CP mới ra đời. Mấy phút trước, Hàn Thiên Vũ chia sẻ cái Weibo kia của Diệp Bạch đã khiến cho sóng to gió lớn. Gào gào gào, tiểu thiên sứ thiên vũ mất tích lâu như vậy rốt cuộc phát uây bua rồi. Đợi một chút tôi thấy được cái gì, tiểu thiên sứ chia sẻ cái kia không phải là uây bua của Diệp Bạch ông chủ truyền thông chư thần thời đại sao. Cái gì mà như hổ vào núi rừng, rồng về biển cả thật bá đạo. Ngay cả thiên vũ cũng nói như vậy, nhìn dáng dấp anh trai nhỏ kia thực sự là rất châu bò à. Tiểu thiên sứ thiên vũ ủng hộ tôi cũng ủng hộ, vì anh trai nhỏ Diệp Bạch mà kêu gọi chỉ cần cậu yêu cầu, tôi mãi mãi sẽ đứng ở bên cạnh cậu, cái này quá rổ đi a a a. Phảng phất thấy được một đôi CP mới ra đời. Ôi chào miệng nó, chờ chút, người bạn gây quan hệ rất rất tốt với tiểu thiên sứ thiên vũ trong truyền thuyết không phải chính là anh trai nhỏ Diệp Bạch chứ. Nếu là như vậy cũng thật sự là tình yêu chân thành rồi. Từ sau khi sự kiện dâm loạn bé gái kết thúc, Hàn Thiên Vũ liền say mê với diễn xuất, rất ít xuất hiện trước công chúng và truyền thông, ngay cả Weibo đều rất ít phát, mà fan có lòng cũng phát hiện, trong mấy cái Weibo cực hiếm được phát kia, thường xuyên sẽ nhắc tới một người. Thí dụ như là giống cái này. Có người nói má bên trái của tôi nhìn càng đẹp mắt. Hôm nay để cho người nào đó coi cho tôi một quẻ, kết quả cậu ta có thể tính ra những người khác, lại không tính ra tôi. Khủ khủ, người nào đó sau khi uống say thực sự là một lời khó nói hết. Lúc trước người hâm mộ của Hàn Thiên Vũ cũng sôi nổi suy đoán, có người, người nào đó, trong Weibo của anh rốt cuộc là ai, hiện tại nhất thời đem người này liên tưởng đến trên người. Diệp Bạch, dù sao sau chuyện kia, Hàn Thiên Vũ cũng rất ít nhắc tới bạn bè của mình trong Weibo, trừ người duy nhất kia. Trong phòng họp, nhìn thấy Hàn Thiên Vũ xuất hiện, sắc mặt của Thái Dũng Thắng nhất thời vô cùng khó coi. Mới vừa rồi, anh ta nhìn thấy Hàn Thiên Vũ lại có thể chia sẻ Weibo của Diệp Bạch, Thái Dũng thắng cười lạnh một tiếng nhìn về Hàn Thiên Vũ, quái gở mở miệng. "Yo, tôi còn tưởng là ai, thì ra là đại minh tinh Hàn của chúng ta, quả nhiên là khí lớn, cánh cũng cứng rồi, nên công khai vi phạm chỉ thị của công ty, tuyên bố cái loại Weibo này, trước mặt mọi người tỏ vẻ ủng hộ Diệp Bạch. Tôi ngược lại thật ra muốn hỏi anh, anh giữ tâm tư gì?" Ánh mắt Hàn Thiên Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua phía Thái Dũng thắng, "Tôi làm chuyện gì, còn chưa tới phiên anh tới xen vào." Anh, Thái Dũng Thắng bị quét mặt mũi, tức đến sắc mặt đỏ lên, lúc này chỉ vào mũi Hàn Thiên Vũ bắt đầu gào thét. Hàn Thiên Vũ, anh là muốn đi theo Diệp Bạch cùng làm phản có phải hay không? ủng hộ anh ta vậy, không bằng dứt khoát đi theo anh ta cùng nhau cút ra khỏi công ty. Hàn Thiên Vũ nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng được. Trong nháy mắt khi Hàn Thiên Vũ vừa nói xong, Thái Dũng Thắng đột nhiên im bặt, sắc mặt giận dữ diễu cợt thoáng cái cứng đờ, mà toàn bộ phòng họp cũng yên lặng quỷ dị. Chuyện này, ai cũng không thể ngờ tới sẽ là tình huống như thế. Thái Dũng thắng sửng sờ tại chỗ, mặt căng ra thành màu gan heo, Hàn Thiên Vũ, anh, anh có ý gì? Vẻ mặt Hàn Thiên Vũ không thay đổi nói, ý trên mặt chữ, Tổng Giám Thái Anh không phải là muốn tôi cút khỏi công ty sao? Tôi, tôi, mồ hôi lạnh của Thái Dũng Thắng đều rơi xuống. Anh ta vừa nãy bất quá là tức giận không có chỗ phát tiết, không dám nổi giận với cao tầng và cổ đông, cho nên chọn cầm quả hồng mềm, chút giận lên Hàn Thiên Vũ. Ai biết Hàn Thiên Vũ người luôn luôn dễ nói chuyện lần này thái độ lại có thể cứng rắn như thế. So với Lạc Thần và Cung Húc mặc dù bây giờ rất hot, nhưng qua mấy năm lúc nào cũng có thể bị người mới thay thế, Hàn Thiên Vũ lại khác, tồn tại như đại sứ hình ảnh của giải trí hoàn cầu, sau sự kiện dâm loạn bé gái được giải quyết, bởi vì anh ta thường xuyên làm từ thiện lại bị người hãm hại bêu xấu ở toàn bộ xã hội đều tạo thành tiếng vang cực lớn, bây giờ cậu ta nhân duyên tốt đến toàn bộ giới giải trí đều không người sánh nổi. Mấy người Diệp Bạch còn dễ nói, nếu Hàn Thiên Vũ cũng bị mình làm tức đến rời đi, vậy anh ta liền xong đời. chương 854, cút khỏi công ty. Sắc mặt của Trừ Hồng Quang hết sức âm trầm nhìn về phía Thái Dũng Thắng, Dũng Thắng, còn không nói xin lỗi Thiên Vũ, thái dũng thắng vừa nghe lời này nhất thời nổi giận cái gì để cháu xin lỗi anh ta anh ta chẳng qua là một tên diễn viên đê tiện mà thôi có tư cách gì để cho cháu nói xin lỗi phải nói xin lỗi cũng là anh ta xin lỗi cháu cho dù như thế nào mấy ngày nay anh ta mất quá nhiều thể diện tuyệt đối không có khả năng ở trường hợp thế này còn ngay trước mọi người nói xin lỗi một nghệ sĩ hàn thiên vũ và mấy người diệp bạch kia không giống nhau anh ta chính là trụ cột của hoàn cầu đãi ngộ cực cao tất cả tài nguyên đẳng cấp của hoàn cầu đều cho anh ta, làm sao có thể vì loại người như Diệp Bạch nói đi là đi. Trên thực tế, Thái Dũng Thắng thật sự nghĩ Hàn Thiên Vũ quá yếu rồi, với năng lực của Hàn Thiên Vũ, đã sớm có thể không cần dựa vào công ty, mà là công ty dựa vào anh ta. Trừ Hồng Quang tự nhiên hiểu một điểm này, tức giận dùng sức đập bàn, ầm, một cái, Thái Dũng Thắng. Cháu câm miệng cho cậu, cậu để cháu nói xin lỗi cháu có nghe thấy hay không? Hàn Thiên Vũ nhìn cũng không thèm nhìn Thái Dũng thắng cái nào, lướt mắt về phía chỗ ngồi của Trừ Hồng Quang, ánh mắt không chút gợn sóng nói, Trừ Đồng, không cần. Nếu như không có vấn đề gì, làm phiền ông sắp xếp luật sư xử lý một chút việc hủy hợp đồng liên quan đến công việc cho tôi và đại diện Dương. Hàn Thiên Vũ nói xong, nhìn về phía của Trừ Hồng Quang không người chào, coi như là lời xin lỗi sau cùng của mình với công ty. Ngay sau đó, một chữ cũng không có nói nhiều, trực tiếp xoay người rời đi. Sau lưng, Phí Dương nhìn bóng lưng Hàn Thiên Vũ rời đi, vốn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không mở miệng. Hàn Thiên Vũ, anh. Không đợi Thái Dũng thắng mở miệng, Phí Dương đã cắt đứt lời anh ta, "Tổng giám Thái, tôi khuyên anh đừng có lại cái dùng cách đối phó Diệp Bạch làm với chúng tôi, Diệp Bạch nhớ tới đạo nghĩa không có ăn miếng trả miếng công bố những chuyện xấu của anh, nhưng mà, tôi cũng không giống vậy." Phí Dương dừng một chút, sau đó qua cô điện thoại di động tiếp tục mở miệng nói, "Ồ, đúng rồi, mới vừa rồi những lời anh nói, tất cả tôi đã ghi âm lại hết. Nếu như Thái Dũng Thắng muốn dùng chuyện Hàn Thiên Vũ nghỉ việc để rêu rao, vậy thì quá ngây thơ rồi. Nếu muốn đi, anh tự nhiên là muốn bảo đảm ra đi sạch sẽ không chút tạp chất, sẽ không cho Thái Dũng Thắng nắm bất kỳ nhược điểm gì, cho nên, mới vừa rồi lúc phát hiện chuyện phát sinh không ổn, anh đã mở ghi âm ở dưới sự nhắc nhở của Hàn Thiên Vũ, để tránh đến lúc đó bị trả đũa dù sao chuyện thế này là mánh khóe Thái Dũng Thắng thường dùng. Kỳ thực, với địa vị hiện tại của Hàn Thiên Vũ, thì sớm có thể tự mình ra ngoài làm một mình, rất nhiều nghệ sĩ giống cậu ấy đều đã rời đi công ty, bắt đầu mở phòng làm việc của mình. Từ trước anh cũng đã giúp cậu ấy chuẩn bị kế hoạch, cũng cùng cậu ấy trao đổi qua rất nhiều lần, nhưng Hàn Thiên Vũ vẫn không có làm quyết định, cũng không biết đang chờ cái gì. Không nghĩ tới, cuối cùng rời khỏi công ty, lại có thể là dưới tình huống này. Phí Dương đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ Thiên Vũ là đang đợi ngày này? Mắt thấy Hàn Thiên Vũ và Phí Dương thật sự đi rồi, cả người Thái Dũng thắng cứng đờ ở chỗ đó, trên trán đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt không cách nào tin tưởng. Thấy tình thế phát triển thành như vậy, ánh mắt mấy người cấp cao và cổ đông ở đây nhìn Thái Dũng thắng như nhìn kẻ ngu ngốc. Cái tên Thái Dũng thắng này, thật coi mình là cháu trữ đồng, thì hoàn cầu chính là thiên hạ của anh ta chắc ở nơi nhỏ bé như chi nhánh quang diệu diệu võ dương oai thì coi như xong đi, lại có thể ở tổng công ty hoàn cầu cũng không biết thu liếm. mấy người cấp cao ở đây không ít người đều không ưa cái người ngu mốc thái dũng thắng này. giờ phút này tất cả đều là vẻ mặt xem kịch vui, gây họa lớn như vậy, lần này coi như là trừ hồng quang cũng không bảo vệ được anh ta. đến lúc này thì sự nhẫn nại của trừ hồng quang đối với thái dũng thắng đã đến cực hạn cậu, hiện tại liền đi bộ tài vụ kết toán tiền lương cho tôi, đến từ đâu thì mau cút về đấy. Thái Dũng Thắng rốt cuộc hoàn toàn hoảng hồn, cái, cái gì cậu? Làm sao cậu có thể đối với cháu như vậy? chương 855, quá man rồi. Trong phòng làm việc của Trừ Hồng Quang, trợ lý cẩn thận dè dặt khuyên nhủ, Trừ Đồng, ngài bất giận, thật ra thì Hàn Thiên Vũ, sớm muộn cũng không giữ được. Trừ Hồng Quang vẫn một đầu đầy lửa giận, Tôi tự nhiên biết cậu ta sớm muộn cũng muốn bay, nhưng lúc đấy có thể yên tĩnh rời đi, với tình huống hiện tại không giống nhau. Sau này coi như Hàn Thiên Vũ đi, cũng là công ty bọn họ bồi dưỡng ra được, cậu ta phát triển được, cũng là vinh dự của công ty bọn họ. Hơn nữa lúc đấy cậu ta muốn rời đi công ty, như vậy là cậu ta không hợp đạo lý, quyền chủ động và quyền phát biểu đều ở trong tay công ty, dư luận khẳng định cũng ở phía công ty, sau đó bọn họ muốn hợp tác hoàn toàn có thể có quyền ưu tiên. Nhưng bây giờ thì sao? Nhược điểm lớn như vậy rơi vào tay người ta, tất cả mọi chuyện đều bị cái tên ngu xuẩn làm việc thành công thì ít thất bại thì nhiều làm hỏng. Thư ký cóc cóc cóc, gõ cửa đi vào, trừ đồng, tổng giám thái ở bên ngoài, ẩm ý muốn gặp ngài. Để cậu ta cút đi. Vâng, thư ký bị hù dọa rất nhanh rời đi. Trừ hồng quang phát hỏa một trận, rất nhanh liền bình tĩnh lại, dưới tay hoàn cầu có vô số công ty nhỏ và chi nhánh, minh tinh hạng A nhiều vô số, chẳng qua chỉ là một cái quang rượu mấy người nhân viên mà thôi coi như phế đi cũng chỉ là kiếm bớt ít tiền về phần Hàn Thiên Vũ trước mắt ông ta cũng chỉ có thể phái người tận lực đi hòa giải hiện tại việc cần thiết trước mắt không phải là những chuyện nhỏ nhặt này mà là đối thủ một mất một còn giải trí Hoàng Thiên nghe nói đại tiểu thư Diệp gia Diệp Y Y lập tức muốn đính hôn cùng người thừa kế cố gia cố Việt Trạch đến lúc đó mạnh mạnh liên hợp đối với hoàn cầu bọn họ đánh vào sợ là sẽ phải lớn hơn Hoa hoa, Diệp ca ca anh mau nhìn, anh thiên vũ quá man rồi. Diệp oản oản đang bận rộn, cùng hút bỗng nhiên gào to lên cầm điện thoại di động vọt tới, sau đó cô liền nhìn thấy, hàn thiên vũ lại chia sẻ Weibo của mình. Diệp oản oản, thiên vũ trở về nước. Cô biết thời gian trước Hàn Thiên Vũ ở nước ngoài vẫn đang thực hiện chụp khép kín, nếu như cô nhớ không lầm, hôm nay đúng lúc trở về nước. Cho nên nói, cậu ấy chắc là mới vừa khôi phục luyện lạc với bên ngoài, thì lập tức chia sẻ Weibo của cô. Còn ở tình huống hoàn cầu truyền đạt chỉ thị không cho phép nghệ sĩ dưới quyền có bất kỳ qua lại gì với cô. Diệp Oản Oản nhìn thấy câu nói kia, cậu thuộc về thế giới rộng lớn hơn, chỉ cần cậu yêu cầu, tôi sẽ mãi mãi đứng ở bên cạnh cậu, trong lòng đầy ấm áp. Đời trước, cô bị chúng bạn xa lánh, một người cô độc chết đi, nhưng mà bây giờ, bên cạnh lại có nhiều bạn bè thật lòng đối đãi với cô. Diệp Mộ Phàm ở bên cạnh vừa gật đầu, vừa dùng giọng điệu để nói em dễ mở miệng nói, Hàn Thiên Vũ này, ngược lại thật là không tệ. Mẹ, khụ khụ, mẹ nó tôi là fan cậu ấy đó. Ngày ngày nhìn phim của cậu ấy, ngay cả quảng cáo của cậu ấy đều xem đi xem lại mấy lần. Mặt lạc thần lộ vẻ lo âu, tiền bối Thiên Vũ tuyên bố uầy bua như vậy, hoàn cầu nhất định sẽ làm khó anh ấy. Mấy người đang nói chuyện, quầy lễ tân ở phòng ngoài đột nhiên truyền tới tiếng tiểu tình kích động không thôi a à, a à, à, thiên thiên vũ tiểu tình và đông tử là trợ lý nghệ sĩ đều là nghệ sĩ của mình trả tiền lương không lệ thuộc vào công ty sau khi bọn họ rời khỏi quang diệu cũng cùng nhau đi theo qua bởi vì gần đây còn chưa kịp tuyển thêm nhân viên tiểu tình tạm đứng quẩy lễ tân diệp oản oản nghe động tĩnh bên ngoài theo bản năng xoay người nhìn về phía cánh cửa một giây kế tiếp thì nhìn thấy chàng trai tướng mạo tuấn tú mặc áo khoác phong trần mệt mỏi xuất hiện ở cửa phòng làm việc của cô chương 856, đưa cho cậu một phần lễ vật. Hàn Thiên Vũ nhìn về phía cô, trên mặt phong trần mệt mỏi tràn đầy ấm áp, Diệp Bạch, đã lâu không gặp. Diệp Oản Oản không nghĩ tới mới vừa còn đang nhìn Weibo Hàn Thiên Vũ, vào lúc này lại thấy người thật, nhất thời có chút kinh ngạc, ách, Thiên Vũ, sao cậu lại tới đây? Chân mày Hàn Thiên Vũ không dễ dàng nhận ra gạt gạt, sau đó mở miệng nói, chúc mừng công ty thành lập, tôi tới đưa cho cậu một phần lễ vật. Diệp Oản Oản còn có chút không kịp phản ứng, lễ vật. Lễ vật gì? Hàn Thiên Vũ gật đầu, "Ừ, chính là tôi." Diệp Oản Oản cung húp. Diệp Oản Oản luôn luôn mạnh mẽ vang dội hiếm thấy lộ ra vẻ mặt sợ ngây người, đáy mắt Hàn Thiên Vũ chậm rãi nổi lên một vệt ý cười, "Tiếp nhận không?" Diệp Oản Oản bị chàng trai mỉm cười chói mắt lay động lại sướng sờ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần, "À." Phí Dương ở sau lưng Hàn Thiên Vũ nhìn nghệ sĩ của mình, ho nhẹ một tiếng, rất im lặng giật giật khóe miệng, trong lòng không nhịn được ói hỏng bét, bọn họ chẳng qua chỉ là tới nói chuyện hợp tác, cậu thả thính như vậy làm cái gì? Hơn nữa đối phương còn là một người đàn ông có được hay không? Bình thường cũng không có thấy qua cậu thả thính như vậy với cô gái nào. khụ khụ là thế này, Tổng Giám Diệp, không đúng, hiện tại cần đổi lại, Diệp Tổng, chúng tôi là tới gia nhập công ty của các cậu đấy. Phí Dương giải thích, nhưng mà, phí dương không giải thích cũng còn khá giải thích xong diệp oản oản càng thêm kinh ngạc cái gì gia nhập công ty của tôi hàn thiên vũ nhíu mày làm sao không hoan nghênh não diệp oản oản có chút hỗn loạn không khỏi đỡ cái chán đợi một chút đợi một chút để cho tôi bình tĩnh một chút cậu là người của hoàn cầu làm sao có thể hàn thiên vũ trả lời một giờ trước tôi và hoàn cầu đã hủy bỏ hợp đồng rồi diệp oản oản tin tức này thật sự là quá đột ngột hàn thiên vũ lại có thể hủy hợp đồng với hoàn cầu rồi còn muốn tới gia nhập công ty của cô cô biết hàn thiên vũ luôn luôn trọng tình nghĩa bởi vì mình giúp cậu ấy nên vẫn một mực chiếu cố cô thật tốt có thể công khai ủng hộ cô đã khiến cô rất cảm động nhưng diệp oản oản làm sao cũng không nghĩ tới cậu ấy lại làm tới mức này cung húc ở bên cạnh trợn to hai mắt lạc thần và diệp mộ phàm liếc nhau một cái đồng dạng là vẻ mặt kinh ngạc hàn thiên vũ muốn vào công ty bọn họ từ bỏ hoàn cầu thế lực to lớn để đến công ty nhỏ vừa lập của bọn họ. Vẻ mặt Diệp Oản Oản dần dần trở nên nghiêm túc, thiên vũ, đây không phải là chuyện nhỏ, cậu đừng nhất thời kích động, hành động theo cảm tình, tôi ở bên này là công ty mới vừa thành lập không bao lâu, đi mọi thứ còn chưa vào quỹ đạo, nghệ sĩ của tôi chỉ có cung hút và lạc thần, khẳng định không giúp được, với điều kiện và năng lực của cậu, hoàn toàn không cần thiết tới chỗ này của tôi, huống chi coi như cậu không ngại, lấy năng lực của công ty chúng tôi cũng không cách nào. Không đợi Diệp Oản Oản nói xong, Hàn Thiên Vũ trực tiếp cắt đứt lời của cô, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm cô, "Diệp Bạch, tôi biết. Cho nên, người đại diện của tôi vẫn là anh Dương, công tác của tôi anh ấy sẽ phụ trách, trợ lý tôi cũng sẽ chuẩn bị cho mình, diễn xuất cậu hẳn là đã yên tâm, cậu có thể bận rộn chuyện của cậu, không cần bận tâm tôi." Diệp Oản Oản, "Làm ơn, trọng điểm không phải là cái này. Còn nữa, nếu cậu cái gì đều không cần tôi rồi, còn đến chỗ của tôi làm gì?" Diệp Oản Oản dở khóc dở cười nhìn về phía Hàn Thiên Vũ, cậu nói như thế, tôi đây cũng quá chiếm tiện nghi a, à, đây nhất định không được. Hàn Thiên Vũ cười nói, ông chủ Diệp, tôi đây bị chiếm tiện nghi đều không ngại, cậu vẫn còn để ý. Chương 857, lại tới một tên tranh sủng. Nhất thời Diệp Oản Oản không nói được gì, một hồi lâu sau mới nói, Thiên Vũ, bởi vì tôi coi cậu là bạn, cho nên mới không thể chiếm tiện nghi của cậu như vậy hàn thiên vũ nhìn cô cậu cũng biết chúng ta là bạn bè vậy tại sao lúc khó khăn liền một cú điện thoại đều không gọi cho tôi cậu biết tâm tình của tôi sau khi biết tin tức trong nước là gì không cậu để cho tôi cảm thấy quen biết lâu như vậy cậu chưa bao giờ chân chính coi tôi là bạn hàn thiên vũ nói xong trên chắn hiện lên thần sắc bi thương diệp oản oản thấy hàn thiên vũ hiểu lầm chỉ có thể vội vàng giải thích sao lại thế chuyện này thật ra thì cũng là ở trong dự liệu của tôi tôi có thể tự mình giải quyết, huống chi biết cậu ở nước ngoài chụp ảnh, vì lẽ đó không muốn quấy rầy cậu. Biết rõ Hàn Thiên Vũ là nghệ sĩ hoàn cầu, tình cảnh khó cả đôi bên, cô làm sao có thể đi tìm cậu ấy đây? Cho dù có thế nào thì Diệp Oản Oản cũng không thể toàn tâm tin tưởng, đại khái là bởi vì trải qua hai đời gặp quá nhiều chuyện, cô quả thật không dễ dàng giao tâm cho người khác, chuyện gì mình có thể tự làm thì tuyệt đối không muốn phiền toái người khác. Thấy Diệp Oản Oản nóng nảy giải thích, vẻ mặt hàn thiên vũ hòa hoãn mấy phần ánh mắt nghiêm túc mở miệng nói diệp bạch lúc trước tôi cũng đã nói với cậu thật ra thì tôi đã sớm muốn rời hoàn cầu rồi nhưng lại lười mở phòng làm việc của mình diễn xuất tôi am hiểu nhưng đối với kinh doanh lại một chữ cũng không biết cũng rất ghét những chuyện hao tổn đầu óc này mà cậu có năng lực có tài chỉ thiếu một điểm giao thiệp và cơ hội sự hợp tác của chúng ta chẳng qua chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên cũng không có ai chiếm tiện nghi của ai tôi nói như vậy có phải không? Có thể thấy, lần này Hàn Thiên Vũ là nghiêm túc, hơn nữa nhìn bộ dạng là đã quyết định chủ ý rồi. Diệp Oản Oản thật sự là có chút tiến thoái lưỡng nan, vì vậy lướt mắt nhìn về phía ba người khác trong phòng, mọi người thấy thế nào? Dù sao bọn họ cũng là cổ đông công ty. Diệp Mộ Phàm cặp mắt sáng lên nhìn Hàn Thiên Vũ từ trên xuống dưới, càng xem càng hài lòng. Mặc dù anh ta không hy vọng em gái của mình bị tiểu tử nhà khác quyến rũ đi, nhưng anh ta cũng biết em gái sớm muộn cũng phải lập gia đình nếu như nhất định muốn chọn người nhìn trước mắt Hàn Thiên Vũ để cho anh ta hợp mắt nhất dù sao thêm gấm thêm hoa dễ dàng giúp người đang gặp khó khăn nhân phẩm của chàng trai này nhất định là không thành vấn đề huống chi Thái hậu đại nhân cũng thích cậu ấy làm tốt có thể đánh bại tên đàn ông lạ lấy xác mê người kia đi cũng nên vì vậy Diệp Ngộ phàm mở miệng nói tôi cảm thấy Thiên Vũ nói rất có đạo lý tôi tán thành Thiên Vũ gia nhập với chúng ta Ông chủ, rốt cuộc đang lo lắng cái gì, cậu lúc trước rất ngang ngược cơ mà. Chỗ quái quỷ như hoàn cầu, Thiên Vũ đã đến đỉnh điểm rồi có được không? Đợi tiếp nữa cũng sẽ không có bao nhiêu không gian tiến bộ. Cậu nếu lo lắng Thiên Vũ tới chỗ chúng ta sẽ chịu ủy khuất, vậy thì tự tay đẩy Thiên Vũ tới chỗ cao hơn đi. Lời này của Diệp Mộ Phàm đã hoàn toàn thuyết phục được Diệp Oản Oản, có thể nói là rất hiểu em gái của mình rồi. Quả nhiên, mới vừa nói xong, vẻ mặt Diệp Oản Oản liền giãn ra. Sau đó, Lạc Thần cũng mở miệng nói, em cũng đồng ý tiền bối gia nhập. Diệp mộ phàm nhất thời không kịp chờ đợi nói, nếu mọi người đều đồng ý, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Thiên Vũ, hoan nghênh cậu gia nhập. Diệp mộ phàm đang muốn đi bắt tay Hàn Thiên Vũ, cung húc vèo, một cái nhào tới, đệt. Coi tiểu ra là không khí sao, tôi còn chưa lên tiếng đấy, tôi không đồng ý, không đồng ý. Đệt miệng nó, báo động báo động, báo động cấp 1 lại tới một tên muốn cùng mình cướp Diệp Ca, hơn nữa còn là một đối thủ siêu cấp đáng sợ. Hàn Thiên Vũ kỹ thuật diễn xuất 10 hạng toàn năng danh tiếng lại lớn, ở trước mặt anh ta, cậu ta quả thực là không còn sót lại một chút cặn, nếu Hàn Thiên Vũ tới rồi, trong nhà này làm sao còn có vị trí của cậu ta nữa. Cậu chỉ số thông minh quá thấp đừng nói chuyện, Diệp Mộ Phàm đẩy cung hút ra, sau đó cùng Hàn Thiên Vũ bắt tay, trực tiếp quyết định chuyện này. Chương 858, thần thiếp không làm được a. À. Diệp Mộ Phàm, Thiên Vũ, hoan nghênh sự gia nhập của cậu. Có nhu cầu gì cậu cứ nói với tôi, tôi đi giúp cậu sắp xếp. Hàn Thiên Vũ cảm ơn. Cung húc ở một bên dậm chân, "Hứ." Hàn Thiên Vũ đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, "Nếu như mà cậu lo lắng bên phía Thái Dũng thắng, anh Dương đã nắm được nhược điểm của anh ta, anh ta một chữ cũng không dám nói bậy bạ ở bên ngoài." Hơn nữa lần này chuyện các cậu rời đi đối với danh tiếng của Hoàn Cầu đã tạo thành ảnh hưởng nhất định, với cá tính của Trừ Hồng Quang, sẽ không mặc cho Thái Dũng thắng tiếp tục làm lớn chuyện. Diệp Bạch, tin tưởng tôi được không? Tôi đã thận trọng xem xét mới làm ra quyết định. Diệp Oản Oản, tôi tự nhiên tin tưởng cậu. Trước đó cô lo lắng chính là Hàn Thiên Vũ nhất thời kích động, nhưng mà Hàn Thiên Vũ làm việc rất ổn thỏa, không bao giờ làm chuyện gì mà không có chuẩn bị. Lúc cậu ấy làm ra quyết định cũng đã giải quyết tất cả nỗi lo của cô về sau. Không thể không nói, nghệ sĩ bớt lo lắng như vậy thật sự là ước mơ của bất kỳ người đại diện nào. Cung hút, này này. Cung hút ở một bên nhảy nhót tưng tưng, đáng tiếc hoàn toàn không chen miệng vào được, vì vậy một tay kéo lạc thần từ trong góc ra. Làm cái gì, lạc thần cao mày sửa sang lại quần áo. Cung hút chống nạnh, lạc thần, cậu có phải là ngốc hay không? Cậu lại còn đồng ý, Lạc Thần liếc mắt nhìn Cung Húc, tại sao không đồng ý? Cung Húc lập tức thao thao bất việt mở miệng, cậu quên lúc trước Diệp ca đã từng nói gì sao? Diệp ca nói thích nhất chính là nếu như tôi có thể có một phần ngàn bớt lo lắng như Hàn Thiên Vũ thì Diệp ca liền xuống chín suối cũng có thể mỉm cười, điều này nói rõ cái gì, nói rõ anh ấy từ lâu đã muốn nhận Hàn Thiên Vũ rồi. Hiện tại Hàn Thiên Vũ thật sự đến đây rồi, người ta diễn xuất ca hát khiêu vũ đàn dương cầm cái gì cũng biết, đa tài đa nghệ, 10 hạng toàn năng độ mạnh quốc dân, danh tiếng nổ tung, anh ta vừa đến, trong nhà còn có địa vị của hai chúng ta sao? Cung Húc cố ý nhấn mạnh ba chữ, hai chúng ta quyết định muốn kéo Lạc Thần về phe của mình. Lạc Thần, Cung Húc than thở, cậu nhìn cậu xem cả ngày lẫn đêm đần đột, quay đầu lại bị người bán cũng không biết. Tâm có thể dài một chút không? Tôi đã nói với cậu, a a a, -a đau quá đau. Diệp Oản Oản không thể nhịn được nữa níu cổ áo Cung Húc, đang nói hưu nói vượn cái gì đó vẻ mặt cung hút quỷ khuất, không cam lòng phản bác. Em nói đều là sự thật, nói bậy nói bạ chỗ nào? Diệp hoàn hoàn, cậu đã bao giờ có địa vị? Cung hút đầu tiên là sướng sờ, sau đó trực tiếp phủ phủ lăn đến trên ghế salon bên cạnh a à, a. À, diệp ca, em không muốn sống nữa. Khóe miệng Diệp hoàn oản hơi rút ra, có thời gian rảnh rỗi làm những thứ lung tung này, tại sao lại không nghĩ làm thế nào để có được một phần ngàn bớt lo lắng như Thiên Vũ? Cung hút thần thiếp không làm được a. À? Diệp Hoàn oản Hàn Thiên Vũ khe cười mở miệng nói Thật ra thì cung hút như vậy tốt vô cùng, tôi vẫn luôn rất hâm mộ cậu ấy Trong cái giới này, tất cả nghệ sĩ đều bị ánh đèn flash phóng đại vô tận Có rất ít người có thể sống phóng túng như vậy Diệp Hoàn Hoàn, đúng vậy, càng làm nghệ sĩ phát triển đến độ cao nhất định Người đại diện có thể làm kỳ thực đã không nhiều Rất nhiều lúc là giúp cậu ấy tranh thủ một chút tự do Cho nên, mặc dù bình thường cô hay nói cung hút như vậy nhưng chỉ cần không phải vấn đề liên quan đến tính chất nguyên tắc, cô cũng sẽ không cưỡng ép cung húc nhất định phải làm cái gì. Nghe được lời của Diệp Oản Oản, Hàn Thiên Vũ mỉm cười nhìn về phía cô, ánh mắt không dễ dàng nhận ra ảm đạm đi mấy phần, dùng âm thanh chỉ có anh nghe được, "Chỉ tiếc, có chút tự do, khả năng đời này đều không cách nào lấy được." Đoán một chút tiểu thiên sứ Thiên Vũ mong muốn tự do là cái gì? Ngũ mũ. Chương 859, đảm đương giá trị nhan sắc cung húc theo trong cái tay liếc trộm Hàn Thiên Vũ, hừ hừ lầm bầm, đừng tưởng rằng anh nói như vậy, tôi sẽ đồng ý anh gia nhập. Lạc thần tới trước cậu, ở bên Diệp ca trước, cho nên được cưng chiều hơn cậu ta thì coi như xong đi, Hàn Thiên Vũ dựa vào cái gì. Trên trán Diệp oản oản nổi lên gân xanh, tên nhóc con này, nhất định phải đánh một trận mới có thể biết điều. Diệp oản oản vén tay áo lên đang muốn đánh người, Hàn Tiện Vũ ngăn cô lại, sau đó không nhanh không chậm nhìn về phía cung húc mở miệng nói. Cung húc, thật ra thì lo lắng của cậu cũng không tồn tại, trong mấy người chúng ta, cá tính của cậu là vượt trội nhất, bất luận lúc nào, mọi người cũng sẽ không xem nhẹ sự tồn tại của cậu, huống chi, coi như đảm đương giá trí nhan sắc, vị trí của cậu ở trong nhóm xác định không thể thay thế. Đảm, đảm đương giá trị nhan sắc. Cung húc nhanh như chấp bò dậy, một tay nắm chặt tay của Hàn Thiên Vũ, anh Thiên Vũ, hoàn nghênh sự gia nhập của anh có thể hợp tác với tiền bối vừa có nội hàm có phẩm vị lại thật tinh mắt như anh là vinh hạnh của em hàn thiên vũ khụ 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 diệp oản oản lạc thần diệp mộ phàm cái loại đần độn này nếu bốn người đều không có ý kiến cuối cùng việc hàn thiên vũ và phí dương gia nhập liền quyết định như vậy hàn thiên vũ lấy phương thức người hợp tác đầu tư buổi tối diệp oản oản đặt trước ở khách sạn một phòng bao để liên hoan coi như là hoan nghênh Hàn Thiên Vũ và Phí Dương. Hoan nghênh sự gia nhập của hai người, tôi mời cậu môn một ly, Diệp Oản Oản đứng dậy, bưng ly rượu lên. Hàn Thiên Vũ thấy vậy vội vàng ngăn cản, cậu không phải là không thể uống rượu. Diệp Oản Oản, một chút xíu thôi không sao đâu. Hàn Thiên Vũ biết cô là coi trọng mình, không biết nghĩ tới điều gì, bật cười mở miệng nói, cậu vẫn là uống nước trái cây đi, giữa chúng ta không cần như thế. Giọng điệu này của Hàn Thiên Vũ thay vì nói là quan tâm, không bằng nói là sợ hãi. Diệp Oản oản lẩm bẩm, sau khi tôi uống say thật đáng sợ như vậy. Hàn Thiên vỗ sờ sờ lỗ mũi, coi như không tồi. Đang nói, trong đầu bỗng nhiên liền nhớ lại hình ảnh một lần kia. Người đàn ông ngồi ở ghế cạnh tài xế, ánh mắt liếm diếm theo dõi anh, chậm rãi nở nụ cười, sóng mắt tràn ngập nụ cười kinh diếm, con người trong đêm tối giống như có hàng ngàn hàng vạn đóa hoa màu trắng nở rộ a. À, khuôn mặt đẹp như vậy, làm sao sẽ hy vọng. Diệp mộ phàm tự nhiên không muốn em gái của mình uống rượu, cũng vội phụ họa nói, uống rượu cái gì, cậu uống nước trái cây là được. Hàn Thiên Vũ phục hồi tinh thần lại, đổi nước trái cây cho Diệp Oản Oản, nâng ly nói, cạn ly. Cạn ly, hoan nghênh tiền bối Thiên Vũ gia nhập. Anh Thiên Vũ hoan nghênh anh. Tình thương của Hàn Thiên Vũ rất cao, sẽ chiếu cố đến cảm thụ của mỗi người, rất nhanh quan hệ của Cung Húc và Lạc Thần với anh rất tốt. Sau khi tụ họp kết thúc, từng người về nhà, Diệp Oản Oản và Diệp Mộ Phàm cùng một đường. Trên xe, Diệp Oản Oản tính toán một chút, mở miệng nói, thiên vũ đầu tư, cộng thêm khoảng thời gian này tiếp nhận đại ngôn, tài chính để khởi động phim cũng gần đủ rồi. Diệp Mộ Phàm gật đầu, hy vọng tất cả thuận lợi. Nói xong, có chút do so dự nhìn về phía Diệp Oản Oản nói, chuyện bên Diệp ra kia, em đã nghe nói sao? Diệp Oản Oản, chuyện gì? Khoảng thời gian này cô luôn bận chuyện của công ty, tin tức bên kia không có quá chú ý. Diệp Mộ Phàm cân nhắc tìm từ nửa ngày, sau đó mới mở miệng nói, Diệp Y Y và Cố Việt Trạch muốn đính hôn, mấy ngày trước bà nội gọi điện thoại cho anh, anh mới biết được. Diệp Mộ Phàm vừa nói vừa cẩn thận từng chút một quan sát phản ứng của Diệp Oản Oản, rất sợ cô bị kích động. Vẻ mặt Diệp Oản Oản nhàn nhạt, không có biến hóa chút nào, thật sao? Chương 860, còn không phải là vì tình yêu mới. Hai người này đã sớm vội vã muốn tổ chức đính hôn, lần trước bởi vì Oản Oản bất ngờ ở trên tiệc mừng thọ chủ động giải trừ hôn ước, khiến cho Cố Việt trẻ không kịp trở tay, bị mất mặt nên mới chậm trễ. Diệp Ngộ phàm sợ Diệp Oản Oản khó chịu, vội vàng an ủi, "Oản Oản, em cũng đừng khổ sở vì loại đàn ông này, không đáng giá, em nếu trong lòng không thoải mái, anh giúp em đi đánh anh ta một trận." Diệp Oản Oản vừa bất đắc dĩ vừa cảm động, anh, em đã không còn là một con nhóc nữa. Nói xong, lập tức nhìn Diệp Ngộ Phàm nói, anh, anh có từng nghe qua câu này chưa, đối với người cũng nhớ không quên, chẳng qua vì. Diệp Ngộ Phàm nghe xong mở đầu liền biết câu sau, sầm mặt lại cắt đứt lời Diệp Oản Oản, chẳng qua chỉ vì người mới không đủ tốt đúng không, tốt rồi tốt rồi, em không cần đi khoe tình yêu của mình đâu, anh biết rồi, biết em bây giờ em đang rất hạnh phúc. Diệp Oản Oản bật cười, nghĩ gì vậy? Nào có tình yêu gì? Em chỉ muốn nói, đối với người cũng nhớ không quên, chẳng qua là vì lúc trước não tàn, hiện tại em chỉ số thông minh tăng lên mà thôi. Dĩ nhiên, bảo bảo xinh đẹp như hoa nghiêng nước nghiêng thành nhà em cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng. Diệp Mộ Phàm Đi một vòng lớn còn không phải là vì có tình yêu mới sao? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đêm khuya, cẩm viên. Tư giả Hàn đang làm việc ở phòng khách, không biết bắt đầu từ khi nào, anh đã hình thành thói quen làm việc ở phòng khách. Hứa dịch cung kính trông coi bên cạnh. Khoảng thời gian này thân thể của ông chủ đã chuyển tốt một chút, chuyện của công ty cũng nhiều hơn, oản oản tiểu thư cũng bận nhiều việc, mặc dù vẫn hỏi thăm sinh hoạt hàng ngày của ông chủ, nhưng số lần hai người gặp mặt khó tránh khỏi bị giảm bớt. Hứa dịch nhìn gò má lạnh lùng của ông chủ mình, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng nói, ông chủ, thật ra thì anh cũng có thể tự mình đi tìm oản oản tiểu thư hai người bên nhau thỉnh thoảng cũng phải có chút niềm vui bất ngờ ông chủ của mình thật sự là không biết nói chuyện yêu đương anh ở một bên nhìn cũng phải gấp gáp tư giả hàn bất ngờ hứa dịch gật đầu liên tục rất sợ ông chủ mình vẫn không biết nên làm gì vội vàng giải thích anh nghĩ thử xem lúc trước oản oản tiểu thư đột nhiên đến công ty tìm anh anh rất vui có phải không tư giả hàn ừ cho dù ông chủ của mình luôn giữ bộ mặt lạnh lùng, nhưng hứa dịch biết chắc là anh rất vui vẻ, vì vậy tiếp tục mở miệng nói, cho nên, nếu như anh chủ động đi đến công ty tìm oản oản tiểu thư, mang cho cô ấy điểm tâm hay một món quà nhỏ, anh nghĩ xem cô ấy nhất định sẽ rất vui đúng không? Ánh mắt tư giả hàn lóe lên, trong đầu nhớ lại trước đây không lâu người đàn ông kia từng nói anh không thú vị. Chấm chấm. Không lâu sau đó, Diệp Oản Oản chọn ngày lành giờ tốt tuyên bố tin tức Hàn Thiên Vũ gia nhập công ty. Kết quả đúng như trong dự đoán của bọn họ, bên Thái Dũng Thắng chỉ im lặng, hoàn toàn không dám lộ diện. Web công ty Hoàn Cầu công khai đưa tin chúc mừng công ty mới thành lập của Diệp Bạch, sau đó lại chúc mừng Hàn Thiên Vũ, chúc anh tiền đồ rực rỡ tương lai tốt đẹp, các lời xã giao như thế này, trước sau đều nằm ở thái độ. Trừ Hồng Quang rất rõ ràng, hiện tại lòng người đang nằm ở hướng nào, bọn họ lại không thắng lý, nếu như lại tiếp tục gây khó dễ, đối với bọn họ không có chỗ tốt gì, không bằng ra vẻ hào phóng chúc mừng. Trên đường về công ty, xem tin tức công ty Hoàn Cầu trên Weibo, Diệp Oản oản nhẹ nhàng kéo khóe miệng. Ngoài mặt ra vẻ hào phóng, lúc không có ai đoán chừng hận chết cô, hận cô lập tức phá sản chứ gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 861, thực sự là niềm vui quá bất ngờ. Nếu như là Hàn Thiên Vũ tự mình lập một công ty riêng còn đỡ, hết lần này tới lần khác Hàn Thiên Vũ lại gia nhập công ty của Diệp Oản Oản, tình nguyện tới cái công ty nhỏ này của cô cũng không thèm ở lại hoàn cầu, mặt mũi của Trừ Hồng Quang hết lần này đến lần khác đều bị mất sạch. Hiện tại nhóm người Diệp Oản Oản đã chính thức tiến vào trạng thái làm việc. Hôm nay Diệp Mộ Phàm đi tham gia hiệp hội thời thượng, phí dương hộ tống Hàn Tiện Vũ đi đến đài truyền hình đế đô để phỏng vấn riêng, Lạc Thần và Cung Húc đi cùng trợ lý tham gia họp mặt fan, Diệp Oản Oản đi chọn địa điểm quay phim, vừa mới ký hợp đồng thuê xong, lúc này đang chạy tới công ty. Buổi trưa có thể nghỉ ngơi 2 tiếng rồi lại tiếp tục công việc, Diệp Oản Oản đang suy nghĩ có nên đến tập đoàn tư thì tìm tư giả Hàn hay không. Khoảng thời gian này hai người bọn họ đều rất bận rộn, cho nên thời gian gặp mặt càng ngày càng ít, lần này hình như đã suốt 3 ngày không gặp mặt rồi. Diệp Oản Oản nghĩ tới đó thì lấy điện thoại ra, kết quả mới vừa lấy ra chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên là tư giả hàn gọi tới. Diệp Oản Oản vội vàng bắt máy, alo, bảo bảo tương đương thật là đúng lúc, em vừa mới nghĩ tới anh. Anh đang ở công ty sao? Em qua đó cùng đi ăn trưa với anh được chứ? Anh ở phòng làm việc của em, đầu bên kia truyền tới âm thanh trong trẻo lạnh lùng trước sau như một của tư dạ hàn. Diệp Oản Oản nghe vậy vẻ mặt đầy kinh ngạc, cái gì? Phòng làm việc của em, anh tới công ty của em à? Tư giả hàn, mang bữa trưa cho em, e cứ về công ty là được. Diệp Oản Oản quả thực là thụ sủng nhược kinh, tư giả hàn lại có thể đem cho cô bữa trưa tình yêu. Người này quả thực là có tiến bộ A. Diệp Oản Oản kích động gật đầu, được được được, em liền bay trở về. Chờ em, ha ha ha, đã đến cửa, lập tức đến ngay. Em, tư giả hàn dường như còn muốn nói điều gì, Diệp Oản Oản đã cúp điện thoại cái rụp. Diệp Oản Oản chạy một mạch đem xe ném tới chỗ đậu, sau đó nhanh chóng ấn thang máy. Thang máy rất nhanh chạy thẳng lên văn phòng làm việc của bọn họ. Lên lầu, Diệp Oản Oản trực tiếp đi thẳng tới phòng làm việc của mình. Vừa đẩy cửa ra, quả nhiên thấy Tư Dạ Hàn đang ngồi trên ghế salon trong phòng. Anh cởi áo vest ra, trên người mặc một cái len dệt màu xám cho nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng, trong tay cầm một quyển sách cô thuận tay đặt ở khu vực sách ngoại ngữ khó hiểu trên giá sách, vẻ mặt chuyên chú đọc, phía sau ánh sáng xuyên thấu qua rèm cửa sổ, hình ảnh này đẹp như tranh vẽ. Một ngày không gặp như cách ba thu, huống chi đã là ba cái thu tương đương Diệp Oản Oản nhất thời bị Mỹ Sắc mê hoặc, khóa trái cửa phòng làm việc, ném cặp tắp cùng chìa khóa xe trong tay liền chạy thẳng tới, hai tay phanh, chống trên ghế salon sau lưng Tư Giả Hàn, cúi người ngọt ngào hôn một cái, "Nhớ em không?" Đột nhiên bị Diệp Oản Oản hôn Tư Giả Hàn nhìn cô, vẻ mặt có chút khó hình dung. "Ư, ừ, vẻ mặt của Tư Giả Hàn làm sao là lạ?" Diệp Oản Oản đang hoài nghi đột nhiên nghe được đằng sau truyền tới, đùng, một trái táo nhanh như chấp lăn đến dưới chân cô. Sau đó, Diệp Oản Oản kẻ bị sắc đẹp mê hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác, rốt cuộc nhìn thấy, trong phòng trừ tư giả dạ hàn còn có những người khác. Cung húc vẫn duy trì tư thế cầm trái táo như cũ, gương mặt đẹp trai đang trợn mắt há hốc miệng, cậu ta vốn đang nói chuyện với Hàn Thiên Vũ và Lạc Thần giờ cả người đều choáng tại chỗ, Hàn Thiên Vũ cũng hoàn toàn ngốc tại chỗ. Phòng làm việc yên tĩnh, không hề có chút âm thanh, tất cả mọi người đều giống như bị điểm huyệt. Nhưng nội tâm Diệp Oản Oản lại như núi lửa đang phun trào. Nghĩa nó, chuyện gì đang xảy ra? Tại sao trong phòng làm việc lại còn có những người khác? Hôm nay mấy người bọn họ không phải đều ở bên ngoài sao?" Tư giả Hàn, tại sao anh không nói trong phòng làm việc của em còn có người khác a? À, 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 à. Diệp Oản Oản điên cuồng dùng ánh mắt tố cáo. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản vẫn còn duy trì tư thế, ghế salon, với tư dạ hàn như cũ. Tư dạ hàn thoáng sửa lại cổ áo có hơi chút sốc sách, mở miệng, em không có cho anh cơ hội nói chuyện. Diệp Oản Oản, tương đương ha 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 ha, Oản Oản muốn điên rồi có được hay không? chương 862, cô cũng rất tuyệt vọng a. À? Cái gì, không cho anh cơ hội nói chuyện, làm sao có thể? Diệp Oản Oản dùng đại não đang rối loạn gian nan suy nghĩ một chút, phát hiện tư giả hàn lúc nãy ở trong điện thoại giống như còn muốn nói cái gì, nhưng mà cô chưa nghe xong liền cúp, sau đó cô cho là chắc chắn công ty hôm nay không có người, lúc vào cửa trong mắt chỉ còn lại sắc đẹp, kết quả ba cái người sống sờ sờ ở chỗ này cũng không thấy, chạy thẳng tới chỗ tư giả hàn liền hôn, đúng là căn bản không cho anh cơ hội nói chuyện. Tạo nghiệt, Diệp Oản Oản ngàn lần không nghĩ tới, mình thông minh một đời, lại có thể mắc phải loại sai lầm cấp thấp này may mắn duy nhất chỉ có khi cô giả nam thì âm thanh tuyệt đối sẽ không đổi thành giọng nữ, nhưng mà con miệng nó, cái này có ích lợi gì a? À? Mấy lần trước cô vắt hết óc mới giải thích trọn vẹn, lần này chứng cứ xác thật, nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trong phòng làm việc vẫn yên tĩnh như cũ, ba người kia đều đã hóa đá, lạc thần giống như cột đá. Hàn Thiên vũ mặt đầy ngạc nhiên, đến người đã sớm biết như Cung hút cũng một mặt mơ hồ. Mặc dù như thế. Diệp Oản Oản cũng cảm thấy không thể buông tha, cô còn có thể cứu vớt một chút. Vội vàng suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút, lần trước cô đẩy ngã tư dạ Hàn, quên khóa cửa, không cẩn thận bị Lạc Thần và Hàn Thiên Vũ bắt gặp, lúc đó đã giải thích thế nào. Đại não của Diệp Oản Oản nhanh chóng chuyển động, bên cạnh đó cũng cố gắng bình tĩnh sửa sang lại quần áo thu hồi cánh tay chống đỡ ở bên người tư dạ Hàn. Đệt, vừa rồi cô lại còn đang nghĩ thật sự không nghĩ tới hiếm thấy tư giả hàn chủ động đến đây gặp cô con nghiện nó đến cửa phòng cô cũng đều đã khóa trái rồi lại có thể để cho cô bị bắt gặp như vậy cuối cùng diệp oản oản vẫn là dùng lực gồng mình đứng lên cung húc có thể không cần để ý đến hàn tiện vũ có thể để sau việc cần thiết trước mắt là lạc thần vì vậy diệp oản oản lộ ra nụ cười vô cùng thân thiết trực tiếp nhìn về phía lạc thần mở miệng nói ha ha mọi người đều ở đây hả à? lạc thần hai người hôm nay không phải đi tham gia buổi họp mặt fan sao? Lạc thần nhìn tư giả dạ hàn trên ghế salon, lại nhìn Diệp Oản Oản, hồi lâu mới tìm được chức năng ngôn ngữ máy móc trả lời từng chữ từng chữ, kết, chương trình kết thúc trước thời hạn, liền về sớm một chút. Cung hút nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản, vẻ mặt như kiểu, giải thích đi, em xem anh nói thế nào. Diệp Oản Oản tỏ vẻ rất ung dung, ô, chẳng trách. Khụ, tôi và bạn của tôi đang đùa giỡn một chút. Cung Húc. Hàn Tiện Vũ. Vâng 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 cô biết dùng lý do này thực sự quá ngây thơ rồi, quả thật là xem người khác là người ngu rồi, lần trước chẳng qua là ngã bổ nhào vào người ta, còn có thể dùng lý do cãi nhau để cho qua, nhưng bây giờ cô có thể dùng biện pháp gì, cô cũng rất tuyệt vọng a. À. Trừ lý do này cô thực sự hoàn toàn không có cách nào để nói nữa. Cung Húc tức khắc xạ mặt lại, không nói gì nhìn Diệp Oản Oản, Diệp ca, anh coi tụi em là người ngu à? Diệp Oản Oản, được rồi, quả thật là không cẩn thận. Cái đó, khụ, ha ha, ngại quá, bạn tôi mang bữa trưa đến, tôi nhất thời kích động, các người đừng có đoán mò, Diệp Oản Oản vắt hết óc tiếp tục giải thích. Cung hút quả thực không nhịn được, khóe miệng co giật mở miệng, bữa, bữa trưa tình yêu. Diệp ca, anh càng lau càng đen rồi anh biết không? Diệp Oản Oản, miệng nó, chỉ số thông minh của cô tại sao lại bị hạ xuống thế này? Lạc thần, cậu nghe tôi giải thích. Thì ra là như vậy, lạc thần nghe vậy, vẻ mặt thả lỏng chợt thở vào nhẹ nhóm, Diệp ca anh nhanh ăn cơm đi. Bận rộn cho tới trưa, lúc này khẳng định đang đói. Diệp oản oản, ách, cung húp, hàn thiên vũ. mươi 863, dáng dấp đẹp trai như vậy làm gì? Cái này cũng được sao? Diệp oản oản còn tưởng chết chắc rồi. Đừng nói những người khác, đến Diệp Oản Oản cũng không nghĩ tới lại có thể lừa được. Cung Húc nhìn chằm chằm Lạc Thần, cầm đều rất xuống, Lạc Thần, cậu nghiêm túc à? Anh ấy vừa vào cửa thì đẩy ngã người ta đè ra cưỡng hôn còn nói lời yêu thương, cậu cho như thế là đùa giỡn. Lạc Thần cau mày, cậu muốn nói cái gì? Diệp ca không phải đã giải thích rồi sao? Cung Húc trợn mắt há hốc miệng, miệng nó người thông minh này cơ bản thì. Diệp Oản Oản lập tức xông tới, đập một cái trên ót của Cung Húc, hạ thấp giọng cảnh cáo, cầm miệng cho tôi. Nói xong vội vàng nhìn về phía lạc thần, khụ, không có việc gì, không có việc gì, lạc thần, cậu đừng ở đây nghe cậu ta nói bậy. Cái tên này chỉ sợ thiên hạ không loạn, bất kể cậu ta nói cái gì, cậu đều đừng nghe, biết không? Lạc thần gật đầu, ừm, cung húp, rốt cuộc là ai đang nói bậy, anh chính là một tên đại lừa gạt, thật là tức chết. Lạc thần hoàn toàn không có hoài nghi cô, vấn đề khó khăn lớn nhất đã được giải quyết, Diệp Oản Oản chợt thở vào nhẹ nhõm, sau đó không yên tâm kéo cung hút đe dọa, nếu cậu dám nói bậy trước mặt lạc thần, tôi sẽ làm thịt cậu tế trời, có nghe hay không? Cung húc ủy khuất nước mắt lưng tròng, căm ghét chừng mắt về phía lạc thần. Cậu ta còn tưởng rằng trong công ty địa vị thấp nhất là lạc thần, bây giờ nhìn lại, Diệp ca coi trọng lạc thần hơn cậu ta nhiều. A, à, đau đớn biết bao, em có phải là người anh thích nhất hay không, tại sao anh không nói lời nào, cung hút vừa gào, Vừa rơi lệ vọt ra khỏi phòng làm việc. Diệp Oản Oản nâng chán. Cuối cùng cũng đem quả bom này đưa đi, bất quá, nguy cơ vẫn chưa được xua tan. Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ nhín về phía Hàn Thiên Vũ, Lạc thần tính cách đơn thuần, cộng thêm tin tưởng cô, cho nên hoàn toàn không có hoài nghi, cô nói cái gì cũng đều tin, nhưng Hàn Thiên Vũ thì. Diệp Oản Oản nhéo nghi tâm, cái đó, Thiên Vũ. Trên mặt của Hàn Thiên Vũ trước sau như một nở nụ cười ôn hòa mở miệng nói cậu ăn cơm đi tôi cũng không quấy dày cậu nữa chuyện này để nói sau diệp oản oản ây được lạc thần diệp ca em cũng đi trước đi thôi hàn thiên vũ và lạc thần trước sau rời khỏi phòng làm việc ngoài cửa sau khi bước ra khỏi phòng làm việc hàn thiên vũ đột nhiên dừng chân nhìn về phía tư giả dạ hàn trên ghế salon trong phòng lạc thần thiên vũ tiền bối thế nào hàn thiên vũ rất nhanh liền khôi phục như thường không có gì, đi thôi. Trong phòng làm việc, sau khi cung hút, Lạc Thần và Hàn Tiện Vũ tất cả đều rời đi, thì chỉ còn lại Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn. Xác định ba người đã đi thật, Diệp Oản Oản gần như mệt lả ngã ngồi trên ghế salon, sắc. Sắc đẹp hại người A, cuối cùng cũng an toàn. Nói xong thì đưa ta chụp lấy mặt của Tư Dạ Hàn, đều tại anh. Dáng dấp đẹp trai như vậy làm gì? Lúc hai tay Diệp Oản Oản chạm vào mặt, Tư Giả Hàn mở miệng, Hàn Thiên Vũ. Trong nháy mắt Diệp Oản Oản vèo, một cái thu tay về, đứng dậy nghiêng đầu nhìn lại, ở đâu ở đâu ở đâu. Vẻ mặt Tư Giả Hàn hơi có chút không biết nói gì, tiếp tục mở miệng nói, Hàn Thiên Vũ tin tưởng em giải thích. Diệp Oản Oản chợt vỗ ngực, bảo bối, nói chuyện đừng thở mạnh được không? Người dọa người sẽ hù chết người đấy. Tư Giả Hàn chẳng lẽ không phải là em có tật giật mình. Cô nào có Diệp oản oản hư hư, hung tợn đi tới, em nào có phải kẻ gian, nào có phải trộm, nào có trột dạ. Anh vốn là của em. Về phần Hàn Thiên Vũ, em cũng không biết cậu ấy rốt cuộc có tin hay không. chương 864, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Lạc thần là đối với Diệp Oản Oản là tin tưởng vô điều kiện, cô nói cái gì cũng tin, coi như không hợp với lẽ thường cũng lựa chọn tin tưởng cô, nhưng tâm tư của Hàn Thiên Vũ, cô thật không đoán được bất kể như thế nào thì ăn cơm quan trọng hơn bữa chưa tình yêu của em đâu bữa chưa tình yêu của đại ma đầu quả nhiên là rất đặc biệt diệp oản oản quả thật phải liều mạng ăn hộp cơm này không cố gắng ăn nhiều một chút thì có lỗi với nỗi kinh sợ hôm nay cô phải chịu khi mở hết ba tầng của hộp đồ ăn trái tim bị thương nghiêm trọng của diệp oản oản mới khỏi được mấy phần không uổng công cô phải chịu dày vò diệp oản oản đang chuyên tâm vùi đầu vào trong thức ăn ngon ánh mắt liếc qua mới ý thức được tư giả Hàn vẫn nhìn mình, nháy mắt một cái ngẩng đầu lên, sao, làm sao vậy? Tư giả Hàn nhìn cô một lúc, hỏi có vui không sao? Diệp Oản oản, ây, rất kinh ngạc, rất vui. A à ha, có thể không ngạc nhiên, không mừng rỡ sao, cũng sắp chấn kinh nửa cái mạng rồi. Chẳng qua nếu như trừ bỏ sự việc ngoài ý muốn lúc nãy, ngược lại thật sự rất vui mừng, giống như càng ngày càng giống đang yêu rồi. Diệp Oản Oản sau khi ăn cơm xong, Tư Giả Hàn liền đứng dậy rời đi, cô vốn muốn anh ở lâu một chút, bất đắc dĩ tình cảnh mới nãy náo loạn như vậy, nên cũng không dám để anh ở lâu. Tư Giả Hàn đẩy cửa rời đi, lúc đi tới cuối hành lang, thấy Hàn Thiên Vũ đứng một mình bên cửa sổ. Khi thấy Tư Giả Hàn, đối diện ánh mắt của người đàn ông, cảnh giác đối với nguy hiểm đến từ bản năng, ngay lập tức con người của Hàn Thiên Vũ nhất thời co rút nhanh ánh mắt của tư giả hàn ngắn ngủi lướt qua ở trên người anh ta, liền cất bước rời đi. Sau lưng, hàn thiên vũ nhìn bóng lưng đối phương rời đi, thần sắc chấn định trên mặt từ từ biến mất, bàn tay siết chặt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Nhà để xe dưới hầm. Hứa dịch chờ lâu đã sớm lo lắng, vừa nhìn thấy ông chủ của mình xuống vội vàng truy hỏi, cửu ra, thế nào thế nào. Hoàn hoàn tiểu thư có vui không? Tư giả hàn, rất vui. Hứa dịch thở vào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, vậy thì tốt, tôi đã nói không có cô gái nào không thích niềm vui bất ngờ mà. Tư giả hàn, tiền thưởng tháng này của cậu tăng gấp đôi. Hứa dịch nhất thời mừng rỡ, cảm ơn cửu gia. Xem ra oản oản tiểu thư không phải là vui vẻ bình thường. Quả nhiên sau này anh phải đưa ra cho cửu gia nhiều chú ý hơn mới được. Anh phải suy nghĩ thật kỹ. Tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa vang lên. Diệp oản oản, mời vào. Nhìn thấy người tiến vào là Hàn Thiên Vũ, Thần Kinh Diệp Oản Oản chợt căng thẳng mấy phần, bất quá trên mặt không lộ ra chút nào, vẻ mặt tự nhiên mở miệng nói: "Thiên Vũ, ngồi đi. Địa điểm quay phim hôm nay tôi đã đi được vài nơi, có hai nơi đã được định, một là thành phố điện ảnh, một nơi nữa là ở quán bar, còn có một chỗ khá là phiền toái, có thể muốn." "Hàn Tiện Vũ, Diệp Bạch, cậu thích đàn ông?" "Diệp Oản Oản." "Chấm." Sợ nhất, không khí đột nhiên yên tĩnh hàn thiên vũ trực tiếp như vậy khiến cho vẻ mặt bình tĩnh của diệp oản oản trở nên cứng đờ mặc dù thắc mắc nhưng hàn thiên vũ lại dùng giọng điệu khẳng định quả nhiên a à, mượn cái cớ này cũng chỉ có thể lừa gạt lạc thần thôi lạc thần là thật sự đơn thuần còn hàn thiên vũ là giả bộ đơn thuần bất quá chỉ đang cố ý làm bộ tin tưởng tránh làm khó cô mà thôi diệp oản oản đành theo số phận thở dài cậu đã biết hơn nữa nhìn bộ dạng của hàn thiên vũ hẳn không phải là lần đầu hoài nghi. Cậu phát hiện lúc nào? Diệp Oản Oản hỏi. Lời này của Diệp Oản Oản chẳng khác gì trực tiếp thừa nhận. Hàn Tiện Vũ nghe vậy, bàn tay không giấu vết siết chặt. Phát hiện lúc nào? mươi 865, không sợ dọa tôi. Lúc nào? Là từ lúc cô uống rượu say ôm người đàn ông kia không chịu buông ra, hay là từ lúc buổi tụ họp ở quán rượu kết thúc, cô rời đi cùng người kia, hay là lúc bất cần lại quên khóa cửa phòng bị anh bắt gặp tại chỗ. Hoặc là sớm hơn, khi người đàn ông kia mượn cớ say rượu, ở ngay trước mặt anh hôn Diệp Bạch, bắt đầu tuyên thệ chủ quyền. Cùng là đàn ông, lúc đó địch ý của tư cửu đối với anh rõ ràng như vậy, anh làm sao có thể không cảm nhận được. Chân chính thích một người, là không thể che giấu được. Không nhớ rõ, Hàn Thiên Vũ mở miệng. Vấn đề lúng túng thế này, Diệp Oản Oản tự nhiên không tiếp tục truy hỏi, bất đắc dĩ mở miệng nói, Thiên Vũ, xin lỗi, không phải cố ý lừa gạt cậu, cậu cũng biết, loại chuyện này, cho dù là bản thân đi nữa, cũng không tiện nói ra khỏi miệng. Tôi hiểu được, Hàn Thiên Vũ gật đầu, sau đó hỏi, Cung Húc biết chuyện này. Diệp Oản Oản nâng chán, Cung Húc là ngoài ý muốn, cậu ta hàng ngày cứ đi tranh sủng, mở miệng không chút đứng đắn, vừa vặn hôm đó có mặt tư cửu, cậu ta lại đang nói bậy, mắt thấy tư cửu thiếu chút nữa hiểu lầm quan hệ của tôi với Cung Húc, Tôi chỉ có thể để lộ trước mặt cung húc, chứng minh trong sạch của tôi. Lúc thế này có dấu diếm cũng không có ý nghĩa gì, vì vậy Diệp Oản Oản dứt khoát thẳng thắn toàn bộ. Sắc mặt Hàn Thiên Vũ phức tạp nhìn Diệp Bạch, hai người hiện tại đang quen nhau. Vậy người bạn gái trước kia cậu nói? Diệp Oản Oản giải thích, thật ra thì chính là anh ấy, giải thích là bạn gái chỉ là một lớp ngụy trang, nhất là cậu nhóc Lạc Thần kia, đối với loại chuyện này có bóng ma trong lòng, tôi lo sẽ hù đến cậu ấy cho nên lừa gạt tương đối lâu, đúng rồi, cậu có thể ngàn vạn giúp tôi giữ bí mật, đừng có không cẩn thận nói lộ ra cho cậu ấy biết. Hàn tiền vũ nhìn cô, cậu lo lắng đến lạc thần, lại không sợ dọa tôi. Diệp oản oản ho nhẹ, ách. Hàn thiên vũ khẽ cười, tốt rồi, không đùa cậu nữa, là bạn bè tôi dĩ nhiên là tôn trọng sự lựa chọn của cậu, cậu thích đàn ông hay phụ nữ, cái này đều là quyền tự do của cậu cũng không có gây trở ngại đến bất kỳ người nào, đó cũng không phải cái gì chuyện người khác không chấp nhận được. Diệp Oản Oản nghe vậy cảm động không thôi, khó trách fan của Hàn Thiên Vũ luôn là gọi cậu ta là tiểu thiên sứ. Hàn Thiên Vũ thật sự là quá hiểu ý rồi. Hàn Thiên Vũ nói xong, sắc mặt lại đột nhiên có chút trầm xuống, chẳng qua là có chuyện, tôi nghĩ, vẫn cần cho cậu biết. Diệp Oản Oản không hiểu sao lại có loại dự cảm xấu, chuyện gì? Hàn Thiên Vũ cân nhắc chọn lời một chút, thuận tiện mở miệng, lúc trước có một lần, tôi cùng chị Khả Hâm đến dạp chiếu phim xem phim, ngẫu nhiên gặp phải tư cửu, nhìn thấy anh ta cùng với một cô gái đi chung, khi đó tôi không thấy rõ mặt của cô gái kia, bất quá hai người rất thân mật, chuyện này, cậu biết không? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, Diệp Oản Oản nghe được đơ tại chỗ. Cô quên mất còn có chuyện này lúc trước cô hẹn tư giả hàn đi xem phim kết quả vừa vận đụng phải hàn thiên vũ và kiều khả hâm khi đó hàn thiên vũ và kiều khả hâm bị đôi tình nhân phía sau kinh động đột nhiên quay đầu tư giả hàn vì che lại mặt của diệp oản oản không để cô bị phát hiện liền hôn cô một màn này tất cả đều bị hàn thiên vũ thấy được mặc dù hàn thiên vũ không nhìn thấy cô nhưng cậu ta chắc chắn nhận ra tư giả hàn a à, chuyện này cái này a à, tôi biết tôi biết rồi thật ra chuyện là như thế này, tôi và Tư Cửu lúc trước quen biết với nhau thật ra thì đều là nam thẳng yêu thích phụ nữ. Chúng tôi cũng không thể nghiêm khắc tính là gay, chẳng qua người hai chúng tôi yêu thích đúng lúc là đàn ông mà thôi. Khổ khổ, không biết, cậu có thể hiểu được không? Tim Diệp oản oản mệt mỏi không thôi, thật là một lời nói dối kéo theo vô số lời nói dối đi cùng, cứ tiếp tục như thế, một ngày nào đó đầu cô sẽ nổ tung mất. Diệp Oản Oản đang lo lắng Hàn Thiên Vũ không hiểu được, lại nghe được Hàn Thiên Vũ mở miệng tôi hiểu. chương 866, khiến cho tim đập nhanh. Buổi tối hôm đó, cung húc hẹn một đám bạn đến quán rượu mua say. a à, tôi là một con cẩu độc thân ngàn năm, ngàn năm cô độc, lúc đêm khuya vắng người, có ai nghe thấy tôi đang khóc không, cung húc ôm lấy micro, say sưa gào thét. Ngàn lần không nghĩ tới, anh lại bị hai người đàn ông ngược cậu đủ rồi, lời bài hát này còn ra thể thống nào nữa. Rượu ở trong miệng đường tinh hỏa đều phun ra ngoài, giờ khóc giờ cười ôm lấy vai của cậu ta nói, tôi nói này cung cậu đàn, cậu cô đơn lắm sao. Cái kia mứt hoa cậu vẫn thích, cô ấy có mị lực lớn như vậy. Không cho cậu làm nhục mứt hoa quả của tôi. Cung hút lập tức bao che như sói che chở con hung hăng trợn mắt nhìn qua, đường thiết trụ, cậu có biết cuộc đời tôi, muốn nhất là cái gì không? Đường tinh hỏa nhíu mày, cái gì a? À? cung húc, nhưng tôi không có được. Đường Tinh Hỏa xạ mặt lại, cậu rõ ràng là người giữa ngàn đóa hoa. Vậy mà còn cô đơn. Cung Húc hừ hừ, cậu thì biết cái gì, tôi đây chui rúc đến nỗi tim đập nhanh đây này. Đường Tinh Hỏa, chúc cậu sớm ngày tu thành chính quả. Chấm chấm. Tôi đến, Diệp Oản Oản vô cùng mệt mỏi tố cáo. Đều tại anh, để cho em hóa trang thành nam, giờ thần kinh của em sắp bị nứt ra rồi nè. Tư giả Hàn Vân đạm phong khinh nhìn cô, không phải ý tưởng này là do em đề xuất. Diệp Oản Oản nháy nháy mắt, ách. Hình như cái này là cô nói nha. Đây còn không phải tại anh ra quy định, cấm không cho phép trêu chọc người khác phái. Với nhan sắc này của em thì không thể không vi phạm quy định được, Diệp Oản Oản lầm bầm. Hát, cô cứ che giấu như vậy cũng không phải là chuyện hay nha. Lúc trước cô nghĩ tới biện pháp này, một mặt là để dễ làm việc, một mặt là bởi vì cô là người của Diệp Gia, khi đó dưới tình huống kia, nếu như cô lấy thân phận thật của cô đi gặp Trừ Hồng Quang, con cáo giả đó sẽ không dễ dàng tin tưởng cô, với lại nghề này là nam thì dễ dàng hơn. Cho nên đối với bên ngoài thân phận Diệp Bạch này cô cũng rất có lợi, chẳng qua là đối nội thì. Cô bình thường cùng Cung Húc, Lạc Thần, Hàn Tiện Vũ tiếp xúc tương đối nhiều, giống như hôm nay tình huống như thế, sau này khẳng định có phát sinh. Hàn Tiện Vũ và Lạc Thần hai người này, nếu biết thân phận thật của cô, cũng không có vấn đề lớn, hai người này tương đối đáng tin, miệng cũng kín, không giống ai đó nhìn thấy cô nào đẹp là sẽ có ý nghĩ kỳ quái, ăn dấm tùm lum. Thực sự khó giải quyết, ngược lại là cung húc. Thời điểm đêm hôm đó ở dưới lầu, khi đó cô vẫn còn mặc đồ nam, thiếu chút nữa tư giả hàn lại bị cung húc chọc xù lông rồi. Lúc đầu cô cho rằng cung húc thích ai cũng không quá 3 phút, ai biết đến tận hôm nay còn không hết ý nghĩ, lỡ như bị cậu ta biết cô là mứt hoa quả, hình ảnh kia, ha ha. Cho nên, Diệp Oản Oản kết luận, trước mắt cô nên phòng bị cung húc nhất. Sáng ngày thứ hai, Mạc Huyền tới cẩm viên làm kiểm tra định kỳ cho tư dạ hàn. Trước khi đi Diệp Oản Oản gọi anh ta ra một bên nói chuyện. Bác sĩ Mạc, tình hình của A Cửu thế nào rồi? Diệp Oản Oản hỏi. Thân thể tư dạ hàn tốt hơn cô có thể thấy được, nhưng mà tâm lý của cô vẫn không yên tâm. Mạc Huyền nhìn thấy Diệp Oản Oản như vậy, Sắc mặt có chút khó hình dung, bất đắc dĩ thở dài mở miệng nói: "Diệp tiểu thư, hiện tại công việc duy nhất của tôi là kiểm tra một tháng một lần, mà cái này còn bị ghét bỏ, mỗi lần tôi tới chưa được 5 phút là bị đuổi rồi, trước mắt sắp bị thất nghiệp, cô cảm thấy như thế nào?" Chương 867: Điểm thăng bằng trong thế giới tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản: "Được rồi, cho nên ý của anh là, anh ấy đã khôi phục lại trạng thái bình thường?" Mạc Huyền mở tay ra, nhìn trước mắt đúng là thế. Mạc Huyền nói xong dừng một chút, sắc mặt hơi ngưng tụ nói, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có cô ở bên cạnh điều tiết tình huống. Đối với tư giả hàn mà nói, cô chính là điểm cân bằng trong thế giới của anh ấy, một khi cô bên này xảy ra vấn đề, thăng bằng bị phá vỡ, ai cũng không dám bảo đảm sẽ phát sinh chuyện gì. Lúc trước cô ghét, bài xích anh ấy, cả người anh ấy là hình dáng gì, cô cũng là người rõ nhất, tư giả hàn sẽ không giống người thường sẽ mất lý trí năng lực phán đoán và khả năng điều khiển tình cảm chính là một dã thú hoàn toàn mất đi khống chế nói thật anh ấy lại có thể có thể trở nên giống người bình thường lúc trước tôi đều không cách nào tưởng tượng ra diệp oản oản hơi có chút im lặng lẩm bẩm cái gì gọi là giống người anh ấy vốn chính là người mạc huyền khẽ cười nhìn cô cô có biết đám người hứa dịch thập nhất còn có tất cả người giúp việc ở nhà cũ đều tự tạo một tấm bùa hộ mạng mang theo bên người hay không à bùa hộ mạng gì diệp oản oản không hiểu mạc huyền nói trên bùa hộ mạng viết chúc oản oản tiểu thư và cửu gia ngọt ngào hạnh phúc hòa thuận vui vẻ thuận lợi trôi chảy diệp oản oản ách mạc huyền hai người bình yên thì là trời đẹp với chúng tôi cho nên oản oản tiểu thư mạng nhỏ của mấy người chúng tôi đều trong tay cô diệp oản oản có đáng sợ như vậy không mạc huyền than thở một tiếng diệp tiểu thư tôi cũng không phải là khoa trương bắt đầu từ lúc cửu ra mời tôi giúp anh ấy làm thôi miên, tôi vẫn tận mắt quan sát tình huống của anh ấy. Mặc dù, tôi không biết tư giả hàn tại sao đối với cô cố chấp như vậy, nhưng tôi nghĩ, một người quan tâm một người khác đã đến mức độ bệnh hoạn, thì khẳng định anh ấy vô cùng vô cùng yêu người kia. Diệp tiểu thư, cô có phải đã từng quên chuyện gì hay không? Cái vấn đề này, thật ra thì Mạc Huyền đã muốn hỏi từ lâu. Nếu như trước kia Diệp Oản Oản và Tư Giả Hàn chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau, thì thái độ của tư giả hàn đối với Diệp Oản Oản thật sự là có chút không hợp với lẽ thường. Diệp Oản Oản nghe vậy trầm ngâm, quên cái gì? Hẳn là không, người như tư giả hàn nếu như trước kia tôi và anh ấy có từng gặp nhau, không có khả năng tôi không có ấn tượng. Cũng đúng, Mạc Huyền Lâm vào suy tư, không biết nghĩ đến cái gì, lại không có mở miệng. Gạch dưới 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 gạch dưới. Gian nan nhất là giai đoạn mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, sau khi kết thúc, Diệp Oản Oản cuối cùng được thanh nhàn. Hiện tại công việc hàng ngày có Diệp Mộ phàm xử lý, phí Dương đảm nhiệm chức tổng giám nghệ sĩ, tất cả đều bước vào quỹ đạo, sinh hoạt thực tế phong phú, là chuyện mà đời trước cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Chấm. Cẩm Viên, trong phòng nghị sự. Hội nghị gia tộc mỗi tháng một lần, một đám nguyên lão tư gia tất cả đều ở đây, Tư gia Hàn ngồi ở chính giữa ghế salon, Diệp Oản Oản ngồi ở bên tay trái anh, vị trí thuộc về chủ mẫu tương lai. Toàn bộ quá trình tư minh lễ và phùng nghĩa bình đều nghiêm mặt, thế nhưng bởi vì lần trước bị Diệp oản oản cho một bài học, khoảng thời gian này đều yên tĩnh không ít, không dám tìm cô làm phiền nữa. Huống chi còn có tư dạ hàn ở bên này, bọn họ cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn địa vị Diệp oản oản ngày càng vững chắc, chỉ sợ lúc không có ai đã hận cô đến thấu xương. Ánh mắt lão phu nhân hiền hòa nhìn về phía Diệp oản oản, mở miệng nói, oản oản à, tháng sau tiếp đãi mục tiên sinh, đến lúc đó, con cùng đi với A cửu chứ. Diệp Oản Oản nhu thuận mở miệng, vâng, bà nội. Tư Minh lấy biến sắc, rốt cuộc không nhịn được, vị khách quan trọng như vậy, làm sao có thể để cho cô ta theo đón tiếp cùng gia chủ được. Cô ta cũng chỉ là một tiểu nha đầu, cái gì cũng không biết, lỡ như làm mất mặt tư gia. chương 868, muốn đi sao? Phùng Nghĩa Bình cũng vội vàng phụ họa nói, lão phu nhân, mục gia là đối tác quan trọng của tập đoàn tư thị quả thật nên để gia chủ sắp xếp một người bạn gái có nhiều kinh nghiệm đi cùng mới phải phùng nghĩa bình mặc dù không có nói rõ nhưng ý trên mặt chữ dĩ nhiên là chỉ tần nhược hy rồi lão phu nhân nhìn hai người năm trước một mình a à cửu cũng không có chuyện gì lúc trước không có coi như xong nhưng bây giờ đã có làm sao có thể giống nhau được trong trường hợp này cô gái tư dạ hàn mang theo so với trước đây hoàn toàn khác nhau Tư Minh Lễ vội nói: "Chị dâu, lúc trước một mình gia chủ đi dĩ nhiên là không có vấn đề, tôi đây không phải là sợ có người không hiểu phép tắc, đường đột khách quý." Lại nói Diệp tiểu thư mặc dù đang cùng gia chủ quen nhau, nhưng cũng chỉ là bạn gái mà thôi, sợ là chưa có tư cách cùng gia chủ tiếp đãi vị khách quan trọng như thế. Lão phu nhân làm sao có thể không biết Phùng Nghĩa Bình và Tư Minh Lễ đang suy nghĩ cái gì, nhưng trong thời gian gần đây, bà chính mắt nhìn Diệp oản oản tận tâm tận lực chăm sóc A Cửu lại tham học có trí tiến thủ làm việc ngày càng ổn thỏa bà cũng có ý giúp một tay lão phu nhân nhìn về phía cháu trai đang ngồi trên ghế salon a à cửu con cảm thấy thế nào tư giả hàn đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe vậy mở mắt không trả lời mà nhìn về phía diệp oản oản bên cạnh muốn đi sao diệp oản oản ây giọng điệu giống như đang hỏi cô có muốn đi chơi không nếu cô muốn đi thì đi không muốn đi thì không cần đi quả nhiên Tư Minh Lễ và Phùng Nghĩa Bình nhìn thái độ này của tư giả hàn giận đến khuôn mặt già nua đều vặn vẹo. Lão phu nhân chỉ biết lắc đầu nhìn cháu trai mình, sau đó, trực tiếp nhìn đám người tư Minh Lễ mở miệng nói, được rồi được rồi, hiện tại thời gian còn sớm, về lễ nghi oản oản có chỗ nào không hiểu thì đại khái có thể đi học, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Lão phu nhân, tư Minh Lễ còn muốn nói tiếp, bất đắc dĩ thái độ lão phu nhân và tư giả hàn đã quyết, căn bản không cho ông ta có đường nói chuyện. Tư Minh Lễ sắc mặt âm trầm ngồi tại chỗ, chỗ ra trên gương mặt khô gầy co rúm từng hồi. Đáng chết, đều đã lâu như vậy rồi, tên nhóc đáng ghét này tại sao còn không chết, không phải nói anh ta tuyệt đối sống không qua nửa năm sao. Mắt thấy nửa năm này đều đã sắp qua rồi, từ khi có được tin tức tư giả hàn sắp chết, ông ta cố kềm chế, mỗi ngày đều chờ đợi, chờ tư giả hàn chết đi, ai ngờ tư giả hàn không hề có dáng vẻ của người bệnh thời kỳ cuối, chỉ thấy tình trạng thân thể còn ngày càng tốt lên. Chỉ cần một ngày tên nhóc này còn tồn tại, cuộc sống của ông ta ở tư gia giống như một con chó ăn nói khép nép. Còn có tiện nhân Diệp Oản Oản đáng chết này, mối thủ phế một chân của con trai ông ta còn chưa báo, ông ta lại chỉ có thể nhẫn nhịn đến một sợi tóc của cô ta cũng không nhúc nhích được. Lão phu nhân nói với tư giả Hàn, A cửu, về phần oản oản ta sẽ sắp xếp cho con bé một giáo viên dạy lễ nghi dạy cho con bé tư giả hàn không cần sắc mặt lão phu nhân nghiêm túc nói việc này vẫn cần thiết học thêm một chút đối với oản oản mới có lợi sau này nó cũng sẽ dùng được tư giả hàn mở miệng không cần mời giáo viên con tự mình dạy diệp oản oản đến lão phu nhân cũng muốn nhét thức ăn cho chó anh đủ rồi đấy con đứa nhỏ này lão phu nhân chỉ biết bật cười nhìn hai đứa trẻ hiện tại chung sống được tốt như vậy trong lòng cũng được yên tâm nếu như thân thể của a cửu có thể tốt lên tan họp đi sau khi chuyện được trao đổi xong tư giả hàn liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay tuyên bố tan họp tư giả hàn vừa nghe lão phu nhân nói chuyện vừa định đứng lên lúc đang từ trên ghế salon đứng dậy ngay lập tức sắc mặt trắng nhợt thân thể cũng đột nhiên cứng đờ a cửu sao vậy phát hiện tư giả hàn có chút khác thường lão phu nhân và Diệp Oản Oản đều nhìn anh. Tư giả hàn nhấc tay, dường như muốn nói không có việc gì, vừa mở miệng chợt phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt trắng nhợt không còn chút máu, sau đó, oanh, một tiếng ngã về phía sau. A à cửu, gia chủ, con người của Diệp Oản Oản chợt co rút nhanh, lão phu nhân và các nguyên lão tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc, trở thành một mảnh hỗn loạn. Chương 869, không hẳn là chuyện xấu, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, tư giả hàn đang êm đẹp lại có thể lại đột nhiên hộp máu té xỉu. Ngay cả tư minh lễ và phùng nghĩa bình cũng ngây ngẩn. Gia chủ, gia chủ, bác sĩ, bác sĩ đâu, còn không mau đi mời bác sĩ tôn tới. Tất cả các nguyên lão đều hỗn loạn, hốt hoảng lo sợ vây quanh tư giả hàn. Tránh ra, đừng vây chặt như vậy. Diệp oản oản lạnh lùng quát lớn, sau đó thân thể nhỏ yếu vững vàng đem tư giả hàn đỡ lên. A cửu, A à, cử cửu của ta, chuyện này, tại sao có thể như vậy? Nhanh, nhanh đi mời bác sĩ tới, lão phu nhân đã hoảng đến mất hết hồn vía, lão đảo muốn ngã, thiếu chút nữa cũng té xỉu theo. Diệp oản oản một bên dặn dò người giúp việc chăm sóc kỹ lão phu nhân, một bên cẩn thận từng chút đem tư giả hàn thu xếp nằm trên giường, kiểm tra một chút nhịp tim và mạch đập của anh, bà nội, đừng lo lắng. Mấy ngày trước bác sĩ Mạc và bác sĩ Tôn vừa mới kiểm tra kỹ càng toàn thân cho A à Cửu, sẽ không có vấn đề gì lớn không đợi lão phu nhân nói chuyện, tư minh lễ nhất thời một bước nhảy ra, quả thật là nói bậy nói bạ. Đều hộp máu còn kêu không có vấn đề gì lớn, vậy muốn như thế nào mới kêu có vấn đề? Lúc trước bác sĩ Tôn đã sớm nói thân thể gia chủ không chống nổi nửa năm, lúc nào cũng có thể phát bệnh, một khi phát bệnh nhất định sẽ nguy hiểm tánh mạng, nhưng cô ngược lại thật tốt, cũng không biết có âm mưu gì, nhảy ra ngăn cản gia chủ làm phẫu thuật, còn nói khoác mà không biết ngược, nói mình có thể trị khỏi bệnh cho gia chủ bây giờ thì sao, đây chính là cái cô gọi là điều dưỡng. Phùng Nghĩa Bình ở trong đám người than thở, hát, ban đầu chúng tôi liều chết khuyên nhủ, để cho gia chủ làm phẫu thuật, vội vàng cấy ghép khí quan, nhưng gia chủ lại bị người phụ nữ này mê muội cái gì cũng nghe, chúng tôi nói cái gì cũng vô dụng, giờ không biết thế nào. Ánh mắt các nguyên lão khác nhìn Diệp Oản Oản cũng đặc biệt lạnh giá, vậy phải làm sao bây giờ, phải nhanh chóng dặn dò người giúp việc, phong tỏa tin tức đừng để cho người ngoài biết chuyện, nếu không toàn bộ tư gia sẽ rối loạn. a à, tư gia thật là bị người phụ nữ này hại chết. Diệp Oản Oản không có phản ứng với những lời lải nhải không ngừng bên tai, mà tiếp tục kiểm tra tình hình của tư dạ hàn. Khoảng thời gian này cô đi theo bác sĩ tôn học được sơ sơ chút ít, vọng, văn, vấn, thiết sao đơn giản cũng hiểu một chút, mạch đập của tư dạ hàn đều bình thường. Huống chi hai vị bác sĩ cũng mới vừa kiểm tra qua cho tư dạ hàn, mấy ngày nay cô lại một mực ở bên cạnh, thân thể của anh vô cùng ổn định. Về phần hạ độc gì đó, càng không thể, việc ăn uống của tư giả hàn được quản lý không thua gì hoàng cung cổ đại, những người kia có lòng cũng không có can đảm làm chuyện này. Suốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Thật ra thì, dựa theo y học mà nói, hộp máu cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, có lẽ. Vẻ mặt tư minh lễ rất đau đớn nhìn về phía lão phu nhân và tư minh vinh, chị dâu, anh hai, hiện tại các người thấy rõ bộ mặt thật của người phụ nữ này chưa? Vốn là Tư Minh Vinh vẫn có ý kiến với Diệp Oản Oản, khoảng thời gian này cũng vì nhìn thân thể của Tư Giả Hàn chuyển tốt, thái độ đối với Diệp Oản Oản mới hòa hoãn chút ít, vào lúc này thấy Tư Giả Hàn bị như vậy, tự nhiên cũng ngồi không yên, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị mở miệng, "Diệp tiểu thư, mời cô ra ngoài." Diệp Oản Oản siết chặt bàn tay hơi lạnh của Tư Giả Hàn. Lúc này, ở cửa truyền tới âm thanh, bác sĩ Tôn đến rồi. Bác sĩ Tôn đến rồi. Có bác sĩ Tôn ở đây, Cô ở chỗ này cũng không có chỗ dùng, việc cần thiết trước mắt là để cho Tôn Bách Thảo kiểm tra cho Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản chậm rãi buông bàn tay của Tư Dạ Hàn ra, đứng dậy nhường vị trí cho Tôn Bách Thảo. Gạch nối dài 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 gạch nối dài. dài, dài. Sao vọng, văn, vấn, thiết bốn phương pháp khám bệnh của y học cổ truyền. Vọng là nhìn, quan sát hình thái, vóc dáng, động thái, sắc mắt, màu sắc của da, lông, Tóc móng, vi vi, và hình thái, cử động của lưỡi, màu sắc rêu lưỡi. Văn, là nghe, ngửi, nghe là nghe tiếng nói, nghe tiếng ho, tiếng nấc, tiếng thở của người bệnh. Người, là người khí vị, cụ thể là người hơi thở thậm chí người phân, nước tiểu của người bệnh. Vấn, là hỏi, hỏi là hỏi để biết nóng, lạnh, hỏi về mồ hôi, hỏi về vị trí đau, hỏi về tiểu tiện, đại tiện hỏi về kinh nguyệt hỏi về nguyên nhân gây bệnh. Thiết, sờ nắn sờ nắn vùng bụng lòng bàn chân, tay, vùng bị bệnh, bắt mạch để trần bệnh. chương 870, chờ A cử tỉnh lại rồi nói. Để Tôn Bách Thảo có thể an tâm chẩn đoán, trừ lão phu nhân và tư minh vinh, tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Ngoài cửa, một đám người đều đang khẩn trương chờ đợi. Thời gian từng chút trôi qua, các nguyên lão ở bên ngoài lo lắng đi tới lui. Diệp Oản Oản không nói một lời dựa vào vách tường lạnh lẽo. Giờ phút này cả người tư minh lễ đều phấn chấn, cười lạnh nhìn về hướng Diệp Oản Oản, gia chủ bị người ngu xuẩn như cô hại thành như vậy, cô bây giờ hài lòng. Vẻ mặt phùng nghĩa bình diễu cợt, đáng tiếc gia chủ hồ đồ, lão phu nhân cũng mềm lòng, nếu như ban đầu gia chủ có thể tin tưởng nhược hy tiểu thư, làm gì phải đến mức này, thật là gia môn bất hạnh, tôi đã sớm nói loại phụ nữ này làm chủ mẫu tương lai của chúng ta, sớm muộn cũng gây ra chuyện lớn. Còn chưa có ngồi lên cái vị trí kia đâu, cũng đã đem tư gia hại tới mức này, nguyên lão khác gấp đến độ xoay quanh, a à, vậy phải làm sao bây giờ? gia chủ muôn ngàn lần không thể có chuyện, tư minh lễ hử lạnh đã như vậy làm sao có thể không có việc gì? bệnh cố trong cơ thể gia chủ và khí quan bị tổn thương giống như bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung, một khi phát tác đó chính là mất mạng, đến lúc đó căn bản là không còn kịp rồi. tôi xem gia chủ lần này nhất định là lành ít giữ nhiều bị tư minh lễ và tay chân của tần nhược hy khiêu khích, những nguyên lão khác nhìn Diệp Oản Oản sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, nếu như gia chủ có chuyện không may gì, cô tuyệt đối sẽ không thể sống rời khỏi tư gia. Người phụ nữ này lăn lộn vào tư gia còn không biết rốt cuộc có mục đích gì. Chuyện này nhất định phải tra rõ. Không sai. Chấm. Diệp Oản Oản nặn nặn huyệt thái dương căng đau, ánh mắt lạnh lẽo quét tới những người đó, im miệng. Ánh mắt kia giống như nhìn chằm chằm người chết, làm cho sống lưng mọi người như phát lạnh. Các nguyên lão theo bản năng im lặng mấy giây, một lát sau tức giận bắt đầu ồn ào, người phụ nữ này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà đến lúc này còn kiêu ngạo như vậy. Thật sự quá phận. Két cửa phòng mở ra, rốt cuộc Tôn Bách Thảo đẩy cửa đi ra. "Bác sĩ Tôn, như thế nào? Gia chủ như thế nào, có nguy hiểm hay không?" Nhất thời tất cả các nguyên lão đều vây lại, Diệp Oản Oản cũng nhìn về hướng Tôn Bách Thảo. Tôn Bách Thảo sắc mặt ngưng trọng nói, tạm thời không cách nào xác định nguyên nhân, cần lập tức chuyển tới bệnh viện làm các bước kiểm tra cặn kẽ, mọi người xin bình tĩnh chớ nóng vội. Từ Minh lễ nghiêm nghị mở miệng, chị dâu, người phụ nữ này phải xử trí như thế nào? Ban đầu nếu không phải là cô ta, gia chủ cũng sẽ không biến thành như vậy. Tôi hoàn toàn có lý do hoài nghi cô ta có ý đổ xấu, thậm chí là cố ý mưu sát. Lão phu nhân hé mắt, mặt đầy vẻ mệt mỏi, run rẩy nói, chờ a à, cử tỉnh lại rồi nói. Vào lúc này toàn bộ tâm tư lão phu nhân đều đặt trên người cháu trai, làm sao còn có tâm tư đi quản chuyện khác. Tư Minh lễ nghe vậy, không cam lòng trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản một cái. Hừ, tỉnh lại, chỉ sợ là không thể tỉnh lại nữa đi. Lần này ông ta tuyệt đối khiến cho người phụ nữ này chết không tử tế. Còn có toàn bộ tư gia, rất nhanh sẽ là của ông ta. Rất nhanh Tư Giả Hàn được đưa đến một bệnh viện tư nhân của Tư Gia ở ngoại ô. Sau khi Tư Giả Hàn được chuyển đến, cả bệnh viện đều giới nghiêm, không có bất kỳ người nào có thể đến gần, Diệp Oản Oản cũng không cách nào tiến vào phòng bệnh, chỉ có thể chờ ở phòng khách. Diệp Oản Oản an tĩnh ngồi trong phòng khách trống rỗng, đảo mắt liền đến khuya. Sắc mặt Diệp Oản Oản lạnh lùng, cố gắng sắp xếp lại tình huống thân thể của Tư Giả Hàn trong khoảng thời gian này. Audio điện tử võ tấn bền. chương 871, những người đó sẽ không bỏ qua cho cô. Khoảng thời gian này mọi chuyện cô đều cẩn thận, nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của Tôn Bách Thảo. Cô tin chắc dựa theo tình trạng này, thân thể của tư giả hàn sẽ không có vấn đề. Nhưng mà, trước khi có kết quả, ai cũng không cách nào biết sẽ phát sinh cái gì. Chẳng lẽ cuối cùng cô vẫn không cách nào thay đổi quỹ đạo vận mệnh? vấn đề là ở chỗ mộ nhỡ lần này tư giả hàn thật sự xảy ra chuyện trong đầu của diệp oản oản chứa đầy vô số suy nghĩ hỗn loạn người đàn ông này cố chấp nóng nảy tính chiếm hữu đối với cô đáng sợ đến gần như bệnh hoạn tất cả mọi người đều nói anh không còn nhân tính tất cả mọi người đều e ngại anh giống như mãnh thú nhưng khi cô thử tìm hiểu lại phát hiện anh không phải bụi gai không thể chạm vào mà ngược lại vô cùng mềm mại rõ ràng là một bạo quân đáng sợ lại bởi vì một câu mềm mỏng của cô chỉ một cái liền tùy tiện thỏa hiệp vào lúc tất cả mọi người đều phỉ nhổ cô trang điểm khoa trương xấu xí anh lại nói vẫn ngon miệng như nhau khi tất cả mọi người đều đang nghi ngờ tư cách của cô chỉ có anh sẽ hỏi cô có muốn đi hay không anh yên lặng vì cô trải tốt con đường anh đưa cô đến căn gác đáng sợ trong ký ức lại giao phó tín vật quan trọng nhất cho cô từ lúc trọng sinh cô nhận thức một tư giả hàn hoàn toàn bất đồng Rõ ràng cô đã từng chán ghét anh như vậy, hận anh như vậy, thậm chí hận anh sao không chết đi. Giờ phút này cô ngồi ở chỗ này, lại sợ hãi mất anh. Chấm chấm. Rất nhanh đến dạng sáng, hứa dịch và cha hứa thường khôn từ trên tầng cao nhất đi xuống. Diệp Oản Oản nhìn về phía hai người, tình hình thế nào? Thấy Diệp Oản Oản vẫn không có đi, hứa thường khôn vội mở miệng nói, Oản Oản tiểu thư, đã trễ thế này, cô làm sao còn ở đây, hãy về nghỉ ngơi trước đi. Hứa dịch lo lắng, đúng vậy, coi như cô một mực đợi ở chỗ này cũng vô dụng, chúng ta cũng không phải là bác sĩ, nếu như là tổn hại thân thể, chờ cửu ra tỉnh lại, tôi làm sao cùng anh ấy giao phó. Hiện tại lão phu nhân cũng đã ngã xuống, cô muôn ngàn lần cũng không thể. Chờ anh tỉnh lại, nghe thấy lời của hứa dịch, trong nháy mắt Diệp Oản Oản như thất thần. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, gật đầu, được, tôi biết rồi, Bên này làm phiền các người, chăm sóc kỹ bà nội, như có tin tức, ngay lập tức cho tôi biết. Hứa Dịch, Oản Oản tiểu thư cô yên tâm đi. Cùng Hứa Dịch và Hứa Thường khôn dặn dò một phen, Diệp Oản Oản đi ra khỏi bệnh viện. Một trận gió đêm đánh tới, khiến cho khắp người phát lạnh. Này, Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản đang đi ở ven đường, một chiếc xe màu đen dường như chờ đợi đã lâu, Lặng Yên không một tiếng động dừng lại cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một người đã lâu không gặp. Ánh mắt Diệp Oản Oản hơi chăm chú, tư hạ. Tư hạ dừng xe, ánh mắt ra hiệu, lên xe. Thấy Diệp Oản Oản bất động, tư hạ hơi nhíu mày, tìm cô có chuyện, liên quan tới tư giả hàn. Diệp Oản Oản nhìn anh ta, mở cửa xe cạnh tài xế ngồi xuống. Xe vững vàng chạy trên đường, Diệp Oản Oản nhắm mắt lại, không lên tiếng, cũng không hỏi anh ta muốn đi đâu tư hạ liếc mắt lên kính chiếu hậu nhìn cô một cái ánh mắt phức tạp một lát sau hai người ngồi trong phòng khách của một nhà hàng tư hạ từ phía sau lấy ra một túi văn kiện thật dày đẩy tới trước mặt cô chỉ thấy bên trong là giấy tờ chứng minh thân phận mới hộ chiếu vé máy bay còn có một tờ chi phiếu mặt diệp oản oản không thay đổi liếc mắt nhìn anh ta có ý gì giữa hai lông mày của tư hạ thoáng qua vẻ tức giận diệp oản oản đều đã tới lúc này cô thực sự là không biết hay giả bộ không hiểu. Tư giả hàn vừa chết, cô cho là những người đó sẽ bỏ qua cho cô. Hay là cô cho rằng bà nội có thể bảo vệ được cô? chương 872, cô vô dụng rồi. Anh ta lặng lẽ ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, cho là cô có thể tự nhìn rõ ràng, không nghĩ tới vẫn là u mê không tỉnh. Tư hạ nghiêm nghị mở miệng, trước không nói tới tay chân tần nhược hy bên kia, cô phế đi một chân của tư giật kiệt, Tư Minh Lễ tuyệt đối sẽ lấy mạng cô. Trước ngày mai, cô nhất định phải rời đi, nếu không cô coi như muốn đi cũng không đi được. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua những vật trên bàn, chuẩn bị những thứ này ít nhất cũng mất thời gian chừng mấy ngày, mà Tư Hạ sau khi Tư Giả Hàn xảy ra chuyện liền lập tức đưa tới. Nói như vậy những vật này là anh ta đã chuẩn bị xong từ rất lâu. Không ai có thể tin tưởng một người hoàn toàn không biết chữa bệnh như cô có thể trị hết bệnh cho Tư Giả Hàn. Tư Minh Lễ, Phùng Nghĩa Bình như thế, Tư Hạ cũng vậy. Cảm ơn, cháu trai lớn, không nghĩ tới cậu hiếu thuận như vậy. Diệp Oản Oản cười một tiếng, sau đó nụ cười trên mặt tắt đi, khôi phục vẻ lãnh đạm thở ơ, bất quá, không cần. Tư Hạ soạt một cái đứng lên, Diệp Oản Oản, cô có phải bị ngu hay không? Diệp Oản Oản cười híp mắt nhìn anh ta, đừng nóng giận, giận một cái liền khó coi. Giọng điệu quen thuộc, khiến cho Tư Hạ bỗng nhiên thất thần. Ngay sau đó từ hạ nhất thời bị cô coi như không có chuyện gì xảy ra, dùng giọng như đang dỗ trẻ con chọc cho giận đến đau phổi, người đàn ông kia coi như xóa hết sự tồn tại của cô cũng muốn giam cầm đem cô nuôi nhốt ở bên người, cô cho rằng anh ta là thực sự yêu cô. Cô sớm muộn có một ngày bị sự ngu xuẩn của mình hại chết. Diệp oản oản bật cười, à, tôi hẳn là bị mê chết chứ. Trên đầu chữ sắc có cây đao. Bất quá, xóa bỏ tồn tại có ý gì? cô tư hạ dùng sức đập bàn một cái hai người nhất thời rơi vào trầm mặc không khí ngưng trệ bỗng nhiên trong lúc đó tư hạ đột nhiên đứng dậy thân hình tựa như tia chớp đánh về phía cô diệp oản oản mặc dù đang thất thần thân thể vẫn phản ứng theo bản năng kịp thời tránh thoát công kích của anh ta nếu như mới vừa rồi bị anh ta đánh trúng vào lúc này cô hẳn là bị đánh ngất đi xem bộ dáng là nói không thông thì chuẩn bị trực tiếp đánh ngất xỉu mang đi không đợi diệp oản oản phản ứng tư hạ đã tiếp tục đánh tới rất nhanh hai người đã đánh được trên trăm chiêu diệp oản oản hơi có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới thân thủ của tư hạ tốt như vậy cuối cùng cả hai người đều thở hồng hộc tư hạ kéo cổ áo một cái ánh mắt âm trầm nhìn cô trầm chằm cười lạnh mở miệng a một trăm chiêu cô còn miệng nó lại có thể một trăm chiêu đều không đánh bại tôi cô vô dụng rồi tư hạ nói xong đem đồ trên bàn dùng sức nhét vào trong tay cô sau đó nhanh chân xoay người rời đi, cô tốt nhất nghĩ cho rõ ràng. Diệp Oản Oản nhìn đồ trong tay và bóng lưng Tư Hạ nổi giận đùng đùng rời đi, vẻ mặt không hiểu. Thân thủ của Tư Hạ tốt như vậy, cô đều có thể cùng anh ta đánh tới 100 chiêu, không phải thật lợi hại à. Gần như tất cả ám vệ của Tư gia khi biết thân thủ của cô đều là kinh ngạc, duy chỉ có Tư Hạ lại còn nói cô vô dụng rồi. Đứa nhỏ này là cái logic gì? Bóng đêm thâm trầm, Diệp Oản Oản về tới Cẩm Viên. Khu vườn lớn như vậy trở nên yên tĩnh, một mảnh tĩnh mịch. Diệp Oản Oản tới căn phòng tư dạ Hàn đã chuẩn bị cho thay quần áo, sau đó cầm lấy đồ tư hạ giúp cô chuẩn bị, ngồi trên sân thượng. Tư hạ chuẩn bị rất chu toàn, thân phận mới, địa chỉ mới, sau khi đến còn có người đặc biệt đón cô. Nếu như cô rời đi, chính là khởi đầu hoàn toàn mới. Nếu như là lúc trước, đối với cơ hội quý giá đạt được tự do này, Cô sợ là sẽ mừng đến chảy nước mắt. Nhưng bây giờ, ở chỗ này, cô sớm đã không còn một thân một mình, cô càng ngày càng có nhiều ràng buộc, người thân, bạn bè còn có. Cuối cùng, bật lửa bật lên, những vật kia trong bóng đêm biến thành một đám lửa, biến mất trong cho tàn. Chương 873, gánh chịu tất cả hậu quả. Tối nay, nhất định là một đêm không ngủ. Nhà nhỏ hoa hồng, năm người lính đánh thuê vây lại một chỗ, lo lắng a à, tư giả hàn phát bệnh sắp chết, lần này chủ nhân chúng ta có thể phải đau lòng rồi. Cũng chưa chắc, mặc dù chủ nhân đối với người này quả thật tương đối sủng ái, bất quá, chết một cái mỹ nhân còn có thiên thiên vạn vạn cái mỹ nhân khác mà. Mấu chốt là khi tư giả hàn chết rồi, chúng ta không phải là muốn rời chỗ ở sao. Dù sao chủ nhân là vì anh ta mới ở lại chỗ này. Có khả năng, hát, thật không bỏ được nơi này, cậu xem tôi chăm sóc bông hoa thật dễ nhìn thật lâu không có trải qua thời gian tự tại như vậy. Kiều Kiều cũng không muốn đi. Độ 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 độ. Tần gia, cha của Tần Nhược Hy, Tần Phong suốt đêm từ nước ngoài chạy về. Cha, sự việc thế nào? Trước mắt còn không có tin tức, nhưng căn cứ tình hình bây giờ, xem chừng lành ít giữ nhiều, Tôn Bách Thảo lúc trước đã chuẩn đoán anh ta không sống qua nửa năm, hiện tại đoán chừng như đèn cạn dầu, trước đây chuyển biến tốt, chỉ sợ là hồi quang phản chiếu hư, tiểu tử kia quá không biết phải trái, nếu như là cậu ta ngoan ngoãn cưới con, còn có thể sống lâu thêm mấy năm. Chuyện còn chưa xác định, trước đừng hành động, cô gái kia sẽ có người giúp con xử lý. Tần Phong trầm giọng nói. Vâng, cha. Đáy mắt Tần Nhược Hy tràn đầy lạnh lẽo, nếu không chiếm được phá hủy cũng tốt. Chấm chấm. Ngày hôm sau, bệnh viện kinh giao. Tất cả nguyên lão đều ở cửa phòng bệnh nóng nảy chờ đợi kết quả. Từ minh lễ đầu tiên là đánh giá chung quanh, sau đó cố ý mở miệng hỏi, người phụ nữ kia đâu? Phùng Nghĩa Bình giọng điệu diếu cợt, không biết, bắt đầu từ đêm qua đã không thấy tâm hơi, không phải là sợ tội bỏ chạy đi. Ai, ngày hôm qua không nên thả cô ta đi. Các nguyên lão đang lòng đầy căm phẫn, cuối hành lang truyền tới âm thanh cộc, cộc 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 tiếng bước chân. Chỉ thấy Diệp Oản Oản mặc đầm màu đỏ, da mặt trang điểm tinh xảo, chậm rãi cất bước đi tới, hoàn toàn không có hoảng hốt lo sợ theo dự tính của bọn họ, càng không có vẻ trột dạ sợ tội. Nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Oản Oản, vẻ mặt Phùng Nghĩa Bình khinh bỉ, gia chủ sống chết chưa rõ, lại còn mặc trói mắt như vậy, còn ra thể thống gì. Tư Minh Vinh vẫn im lặng, liếc mắt quan sát Diệp Oản Hoàn, sắc mặt cũng rất là khó coi, đang muốn mở miệng nói chuyện, Tôn Bách Thảo và một nhóm bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra. Tư Minh Vinh, bác sĩ, thân thể gia chủ như thế nào? Mọi người cũng vội vàng vây lên trước, đến Tư Minh Lễ Diệp oản oản cũng không rảnh phản ứng, chăm chú nhìn Tôn Bách Thảo, đáy mắt đầy vẻ chờ mong. Bệnh nhân lâm vào tình trạng hôn mê sâu, hơi thở như có như không, tình hình không quá lạc quan, chúng tôi đang tìm nguyên nhân, mọi người, tùy thời dự tính đến tình huống xấu nhất nên chuẩn bị, cũng phải chuẩn bị đi, một trong các bác sĩ khéo léo nhắc nhở. Chuyện này, cái này tương đương với án tử hình để cho bọn họ chuẩn bị hậu sự nghe nói như vậy tất cả mọi người đều sôi sùng sục tư minh lễ lúc này giống to người đâu đem người phụ nữ này bắt lại cho tôi đem nhốt cho kỹ tôi phải chặt chẽ tra hỏi tức khắc hai hộ vệ thân hình cao lớn sắc mặt hung ác đi về hướng diệp oản oản ánh mắt diệp oản oản không chút nhiệt độ nhìn về phía tư minh lễ tư minh lễ tư minh lễ nhíu mày làm sao chủ mẫu tương lai đại nhân của chúng ta còn muốn nói cái gì sao Diệp Oản Oản mặt không thay đổi mở miệng, kết quả kiểm tra cuối cùng của A Cửu còn chưa có, ông chú liền không kịp chờ đợi được kích động lời đồn, đối với tôi sử dụng hình phạt riêng, dùng việc công để trả thù riêng. Nếu như là cuối cùng chứng minh tôi vô tội, không biết ông chú phải làm như thế nào. Trên mặt của tư minh lễ đầy vẻ yên tâm, có chỗ dựa chắc, ngay tại chỗ cười ra tiếng, ha 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 cô vô tội. Đều đã đến lúc nào rồi, lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng trừ phi hiện tại tư giả hàn cải tử hồi sinh ở trên giường nhảy dựng lên, nếu không cô ta đừng nghĩ thoát tội. Quả thật là buồn cười. Tư Minh Lễ cười lạnh mở miệng nói, nếu cô vô tội, Tư Minh Lễ tôi sẽ gánh chịu tất cả hậu quả. chương 874, đừng cầu xin tôi ra ngoài. Ánh mắt Diệp Oản Oản quét qua Tư Minh Vinh và một đám nguyên lão bên cạnh, ông chú hai, cùng với tất cả trưởng bối ở đây, lời ông chú Tư vừa nói, hy vọng mọi người sẽ làm chứng cho tôi. Các nguyên lão trầm mặt, ánh mắt khinh thường, đều cho là cô ngụy biện. Tư Minh Vinh nhìn tư ra bây giờ rối loạn, giờ phút này đã vô cùng hối hận, lúc đầu không nên tùy ý gia chủ làm bừa, nếu như đem người phụ nữ này xử lý sớm một chút, sự việc sẽ không biến thành cục diện như hôm nay. Nếu như lúc trước cấy ghép khí quan, gia chủ ít nhất còn sống thêm được mấy năm. Tư Minh Lễ nói xong đi tới bên cạnh Tư Minh Vinh, ân cần mở miệng, anh hai chị dâu hiện tại ngã bệnh anh lại phải thu xếp bên bệnh viện loại chuyện nhỏ này thì giao cho tôi xử lý đi tôi nhất định đem cô ta điều tra rõ ràng tư minh vinh nhìn tư minh lễ một cái không nói gì coi như thầm chấp nhận ý kiến của tư minh lễ hứa thường khôn thấy tư minh vinh lại không chịu ngăn cản vội vàng đứng dậy mặc dù lúc đầu oản oản tiểu thư quả thật ngăn cản phẫu thuật nhưng cũng là xem xét thân thể gia chủ chuyện bây giờ biến thành như vậy là ai cũng không cách nào đoán trước được làm sao có thể vì như vậy mà chụp cho oản oản tiểu thư tội danh cố ý mưu hại hơn nữa hiện tại gia chủ cũng không có hứa thường khôn tư minh lễ liên tục cười lạnh cắt đứt lời nói lớn tiếng nổi giận cũng bởi vì người phụ nữ này lúc trước cứu con trai ông ông lại cố ý che giấu lương tâm nói đỡ cho loại người này được hứa thường khôn tôi chẳng qua chỉ nói sự thật sự thật chính là cô ta mê hoặc gia chủ mưu hại tính mạng gia chủ chọc cho tư gia không ai được yên Người phụ nữ này là tội nhân của toàn bộ tư gia, ông lại vì một tội nhân giải thích. Tư minh lễ, ông. Diệp Oản Oản tiến lên một bước, ngăn hứa thường khôn đang tức giận lại, liếc tư minh lễ đang đắc ý một cái, nhàn nhạt mở miệng, tôi có thể vào trong nhà giam, bất quá, chỉ hy vọng ông chú tư, đến lúc đó không cần cầu xin tôi ra ngoài là được. Ha 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 quả thật là hoang đường. Tư minh lễ lạnh giọng diếu cợt, Diệp tiểu thư, với tội danh của cô, cô đời này cũng đừng nghĩ ra ngoài. Đem đi cho tôi. Vâng, mấy hộ vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức tiến lên, vây diệp oản oản lại, đưa ra ngoài. Thấy người phụ nữ này rốt cuộc rơi vào trong tay mình, tư minh lễ quả thật là sảng khoái tinh thần, bực bội trong mấy ngày liền tất cả đều biến mất một cách sạch sẽ. Tiện nhân, lại còn muốn sống rời khỏi nhà giam tư gia, thật là quá ngây thơ. Bởi vì với tình hình bây giờ của tư dạ hàn, lúc nào cũng có thể qua đời, tất cả nguyên lão đều chờ ở ngoài cửa phòng bệnh, không dám rời đi, tư minh lễ đã sung phong nhận việc chuẩn bị tốt tang sự. Chấm chấm, hầm giam tư gia Diệp Oản Oản mới vừa bước vào, chính là một cổ hàn ý sâu tận xương tủy xâm nhập tới, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, ẩm mốc và mùi gì xét trộn lẫn vào nhau, khiến cho người ta muốn nôn. A a a, từ sâu bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết tê tâm phế liệt. Diệp Oản Oản đã sớm nghe qua chỗ này, Nơi này giam tất cả người phản bội gia tộc, kẻ địch nằm vùng, là nơi âm u nhất tư gia. Cô từ nhỏ đã nhát gan, còn sợ máu, nếu như lúc trước, nhìn thấy hình ảnh máu me này, đoán chừng đã sớm bị dọa ngất rồi có thể là do trải qua quá nhiều chuyện, nên giờ này tâm tình không một chút gợn sóng. Mang cô đến là hai tâm phúc của Tư Minh Lễ, nhìn bộ dáng diệp oản oản ngơ ngác, cho là cô bị dọa choáng váng. Một người lạnh giọng đe dọa, ngay cả gia chủ cũng dám mưu hại. Những người này chính là kết quả của cô sau này. Chương 875, có muốn tôi dạy các người hay không? Vừa dứt lời, cùng với nghe tiếng xì xì trong gian phòng tối bên cạnh, bàn là sắt nóng bỏng in trên ngực của một người đàn ông, phát ra âm thanh làm người ta rợn tóc gáy, người đàn ông kêu lên đau đớn co rúm lăn lộn trên mặt đất. Diệp Oản Oản nhìn một màn này, khóe miệng hơi co rút, thời đại nào còn dùng loại tra hỏi cũ kỹ này. Quả nhiên giống tác phong của cái lão Tư Minh Vinh cổ lỗ sĩ kia. Không biết tại sao, lúc này trong đầu lại hiện lên rất nhiều hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Diệp Oản Oản nhìn về phía hai người hộ vệ bên cạnh, rất khét bỏ mở miệng, thứ này chỉ có thể đối phó với mấy tôm tép nhỏ bé mà thôi, ám vệ và đặc công chân chính đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, bị thương một chút da thịt, đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là trò vặt, còn nghĩ có thể cậy miệng của bọn họ. Hai người hộ vệ Bọn họ vốn là chuẩn bị dọa Diệp Oản Oản, thậm chí đã nghĩ đến hình ảnh cô hoảng sợ gào khóc, ngàn lần không nghĩ tới, Diệp Oản Oản không chỉ thản nhiên như đang ở trong vườn nhà mình, lại còn chê cách thức tra hỏi của bọn họ. Diệp Oản Oản, này, các người có biết cái gì là tra hỏi không? Có muốn tôi dậy hay không? Chính là lấy cách thức bẻ gãy ý chí, loại này so với. Hai hộ vệ nghe Diệp Oản Oản thao thao bất tuyệt. Cuối cùng, hai người thật nhanh đem Diệp Oản Oản tới phòng giam, lập tức nhanh chân rời đi, giống như phía sau có mãnh thú đang đuổi theo. Hát, tại sao lại đi, tôi còn chưa nói hết đâu. Diệp oản oản nắm song sắt, vẻ mặt tiếc nuối. Nhìn hai người chạy đến bóng cũng không thấy, Diệp oản oản chỉ có thể ngồi xuống, nâng cầm lên, trên mặt lộ ra thần sắc nghi ngờ. Kỳ quái, mới vừa rồi nói những điều kia, cô làm sao biết? Chẳng lẽ là đọc được trong sách, làm sao một chút ấn tượng cũng không có? Bất quá cô dù sao cũng có trí nhớ của hai đời, có chỗ nào lẫn lộn và quên mất, ngược lại cũng rất bình thường. Gạch nối dài 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 gạch nối dài. Gạch nối dài. Trong phòng họp chư thần thời đại, mấy người đang mở cuộc họp bàn luận kịch bản. Nghĩa nó, siêu, siêu cấp đại tin tức. Bát quái tiểu thiên vương cung húc mới vừa đến công ty, lập tức vọt vào phòng làm việc. Cung hút, cậu lại tới trễ. Diệp mộ phàm tức giận liếc cậu ta, tin mới gì? Cậu bị mất tiền, hay là ảnh đế tả tuyên bố tin kết hôn? Ai mất tiền, anh mới mất tiền đấy. Cung húc trợn mắt nhìn Diệp Mộ Phàm cầm điện thoại kích động mở miệng, là tư gia, tư gia trong truyền thuyết. Tư gia thế nào? Hàn Thiên Vũ hỏi. Cung húc có tin tức lộ ra nói ra chủ tư gia bệnh chết. Mới sáng hôm nay, Diệp Mộ Phàm kinh ngạc, cái gì? Gia chủ tư gia bị bệnh qua đời, làm sao có thể? nhắc đến Tư gia trong ấn tượng của mọi người đó là thế gia vọng tộc trong truyền thuyết cách xa bọn họ không với tới được ở Hoa quốc thành lập đế quốc buôn bán khổng lồ mà Tư gia Hàn chính là quốc vương đứng đầu toàn bộ gia tộc Tư thị nếu như Tư gia Hàn chết toàn bộ tập đoàn sắp phải đối mặt nguy cơ sụp đổ việc kinh doanh của toàn bộ Hoa quốc sẽ trở nên hỗn loạn Hàn Thiên Vũ mở miệng nói tin nhảm đi tòa soạn nào mà dám đăng chuyện Tư gia cung húc là không ai dám cái tin tức này mới vừa lộ ra ngoài, sau 5 phút liền bị xóa, bất quá tôi chụp màn hình được. Diệp Ngộ Phàm, chỉ có 5 phút cậu ta đã có thể nghỉ đến chụp màn hình rồi, rốt cuộc là có bao nhiêu bát quái? Lạc Thần đang chuyên tâm nhìn kịch bản ngẩng đầu lên, Diệp ca đâu? Thế nào còn chưa tới? Diệp mộ Phàm khoát tay một cái nói, hôm nay không cần chờ cậu ta, mới vừa gửi tin nhắn cho tôi nói hai ngày nay có việc Chương 876, hắn không chết. Ngoài cửa phòng bệnh, sắc mặt của Hứa Thường Khôn ngưng trọng dị thường, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp, oản oản tiểu thư bị người của Tư Minh Lễ mang đi như vậy quá nguy hiểm. Nhưng hiện tại lão phu nhân hôn mê, toàn bộ tư gia đều nằm dưới sự khống chế của các tộc lão, hành động của chúng ta cũng bị giám thị. Hứa Dịch nghe vậy, hướng về cha mình nhìn lại, muốn nói gì đó mà lại thôi. Từ khi Tôn Thần Y nói hắn chỉ còn nửa năm tuổi thọ, cửu gia đã bắt đầu chuẩn bị, hậu sự của chính mình, không có khả năng không nghĩ tới tình huống này. Hắn suy đoán, khả năng duy nhất chỉ có thể là do. Chính hoàn hoàn tiểu thư tự mình không muốn rời đi. Đáng chết, vì sao sự tình sẽ biến thành như vậy, thân thể của cửu gia rõ ràng đã đang có biến chuyển tốt. Trong phòng bệnh, tôn thần y nhắm mắt lại, thần sắc chuyên chú bắt mạch cho tư dạ hàn, chờ một chút đi. Một bên là bác sĩ trưởng khoa, chuyên gia tây y mặc áo choàng trắng, thân sắc ngạo nghễ, ngữ khí khẳng định mở miệng nói, tôn lão, mặc dù ngài là đỉnh cấp chuyên gia ở phương diện đông y, nhưng tình huống của tư tiên sinh đã không còn gì phải nghi ngờ nữa, vẫn nên mau chóng thông báo bọn họ. Nếu không ngay cả nhìn mặt một lần cuối cũng không nhìn được. Đối mặt với sự nghi ngờ của vị chuyên gia này, tôn thần y thần sắc thở ơ, ứ động trong lòng, vì vậy dẫn đến khí huyết không thông, máu tụ ngăn trở quá trình tuần hoàn. Sau khi cử thiếu gia thổ ra được máu bầm, mặc dù thân thể cực kỳ yếu ớt, tính mạng thoạt nhìn như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng kỳ thực so với trước đây, kinh mạch lại thông suốt hơn rất nhiều. Hiện tại hắn chẳng qua là đang ở trạng thái ngủ say, cần một ít thời gian để khôi phục. Vị chuyên gia Tây y kia nghe Tôn Thần y khoe chữ, vẻ mặt đầy coi thường, "Tôn lão, những thứ này toàn bộ đều là phỏng đoán chủ quan của ngươi, nhưng ta lại dùng số liệu cụ thể rõ ràng, chứng minh được hắn sẽ không chống đỡ thêm được nổi nửa ngày." lúc trước hắn cố hết sức chủ trương làm giải phẫu, nhưng cuối cùng Tôn Bách Thảo lại lựa chọn để cho nữ nhân kia thử một lần. Tôn Bách Thảo so với hắn, đều được lão phu nhân cùng gia chủ tương đối tín nhiệm hơn rất nhiều. Kết quả ngược lại đang rất khả quan, ngờ đâu lại trở thành như vậy. Cho nên lần này, hắn vô cùng tin tưởng vào phán đoán của mình. Cách nhìn của các thầy thuốc khác phần lớn cũng là như vậy, tình trạng thoi thóp đều đều như thế này, mà lại chỉ là đang ngủ say thôi ư. Khục, Thời điểm Tôn Thần Y đang cùng nhóm chuyên gia thảo luận bệnh tình, trong phòng bệnh đột nhiên vang lên một tiếng ho, âm thanh vang lên nhẹ vô cùng. Tức khắc, tất cả chuyên gia cùng thầy thuốc đều hướng về phía giường bệnh nhìn lại. Chỉ thấy trên giường bệnh, nam nhân đã bị phán tử hình, chậm rãi mở mắt, ánh mắt không hề có vẻ giống người sắp chết đục ngầu không ánh sáng, mà lại lẫm liệt sáng ngời. Tư, tư tiên sinh. Cùng lúc đó, các chuyên gia đều vô cùng kinh ngạc phát hiện, trên các thiết bị đo lường tinh vi các chỉ số thân thể của tư dạ hàn tất cả đều đã bắt đầu khôi phục. Trên giường bệnh, tư dạ hàn chỉ cảm giác dường như mình vừa đi qua một con đường thật dài. Sau khi tỉnh lại, thân thể lại cảm thấy vô cùng thoải mái xưa nay chưa từng có. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua chỗ mình nằm, nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc lá bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu dọi xuyên qua nhành cây. Hắn cho rằng đây đã là điểm cuối của hắn, lại không nghĩ rằng. Hắn không chết. Hoãn hoãn, nàng giờ phút này hẳn là đã rời đi mất rồi. Các chuyên gia loạn thành một đoàn, nhanh, nhanh đi thông báo cho các vị tộc lão. Ngoài cửa phòng bệnh, Tư Minh Lễ đang rời đi chuẩn bị linh đường, tang sự rất nhanh liền vội chạy về. Hắn hướng về phía Tư Minh Vinh mở miệng nói, "Nhị ca, tất cả mọi chuyện đều đã an bài xong xuôi, chuẩn bị thỏa đáng." Tư Minh Vinh mệt mỏi gật đầu, "Được." Vừa mới dứt lời, trong phòng bệnh dường như truyền tới một trận thanh âm huyên náo. Sau đó cửa phòng bị người ta đẩy ra, một đám chuyên gia từ bên trong đi ra. Chỉ thấy vị bác sĩ trưởng khoa vừa mới thông báo họ chuẩn bị hậu sự cúi thấp đầu, mặt đổ đầy mồ hôi lạnh nhễ nhại. Nhìn thấy biểu tình của vị chuyên gia kia, trái tim của tất cả mọi người nhất thời bị dìm đến đáy cốc. Chẳng lẽ gia chủ đã qua đời? chương 877, Tứ Thúc vì sao lại làm đại lễ thế này? thân thể của hứa dịch khẽ run, cửu ra. Tư Minh Vinh mặt đầy bi thương, có biện pháp nào để cho gia chủ cùng chúng ta nói mấy câu hay không? Tư giả hàn phát bệnh quá đột nhiên, một câu cũng không kịp dặn dò. Tư Minh Lễ làm ra vẻ mặt đầy đau khổ, vỗ vỗ bả vai của Tư Minh Vinh, nhị ca, xin nén bi thương. Thân thể gia chủ có thể chống đỡ tới hôm nay, đã rất không dễ dàng. Tư gia còn có chúng ta đây. Vị bác sĩ trưởng khoa kia nghe một chút, sắc mặt lại càng thêm khó coi quét qua tư minh lễ một cái thần sắc có chút khó mà hình dung ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng nói tư tiên sinh tỉnh rồi tư minh vinh nhất thời vui mừng cái gì tỉnh vâng tư tiên sinh ngài ấy lời chuyên gia còn chưa dứt tư minh lễ sững sờ trong đầu nghĩ đây nhất định là hồi quang phản chiếu vì vậy vội vã ngắt lời hắn nhanh nhỏ mở miệng chúng ta mau vào đi thôi nhanh đi xem thử đại tàu tỉnh chưa mời đại tàu đi theo nếu không sợ rằng sẽ không kịp gặp lần cuối. Vâng, một bên, tên hộ vệ nhanh chóng chạy đi. Chuyên gia, cứ như vậy đi, bọn họ vào bên trong là biết ngay thôi. Vì vậy, một đám tộc lão vội vàng đi theo chuyên gia đi vào phòng bệnh. Tư Minh Lễ đã sớm có tâm tình rất tốt, kịch bản đã lên sẵn. Trong nháy mắt khi vừa bước tới ngưỡng cửa, hốc mắt đã đỏ lên, nhào nhanh tới bên giường bệnh, sau đó, phù phù, một tiếng quỷ trên mặt đất Gia chủ, gia chủ à, ngài yên tâm, đi thôi. Một giây kế tiếp, tư minh lễ mới gào được một nửa, biểu tình tỏ vẻ đau thương đột nhiên hóa đá, nghẹn cứng ở trên mặt. Chỉ thấy trên giường bệnh màu trắng trống rỗng không có ai, mà phương hướng hắn quỳ sắp xuống lại xuất hiện một đôi chân dài đang đứng thẳng. Sống lưng tư minh lễ đột nhiên cứng đờ, tầm mắt theo cặp chân kia nhìn lên, một ngọn gió lạnh thổi qua như muốn thổi bay trái tim nhỏ bé của hắn. Tứ thúc vì sao? lại làm đại lễ như thế này. Tư dạ hàn một bên vừa sửa sang ống tay áo, vừa từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng liếc nhìn tư minh lễ đang nằm ở dưới chân mình. Nguyên bản tư dạ hàn hẳn là nên nằm ở trên giường bệnh hấp hối, giờ phút này đã cởi đồ bệnh nhân ra, thay bằng bộ âu phục trước đó diệp oản oản chuẩn bị cho hắn, trên túi áo nơi ngực còn có thêu một đóa hoa hồng đen, tôn lên gương mặt làm điên đảo chúng sinh của hắn càng thêm chói mắt. Giờ phút này, nam nhân đang ngược nắng đứng ở nơi cửa sổ, thở ơ sửa sang lại ống tay áo, trên mặt không còn chút vẻ khô cằn của người sắp chết, mà lại tươi cười rạng rỡ, ánh mắt lạnh lùng. A, à, con người của Tư Minh Lễ chợt co rút lại cực hạn, sợ đến mức bò lùi về sau hai bước, "Ngươi, ngươi ngươi." Không chỉ là Tư Minh Lễ, ở một bên khác, biểu tình của Tư Minh Vinh cùng những tộc lão khác tất cả đều như gặp phải quỷ sống. Lúc này, Tôn Bách Thảo mới mở miệng giải thích, "Chúc mừng, chúc mừng." Thân thể cửu thiếu gia đã không có việc gì trước đó là phun ra máu tụ trong cơ thể năm xưa, bởi vì thân thể tự chữa trị nên tạm thời lâm vào ngủ say mà thôi. Tư Minh Vinh sửng sốt thật lâu mới hồi phục lại tinh thần, khôi phục chức năng ngôn ngữ, vậy. Thân thể gia chủ bây giờ, còn có nguy hiểm không? Tôn Bách Thảo cười nói, bệnh của cửu gia mặc dù không thể nói là hoàn toàn khỏi ngay, nhưng tình trạng cơ thể đã ổn định rồi. Chỉ cần tiếp tục giữ vững như vậy, hoàn toàn khôi phục, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nhờ có oản oản tiểu thư khoảng thời gian này tỉ mỉ điều dưỡng, có thể xem như là bác sĩ chính của cửu thiếu gia. Ta thật sự thấy hổ thẹn, các người cần phải cảm ơn người ta thật tốt. Nghe thấy lời của Tôn Bách Thảo, vào lúc này Tư Minh Lễ đã trợn mắt khóc mồm, vẻ mặt không cách nào tin tưởng, toàn bộ thân thể cũng đã bị dọa sợ đến choáng váng. Làm sao có thể như vậy? Một khắc trước còn nói Tư Dạ Hàn chắc chắn phải chết, một khắc sau lại nhảy nhót tương bừng. Hắn, Hắn vừa mới đem con tiện nhân kia đưa vào trong ngục. Xong, xong rồi. Phải mau đem nữ nhân kia thả ra. Chương 878, lập tức đi thả ngay. Từ Minh Lễ vào lúc này còn duy trì tư thế nửa nằm nửa quỳ dưới đất, biểu tình cứng ngắc, da mặt co quắp, mở miệng nói, "Ta, ta đây là mới vừa rồi ở bên ngoài nghe được thầy thuốc nói ra chủ ngài đã tỉnh, cho nên quá kích động, quá kích động." nói xong làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bỏ dậy đáng chết tư giả hàn lại có thể chẳng những không có việc gì thân thể còn bắt đầu chuyển tốt cái này làm sao có thể thầy thuốc lưu thân thể gia chủ là thật không có gì đáng ngại sao tư minh lễ thử hỏi dò vị trưởng khoa trưởng nhóm chuyên gia kia vừa nghe nói vậy sắc mặt lúng túng không thôi mà mở miệng xin lỗi mới vừa rồi là ta chẩn đoán sai lầm chưa xác định rõ ràng, vẫn là tôn lão kinh nghiệm lâu năm phong phú. Thân thể của tư tiên sinh quả thật đã không có gì đáng ngại. Lúc này, nơi cửa có một bóng người còng lưng tập tễnh đang được người giúp việc dìu đi vào bên trong, thầy thuốc lưu, lời ngươi vừa nói là thật. Vị lưu chuyên gia kia nhìn thấy lão thái thái đi vào, vội vã mở miệng, hồi bẩm lão phu nhân, ta cùng với tôn lão đã liên hiệp chẩn đoán chính xác, không sai. Tôn Bách Thảo vẻ mặt trần an, nhìn về phía lão thái thái nói, Lão phu nhân xin hãy buông lỏng tinh thần, sự thật đã chứng minh, phương pháp điều chỉnh của Oản Oản tiểu thư vô cùng hiệu quả. Chỉ cần tiếp tục giữ vững, bệnh cũ của Cửu thiếu gia thậm chí có đến một nửa độ khả thi có thể hoàn toàn hồi phục. Quá tốt, thật sự là quá tốt rồi. Tổ tông phù hộ, tổ tông phù hộ, lão thái thái kích động không thôi, đi tới trước mặt Tư Giả dạ Hàn, đánh giá lấy cháu trai nhà mình từ trên xuống dưới. Thấy hắn êm đẹp đứng ở nơi đó, sắc mặt cũng khôi phục lại huyết sắc cao hứng không thôi. Mắt thấy sự tình đã xác định, thân thể của tư minh lễ khẽ run, ực nuốt nước miếng một cái. Lần trước hắn chẳng qua chỉ nói nữ nhân kia mấy câu mà thôi, đã bị quy cho tội danh bất kính với đương thời chủ mẫu tương lai, cắt đứt một chân của giật kiệt. Nếu để tư giả hàn biết được, hắn tự tiện đem nữ nhân kia nhốt vào ám thất. Huống chi hiện tại nữ nhân kia đã không chỉ là đương thời chủ mẫu tương lai của tư gia, còn là ân nhân cứu mạng gia chủ, thừa dịp tư giả hàn đang trấn an lão phu nhân, tư minh lễ đã lặng yên không một tiếng động thối lui, sau đó vội vàng gọi điện thoại cho tâm phúc. Alo, nữ nhân kia đâu? Đã thuận lợi đưa đến ám thất rồi, ngài muốn bắt đầu dùng hình sao? Dùng hình cái rắm mau mau đem ả à thả ra cho ta. a à, thả, thả ra. Phải, ngay lập tức, lập tức đi thả ngay. Đừng hỏi tại sao. Thích, là. Ám thất tư gia hai người lính gác của sau khi nhận được điện thoại của Tư Minh Lễ, đầu óc mơ hồ, vội vàng quay trở lại. Lúc đó, Diệp Oản Oản đang nâng cầm đứng đó, nhìn một nam nhân ở trong căn phòng tối đối diện đang bị dùng hình. Diệp Oản Oản theo quá trình người thi hình và nam nhân nọ nói chuyện với nhau mới biết được, nam nhân kia lẻn vào tư gia, ăn cắp một số bí mật thương nghiệp, đã bị giam lại ba tháng nhưng vẫn như cố thả chết không khai ra người sai khiến ở phía sau là ai. Ai, không đúng, vị sư phó này, thủ pháp ra roi của ngươi quá kém rồi. Nghiệp vụ không thành thạo nha. Góc độ sai lầm rồi. Thực sự, ta đã nói với ngươi đánh như vậy không đau chút nào, hơn nữa còn lãng phí sức lực. Ngươi nhìn ngươi đã ra một thân mồ hôi, mà hắn đến một chữ cũng không nói. Ta dạy cho ngươi nhé, có loại phương pháp tra khảo đặc biệt, gọi là tước đoạt cảm giác. Đầu tiên đem hắn nhốt vào một không gian kín, không người, không ánh sáng tự nhiên, không âm thanh, cũng không có mùi vị, cho hắn mặc quần áo cũng dùng loại vô cùng mềm mại, mặc lên người không có chút cảm giác nào. Khiến hắn mất đi tất cả các giác quan, rồi ra một thời gian thử xem. Ta đã nói với ngươi, người bình thường ở trong môi trường này, nhiều nhất 16 tiếng liền sẽ lâm vào trạng thái tan vỡ tinh thần, coi như là được huấn luyện đặc thù, cũng chỉ có thể giữ vững tối đa một ngày. chương 879, ngại quá, tôi còn chưa chơi chán. Diệp Oản Oản vẫn còn tiếp tục nói, vị đại ca đối diện đang tra khảo đem roi trong tay ném một cái, tới đây. Đến đi, ngươi tới đây, ngươi làm cho ta xem có thẩm tra hắn được hay không. Diệp oản oản cười hít mắt, được à nha. Nam gián điệp đang giả chết nghe vậy, nhất thời như người sang, chợt mở mắt, hoảng sợ lắc đầu một cái, đại ca. Cầu xin ngươi hãy tiếp tục quất ta đi, đừng đổi người. Lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền tới, hai tên tâm phúc của tư minh lễ tới. Đoàn ca, Mở cửa ra, mau thả nữ nhân này ra ngoài." Một trong hai người mở miệng. Diệp Oản Oản đang nằm ở trong buồng giam nghe vậy, nhất thời hơi biến sắc mặt, ánh mắt nhíu lại, nhìn về phía hai người. "Thả nàng ra ngoài." Vị đại ca phụ trách đặc biệt tra khảo, giờ phút này tâm hồn mỏng manh đang muốn tan vỡ, nhìn thấy hai người kia tới như nhìn thấy được cứu tinh, "Hai người các ngươi đã tới." "Nữ nhân này, quả thật là quá lắm rồi, các ngươi rốt cuộc là đem nàng ta tới đây để hành hạ?" hay là cố ý để nàng ta hành hạ ta vậy hả? Hai người chố mắt nhìn nhau, nhìn dáng vẻ hưng phấn, hai mắt sáng lấp lánh của Diệp Oản Oản, lại nhìn dáng vẻ thổn thức của vị đại ca khảo cung, đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi, thật may là bọn họ chạy kịp. Đừng nói nhảm nữa, mau mở cửa thả người đi. Hai người ho nhẹ một cái, khẽ thúc giục. Mặc dù không hiểu vì sao cấp trên lại đột nhiên yêu cầu thả người, bất quá bọn họ chỉ cần nghe lệnh và hành sự. Đại ca khảo cung cũng không muốn hỏi nhiều, vội vàng đi tới mở cửa phòng giam ra, "Bà cô nhỏ của ta ơi, xin hãy mau ra ngoài đi. Đừng tiếp tục làm phiền ta làm việc nữa." Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, đứng tại chỗ, đi ra ngoài. "Ai nói ta muốn đi ra ngoài?" Ba người nghe được một lời này, nhất thời đều trợn tròn hai mắt. "Diệp tiểu thư, có phải ngươi không nghe rõ hay không? Chúng ta nói, muốn thả ngươi ra ngoài." Diệp Oản Oản ngáp một cái, trực tiếp xếp chân lại ngồi thẳng xuống đất, ai muốn đi ra ngoài. Các người thả người khác đi, ta vẫn còn chưa chơi chán. Ba người. Cái gì? Gián điệp nam bị quất đến chảy ra sức thịt, ta, ta muốn đi ra ngoài. Thời điểm ba người còn đang ngẩn người, sau lưng, tư minh lễ đang vội vã tự mình chạy tới. Người đâu, người đã thả ra chưa? Tư Minh lễ ngữ khí gấp rút truy hỏi. Tên thủ vệ đầu tiên nhìn Diệp Oản Oản một cái, sau đó trả lời đầy khó xử, hích, tứ trưởng lão, nàng. Nàng không chịu đi. Phế vật, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong, cút ngay cho ta. Giờ phút này, nhìn thấy biểu tình nổi trận lôi đình này của tư minh lễ, Diệp Oản Oản cơ bản đã có thể xác định tư dạ hàn tỉnh rồi. Hơn nữa còn bình yên vô sự. Nếu không tư minh lễ tuyệt đối sẽ không gấp rút như vậy muốn đem nàng đuổi đi ra ngoài. Diệp Oản Oản khẽ thở vào một cái, tảng đá lớn đè nặng chịu trong lòng cuối cùng cũng được nhấc xuống. Cùng lúc đó, ở trong phòng bệnh, lão thái thái tâm tình kích động, ôm lấy tư giả hàn khóc nửa ngày. Tư giả hàn an ủi lão thái thái, ánh mắt liếc xéo ra ngoài cửa sổ nhìn vào hư không, lộ ra tâm tình không bình tĩnh rất khó có thể phát giác ra được. Hứa dịch đứng ở một bên, nôn nóng không yên, rốt cuộc tìm một cơ hội mở miệng, cửu ra. Một bên, Phùng Nghĩa Bình lập tức mở miệng chặn hỏng hứa dịch, hứa quản gia, gia chủ mới vừa hồi sinh từ trong chỗ chết, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói với lão phu nhân. Chúng ta không nên tiếp tục ở chỗ này tiếp tục quấy rầy bọn họ. Lão thái thái nắm tay cháu trai không buông, các người đi ra ngoài trước đi, ta nói chuyện với A cửu một chút. Hứa dịch sắc mặt lạnh lùng, không để ý đến phùng nghĩa bình ngăn trở, trực tiếp mở miệng, cửu ra, lão phu nhân, oản oản tiểu thư người vẫn còn đang bị giam ở trong ám thất. Lão thái thái nghe xong, nhất thời đổi sắc mặt, người nói cái gì? Hoàn hoàn ở trong ám thất. chương 880, thỉnh thần dễ dàng, tiễn thần khó. Ngay lập tức biểu tình trên mặt tư giả hàn liền thay đổi, ám thất. Hắn rõ ràng đã an bài người khác che chở nàng an toàn rời đi. Mới vừa rồi hắn tỉnh lại, lập tức tìm quanh, không nhìn thấy nàng, cho là nàng nhất định đã rời khỏi Hoa Quốc. Ám thất, đó là hầm giam của tư gia, coi như có thể còn sống từ bên trong đi ra, coi như cũng thành phế nhân. Phòng bệnh lớn như vậy, trong nháy mắt đã bị khí tức lạnh lẽo kinh người bao dập lấy cả căn phòng. Trong ám thất, điện thoại của Tư Minh Lễ vang lên, là Phùng Nghĩa Bình gọi tới. Tư Minh Lễ không nhịn được, mở miệng, alo, có chuyện gì? Ở đầu kia của điện thoại di động, Phùng Nghĩa Bình nhỏ giọng tiết lộ tin tức, không xong rồi. Tứ trưởng lão, cửu gia đã biết rồi, vào lúc này đang đuổi tới hầm giam. Ngươi, ngươi nói cái gì? Thần sắc tư minh lễ hoàn toàn luống cuống. Sau khi vội vã cúp điện thoại, tư minh lễ nhanh chóng lau mồ hôi lạnh trên trán, đi tới trước mặt Diệp Oản Oản, thái độ đột nhiên thay đổi. Trên mặt dáng nặn ra nét vui vẻ, mười phần cúc cung, Diệp. Diệp tiểu thư. Diệp Oản Oản cười như không cười hướng về tư minh lễ nhìn lại, ô chuyện tốt gì thế này. Tư thúc công sao lại làm ra đại lễ như vậy chứ? nghe được lời nói giống tư dạ hàn như đúc của đối phương khiến cho khuôn mặt tư minh lễ vặn vẹo đi mấy phần cố nén sự tức giận mở miệng nói diệp tiểu thư những chỗ bất kính trước đó xin hãy rộng lòng tha thứ ta cũng là bởi vì quá mức lo lắng cho thân thể của gia chủ mới vừa thời điểm ở tại bệnh viện đều chỉ là vì muốn cho mọi người một câu trả lời ngữ khí mới có phần hơi nặng nề thân thể thiếu nữ của ngươi vốn yếu đuối nơi này lạnh giá không tốt cho sức khỏe vẫn nên mau chóng rời đi đi Diệp Hoàn Hoàn không thèm để ý tới hắn, Tứ Thúc Công nói quá lời, thân thể ta tốt vô cùng. Nơi này cũng rất rộng rãi, rất thú vị, còn có các chuyên gia biểu diễn miễn phí nữa. Từ mình lễ ra mặt co quắp, rốt cuộc có chút hết kiên nhẫn, Diệp Hoàn Hoàn, người đừng rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Diệp Hoàn Hoàn, đa tả Tứ Thúc Công, ta không uống rượu. Mắt thấy thời gian từng khắc trôi qua, mà Tư Giả Hàn đã đang trên đường chạy tới từ mình lễ rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật. Ngớ ra làm cái gì, các ngươi còn không mau giúp Diệp Tiểu Thư rời đi. Từ mình lễ lạnh giọng ra lệnh. Vâng, hai tên hộ vệ hiểu ý, khí thế hung hăng hướng về Diệp Oản Oản bắt lấy, định dẫn đi. Một giây tiếp theo, vẫn chưa kịp đụng vào thân thể của Diệp Oản Oản, một người trong đó liền bị ăn một cước, đạp bay ra ngoài. a à, một người khác bị đạp vào đầu gối, đau đớn một hồi nằm dạp trên mặt đất. Mặc dù đã nghe nói qua nữ nhân này thân thủ không tệ, nhưng khi nhìn thấy hai tên tâm phúc ngay cả thân thể của ả à cũng đều không tiếp cận được, Tư Minh Lễ trong nháy mắt nghịch mặt ra. Diệp Oản Oản vuốt ve ngón tay, nhìn về phía Tư Minh Lễ, thở ơ cười một tiếng, không biết Tư Thúc Công đã từng nghe qua một câu nói này chưa. Tư Minh Lễ chân mày nhíu chặt. Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, thỉnh thần dễ dàng, tiễn thần khó. Tư Minh Lễ giận đến thiếu chút nữa hộc máu, ngươi Đúng lúc này, nơi cửa một dồn dập tiếng bước chân nhốn nháo từ xa truyền tới. Từ Minh Lễ quay người lại, khi thấy một nhân ảnh tràn đầy sát khí, cả người đều cứng lại. Gia, gia chủ, trừ tư giả hàn gia, lão phu nhân cũng ở đây, phía sau có hứa dịch, hứa thường khôn, tư minh vinh, phùng nghĩa bình cùng một đám tộc lão đi theo. Một đám người cuồn cuộn ập tới. Audio điện tử võ tấn bền